Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 471, bằng tốt nghiệp 1. Khi Cố Giai Đồng rời khỏi khách sạn, Trương Dương cũng thu xếp chuyện của mình đi đến trường đảng tỉnh, chương trình học của hắn đã tiến hành xong, hắn đi đến khoa để lấy bằng tốt nghiệp chính quy, nói ra thì xấu hổ lắm, bài học của Trương Đại Quan Nhân có không ít công lao của Thường Hải Tâm, chỉ có vài cuộc thi, mà trước đó cũng đã làm đủ công tác, bài vở thì có thể nhờ người khác, nhưng mà bằng cấp thì phải tự đi lấy về, bởi vì lúc trước công tác bận rộn, cho nên hắn không tham gia vào trong lễ tốt nghiệp được. Trương Dương chuẩn bị buổi trưa mời các thầy cô cùng với giáo vụ của trường đảng đi ăn, trong trường đảng Trương Dương cũng rất có danh tiếng, thầy cô ở đây cũng không thật sự xem các học viên như là học sinh bình thường, trong lòng ai cũng rõ ràng, tất cả học sinh này đều được mạ vàng cả, trường đảng là một nơi để huấn luyện cán bộ, cũng là nơi giao lưu để xúc tiến tình cảm giữa các cán bộ với nhau. Có thể nói trường đảng chính là một trong những nốt quan trọng hình thành quan hệ trong quan trường. Trong một trường hợp đặc biệt như vậy, mọi người có thể làm quen lẫn nhau, giao lưu với nhau, và cái vòng tròn lặng lẽ hình thành từng bước từng bước. Tuy rằng người mà Trương Dương quen biết rất nhiều, nhưng mà hắn lại không có một cái vòng tròn nào thuộc về chính mình cả. Nếu thật sự nói là có vòng tròn, thì đó chính là Thường Hải Tâm, chỉ là cái vòng tròn nhỏ hẹp của bọn họ không hình thành từ lợi ích chính trị, mà là một loại tình bạn, hoặc có lẽ là một loại tình cảm nào đó vượt ra khỏi tình bạn một chút. Đối với bằng cấp, từ trước đến giờ Trương Dương chưa từng coi trọng chút nào cả, nhưng trong cái thể chế này, bằng cấp đã trở thành một trong những tiêu chuẩn có thể giúp cho bạn nhận được sự đề bạt hay không. Muốn con đường làm quan tiếp tục đi tới, thì bạn nhất định phải biết ứng phó trôi chảy. Một người tốt nghiệp trung cấp thì rất khó có thể đảm nhiệm công tác trên cương vị có cấp bậc cao hơn. Vấn đề cấp chính sử của Trương Dương vẫn chưa giải quyết xong, cũng là do có quan hệ tương đương với vấn đề bằng cấp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ là Trương Dương không ngờ rằng hành trình đến trường đảng lần này lại không được thuận lợi cho lắm. Đầu tiên là chủ nhiệm giáo dục của trường đảng đã thay đổi. Chủ nhiệm giáo dục bao giờ đổi lại là nữ, tên là Trương Lập Lan. Lúc trước là một cán bộ của Bộ Tuyên truyền tỉnh ủy. Trương Đại Quan Nhân chưa từng có giao tiếp qua. Nhưng mà thằng nhãi này có lòng tin mãnh liệt vào năng lực xã giao của mình. Lúc nhìn thấy Trương Lập Lan, miệng cười mở rộng, cười đến nối sáng lạn như ánh dương. Chủ nhiệm Trương. Tôi là Trương Dương, chúng ta là người một nhà đấy. Trương Lập Lan năm nay 44 tuổi, trông cũng có vài phần tư sắc, đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường đảng còn chưa đến 2 tháng, bà ta có thái độ rất lãnh đạm đối với Trương Dương, Trương Dương. Sau đó gật đầu nói, tôi đang muốn tìm cậu, cậu vắng mặt trong buổi lễ tốt nghiệp lần trước. Trương Dương vẫn giữ vẻ tươi cười như cũ, lần trước tôi xin nghỉ, công tác bận quá, thật sự không đi ra được. Trương Lập Lan nói, không đủ mạnh thì lại viện lý do, vì sao người khác có thể đến. Mà chỉ có một mình cậu vắng mặt. Tôi không tin nhiều học viên trường đảng như vậy mà chỉ có một mình cậu bận rộn công tác, học viên cùng kỳ có cấp bậc cao hơn cậu, cương vị quan trọng hơn cậu rất nhiều, nhưng tại sao không thấy người ta xin nghỉ? Cái này căn bản là vấn đề thái độ làm người. Trương Đại Quan Nhân cười nói, vâng, vâng, chủ nhiệm Trương dạy rất phải, sau này tôi nhất định sẽ quý trọng lời dạy của chủ nhiệm Trương, tuyệt đối không vắng mặt trong bất cứ chương trình học nào nữa. Trương Lập Lan nói, Tiểu Trương, cậu là một cán bộ trẻ tuổi, tương lai còn có con đường rất dài để đi, sao có thể không biết tiếp thu bài học của người khác? Trương Dương bắt đầu cảm thấy người đàn bà này rất biết làm trò, trời sinh ra là một người thuyết giáo chính trị mà, chỉ là cái bằng của hắn đang trông chờ vào người đàn bà này. Trương Đại Quan Nhân cũng hiểu được lúc cần nhịn thì phải nhịn, hắn cười nói, chủ nhiệm Trương, sau này xem biểu hiện của tôi đi. Trương Lập Lan nói, bài vở của cậu chúng tôi đã xem qua. Bút tích căn bản không phải là của một người. Trương Dương cảm thấy có chút không ổn, Trương Lập Lan này xem ra rất quan tâm đến mình, hắn cười nói, cô nhìn lầm rồi, tất cả bài vở đều là do bút tích của tôi viết ra. Trương Lập Lan liếc nhìn hắn một cách sâu xa, nói có chuyện này tôi phải nói với cậu, lãnh đạo cấp trên nhấn mạnh rằng cần phải nghiêm túc củng cố kỷ luật, đối với những học viên có thái độ tiêu cực học tập, thường xuyên trốn học, không tuân thủ kỷ luật trường học, thì phải xử lý nghiêm túc, trải qua sự thảo luận của chúng tôi. Cho rằng thành tích năm nay của cậu không có biện pháp nào tốt nghiệp được, nói cách khác, chúng tôi không thể phát bằng tốt nghiệp cho cậu. Trương Đại Quan Nhân nổi giận rồi, hắn nhìn Trương Lập Lan, nói, chủ nhiệm Trương, cô có ý gì? Không ngờ tôi học tại trường đảng lâu như vậy, làm nhiều bài vở như vậy, hoàn thành nhiều chương trình học như vậy, tất cả đều là uổng phí sao? Trương Lập Lan nói, không phải là uổng phí, là thái độ học tập của cậu có vấn đề, không đạt được tiêu chuẩn của chúng tôi, muốn lấy bằng tốt nghiệp. Cậu phải thi lại chương trình học lần sau.
Trương Dương nói, tôi làm gì có nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này. Trương Lập Lan cũng nổi nóng, nhìn thái độ của cậu kia, ngay cả thái độ học tập mà cũng không nghiêm túc, thì làm sao có thể lấy bằng tốt nghiệp ở chỗ chúng tôi. Trương Dương nói, thái độ học tập là chuyện của tôi, tất cả chương trình học tôi đều đã thông qua, lúc đó sao cô không nói là kêu tôi thi lại đi, bây giờ tốt nghiệp rồi thì lại không đưa bằng ra, cô có ý gì? Tôi đắc tội với cô sao? Trương Lập Lan tức giận đến đỏ bừng cả mặt, tôi chưa từng thấy học viên nào không nói lý như cậu. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Trương, nể mặt cô là đàn bà, tôi coi như là đã thông tình đạt lý với cô rồi, lúc tôi không nói lý thì cô chưa có thấy đâu. Trương Lập Lan nói, cậu đang uy hiếp tôi. Trương Dương nói, một bà già thì đáng để tôi uy hiếp sao? Trương Lập Lan tức giận cầm điện thoại lên nói, tự cậu đi ra ngoài, hay là để tôi kêu bảo vệ đến đuổi cậu đi. Trương Đại Quan Nhân lắc đầu nói, chủ nhiệm Trương, là người cùng họ thì làm việc cần gì phải tuyệt tình như vậy. Cái bằng chính quy ấy tôi không thèm, nhưng cửa nào tôi cũng đã qua được, cuối cùng cô lại giở chiêu ấy với tôi, như vậy là không được. Trương Lập Lan đã gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, giận dữ nói, người đâu, có người đến làm loạn, gây chuyện trong phòng làm việc của tôi, đuổi hắn ra ngoài cho tôi. Trương Dương nhìn Trương Lập Lan, trong lòng có chút buồn bực, mình đâu có ân oán gì với bà ta đâu. Tại sao bà ta lại muốn chống đối mình? Mấy tên bảo vệ nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy Trương Dương ở bên trong, cả đám không ai dám bước vào cả, uy danh của Trương Dương bọn họ đều có nghe qua hết rồi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, đừng khách khí, tôi tự đi được, không cần các người tiễn. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, mấy tên bảo vệ đi theo phía sau, lúc Trương Dương đi ngang qua phòng tuyên truyền, vô ý nhìn thấy được một tấm ảnh, là ảnh chụp lễ tốt nghiệp. Ngồi giữa là bộ trưởng tổ chức Khổng Nguyên, Trương Dương nhíu mày, nhìn giới thiệu bên trái, mới biết được thì ra Khổng Nguyên đảm nhiệm hiệu trưởng trường đảng. Trương Đại Quan Nhân nhanh chóng nhìn ra được vấn đề, thảo nào Trương Lập Lan lại chống đối mình như vậy, xem ra 10 phần là có Khổng Nguyên ở sau lưng bày mưu tính kế. Trương Đại Quan Nhân xoay người qua chỗ khác, thấy chủ nhiệm giáo dục Trương Lập Lan đứng ở sân thượng, căm tức nhìn hắn, Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Trương, đừng tiễn, cô đem bằng tốt nghiệp của tôi chuẩn bị cho tốt đi. Lát nữa tôi đến lấy. Bộ trưởng bộ tổ chức Khổng Nguyên vừa mới dự họp hội nghị thường ủy trở về, vừa ngồi xuống phòng làm việc không được bao lâu thì thư ký Tống Cảnh Xuân vào, nhỏ giọng nói, bộ trưởng Khổng, phó thị trưởng thành phố Phong Trạch Trương Dương muốn gặp ngài. Khổng Nguyên nhíu mày nói, không thấy tôi đang bận sao. Tống Cảnh Xuân nghe những lời này liền biết bộ trưởng Khổng không muốn gặp Trương Dương, hắn gật đầu ra cửa, nói với Trương Dương, đồng chí Tiểu Trương, bộ trưởng Khổng đang bận. Lúc này không tiện gặp anh. Trương Dương cười nói, không sao cả, tôi đợi, cứ 10 phút anh lại thông báo cho tôi biết một lần. Vẻ mặt của Tống Cảnh Xuân hiện lên sự khó xử, đồng chí Tiểu Trương, như vậy không tốt đâu. Lúc này có nhiều người muốn gặp mặt Khổng Nguyên, Trương Dương cười nói với bọn họ, bộ trưởng Khổng đang bận, bây giờ không tiện gặp người. Làm thư ký đều giỏi về việc quan sát ngôn sắc, Tống Cảnh Xuân đã nhìn ra thằng nhãi này đến với ý đồ không tốt. Nếu như xử lý không được rất có thể xảy ra vấn đề, hắn quay người vào trong phòng làm việc, nói với Khổng Nguyên, bộ trưởng Khổng, hắn không chịu đi. Chương 471, bằng tốt nghiệp 2. Khổng Nguyên nói, cậu làm việc kiểu gì vậy? Một chuyện nhỏ như thế mà không xử lý được à? Vẻ mặt của Tống Cảnh Xuân đầy đau khổ, nói, hắn ngăn hết tất cả mọi người ngoài cửa, nếu ngài không gặp hắn, thì những người khác cũng đừng mơ được vào, lúc này ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào. Tống Cảnh Xuân vội vàng đi ra. Những người khách đến đang ầm ĩ với Trương Dương, bọn họ đều có hẹn trước, nhưng mà Trương Đại Quan Nhân thì kiên trì xếp hàng theo thứ tự trước sau, cái gì mà hẹn trước cũng không được cả, phải xếp hàng phía sau hắn, cho nên xảy ra mâu thuẫn. Đây là cơ quan làm việc của tỉnh ủy, tiếng ồn bên này nhanh chóng khiến cho bảo vệ chú ý, lập tức có bảo vệ chạy đến. Trương Dương cười tủm tỉm nói, mọi người bình tĩnh lại một chút, nơi này là cơ quan chính phủ. Ngàn vạn lần đừng gây nhiễu loạn công tác, Khổng bộ trưởng của chúng ta đang bận, tiếp khách cũng phải từng bước. Người chung quanh nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười, mấy người khách đang cãi nhau với Trương Dương lúc này cũng đã biết được thân phận của hắn, cả đám cũng chỉ biết cười khổ. Tống Cảnh Xuân đi đến trước Trương Dương, trên mặt nặn ra nụ cười, nói, đồng chí Tiểu Trương, cơ quan làm việc tỉnh ủy chúng tôi có chế độ thăm hỏi, hay là tôi đăng ký cho cậu một chút, hẹn trước một chút được không? Trương Dương nói, không được. Chuyện của tôi liên quan trọng đại, liên quan đến sự phát triển sau này của Bình Hải, tình huống đặc thù công việc đặc thù, nếu anh còn ngăn cản tôi,
có chuyện lớn gì anh có thể gánh nổi không? Tống Cảnh Xuân đang rầu rĩ gần chết, thì lúc này chợt nghe một âm thanh vang lên, Trương Dương, cậu đến Bình Hải khi nào vậy? Là phó bí thư ủy ban kỷ luật Lưu Diễm Hồng đến, cô ta đến nơi này làm việc đúng lúc gặp phải cảnh này. Trương Dương cười nói, bí thư Lưu, cô đến thật đúng lúc, tôi có chuyện quan trọng muốn gặp bộ trưởng Khổng, bị kẹt ở chỗ này. Hay là cô nói giúp tôi một chút, tôi thật sự có chuyện rất gấp, liên quan đến số phận và tiền đồ của một cán bộ tốt, nếu như làm lỡ, hậu quả tạo thành không thể đo được. Lưu Diễm Hồng làm sao mà tin tưởng hắn nói, nhưng mà cô ta cũng rõ ràng ân oán của Trương Dương và Khổng Nguyên, lúc Khổng Nguyên đi đến Tĩnh Hải để thị sát về lớp học tập tinh thần văn minh kiến thiết, bị một nữ công nhân vì giữ gìn sự trong sạch nên đánh cho một cái tát. Chuyện này đồn ra mọi người đều biết, sau đó lại nghe đồn nữ công nhân kia là do Trương Dương mướn tới, tuy rằng không có chứng cứ xác thật, nhưng mà chuyện này vẫn còn vang vọng mãi, Khổng Nguyên không có thành kiến đối với Trương Dương là không có khả năng rồi. Lưu Diễm Hồng nói, đúng lúc tôi có việc phải gặp bộ trưởng Khổng, cậu theo tôi cùng vào đi. Tống Cảnh Xuân cho dù có thêm một lá gan nữa cũng không dám ngăn cản Lưu Diễm Hồng, chỉ có thể mở to mắt ra nhìn Lưu Diễm Hồng dẫn Trương Dương đi vào. Khổng Nguyên đang ngồi xem báo tại chỗ, thật ra trong lòng ông cũng rất rõ, Trương Dương là loại nhân vật gì, ông đã sớm lĩnh giáo qua rồi, tuy rằng không có chứng cứ xác thật cô công nhân đã đánh mình một bạt tai là do Trương Dương sai khiến, nhưng mà từ các dấu hiệu mà phán đoán ra, chuyện này tám phần là do Trương Dương làm, lòng dạ của Khổng Nguyên vẫn chưa đến trình độ có thể tiếp nhận chuyện này. Trương Dương đoán không sai, bằng tốt nghiệp của hắn sở dĩ xảy ra vấn đề, chính là do Khổng Nguyên cả. Lưu Diễm Hồng tìm Khổng Nguyên nói chuyện công, Trương Dương tìm Khổng Nguyên là vì chuyện riêng, hắn nhìn thấy Khổng Nguyên, cười nói, bộ trưởng Khổng thật là bận a. Khổng Nguyên biểu hiện ra khí phách rất tốt, mỉm cười nói, tiểu Trương à, tìm tôi có việc sao? Có cần kinh động đến bí thư Lưu của chúng ta không? Lưu Diễm Hồng cười cười ngồi xuống ghế sofa, nói, hắn luôn mồm bảo có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ông, nói là liên quan đến sự phát triển tương lai của Bình Hải. Liên quan đến số phận tiền đồ của một cán bộ tốt, tôi thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy nên dẫn hắn vào. Khổng Nguyên thầm mắng Lưu Diễm Hồng nhiều chuyện, nhưng biểu hiện bên ngoài cũng không để lộ một chút gì cả. Nhẹ giọng nói, tiểu Trương, nếu vào rồi thì cậu nói trước đi, rốt cục là chuyện gì nghiêm trọng vậy? Trương Dương nói, lần này tôi đến tìm hiệu trưởng trường đảng, tôi báo danh tham gia lớp học chính quy của trường đảng. Hai năm nay, mỗi chương trình học của tôi đều trải qua rất thuận lợi, mắt thấy có thể lấy được bằng tốt nghiệp rồi. Chỉ là bên trường đảng làm khó làm dễ tôi, giam bằng tốt nghiệp của tôi lại không cho lấy. Lưu Diễm Hồng ngồi một bên nghe, lập tức rõ ràng nguyên nhân gây ra chuyện này, hèn chi Trương Dương lại đi tìm Khổng Nguyên, hắn không lấy được bằng tốt nghiệp 10 phần là do Khổng Nguyên làm, nếu như thật sự là vậy thì lòng dạ của Khổng Nguyên đúng là khó tránh khỏi hẹp hòi rồi. Khổng Nguyên cười nói, tiểu Trương à, tuy rằng tôi là hiệu trưởng trường đảng, nhưng mà việc dạy học cụ thể thì tôi không có hỏi, trường học không cho cậu lấy bằng tốt nghiệp. Cũng không phải là làm khó làm dễ gì cậu đâu, như vậy đi, cậu cứ về trước, tôi giúp cậu hỏi thăm tình huống một chút, nhìn xem có phải là có hiểu lầm gì hay không. Trương Dương nói, không có hiểu lầm, chủ nhiệm Trương Lập Lan nói rõ với tôi không phù hợp tiêu chuẩn của lớp học, không lấy được bằng tốt nghiệp chính quy. Khổng Nguyên nói, như vậy, cậu đến tìm tôi, là muốn tôi biện hộ cho cậu một chút. Lưu Diễm Hồng nhìn thấy trong mắt, ấn tượng về Khổng Nguyên trong lòng cũng giảm bớt một chút. Một chuyện nhỏ mà thôi, huống chi Trương Dương lại là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, Khổng Nguyên ông chỉ là bộ trưởng bộ tổ chức của tỉnh, thường ủy tỉnh, hiệu trưởng trường đảng, một câu nói là xong, cần gì phải làm khó làm dễ người trẻ tuổi chứ. Trong lòng Lưu Diễm Hồng đã đứng về phía của Trương Dương, cô ta cũng không xuất phát từ lập trường của Khổng Nguyên bị ăn một cái bạt tai nên mang oán niệm rất sâu, hôm nay cuối cùng cũng tìm được một cơ hội, ông ta đương nhiên là muốn gây khó dễ một chút. Lưu Diễm Hồng nói, bộ trưởng Khổng, ông giúp đứa nhỏ này đi, nếu như hắn không lấy được bằng tốt nghiệp, thì tỉnh trưởng Tống khẳng định là sẽ không được vui. Những lời này của Lưu Diễm Hồng nghe ra thì có vẻ đang giúp Trương Dương, nhưng trong lời nói lại có ý uy hiếp Khổng Nguyên một cách rõ ràng. Khổng Nguyên nghe vào trong lỗ tai, nội tâm cực kỳ khó chịu, ông không phải là không biết quan hệ của Trương Dương và Tống Hoài Minh, cũng biết Trương Dương là con nuôi của Phó Tổng Lý Văn, nhưng mà không có nghĩa là ông sẽ nể mặt của những người này. Trong Bình Hải này Tống Hoài Minh cũng không phải là lớn nhất, trong chính đàn quốc nội, văn quốc quyền cũng không phải lớn nhất, chỉ bằng một tiểu bối nho nhỏ mà muốn khi dễ tôi. Khổng Nguyên cười nhạt, ông cầm lấy điện thoại, ngay trước mặt của Trương Dương và Lưu Diễm Hồng gọi điện cho giáo vụ trường đảng.
chủ nhiệm trường đảng Trương Lập Lan hiển nhiên là chưa hết cơn giận trong lòng rồi, hầm hừ thêm mắm thêm muối vào hành vi của Trương Dương rồi báo cáo lại một lần. Khổng Nguyên nghe xong liền nhíu mày, ông ta buông điện thoại xuống, thở dài nói, Tiểu Trương, đây là cậu sai rồi, cho dù bên giáo vụ không giao bằng tốt nghiệp cho cậu, thì cậu cũng không thể đe dọa lãnh đạo giáo vụ, tôi đã nói chuyện với bên trường đảng, bọn họ sẽ thảo luận lại về vấn đề của cậu, hai ngày nữa sẽ có kết quả cuối cùng, Tiểu Trương à, tôi thấy cậu đi xin lỗi chủ nhiệm Trương một tiếng đi. Trương đại quan nhân thầm mắng trong lòng, xin lỗi cái đếch. Hắn rốt cục đã nhìn ra, Khổng Nguyên hoàn toàn là cố ý chơi hắn, nếu như Khổng Nguyên muốn nói, thì Trương Lập Lan khẳng định sẽ ngoan ngoãn giao bằng tốt nghiệp ra. Trương Dương nói, Bộ trưởng Khổng, tôi không làm chậm trễ công tác của ông. Nói xong xoay người rời đi. Khổng Nguyên không ngờ hắn lại dễ dàng rời đi như vậy, có chút tò mò nhìn ra chỗ ngoài cửa. Lưu Diễm Hồng thở dài nói, Bộ trưởng Khổng, tôi cũng đi. Khổng Nguyên cười nói, Bí thư Lưu không phải là tìm tôi có việc sao? Lưu Diễm Hồng nói, cũng không có chuyện gì quan trọng, nếu ông bận như vậy, tôi không lãng phí thời gian của ông. Khổng Nguyên cũng nghe ra vẻ hờn giận trong lời nói của Lưu Diễm Hồng, ông cũng biết là do nguyên nhân Trương Dương, cười tủm tỉm nói, chuyện của Trương Dương tôi sẽ phối hợp hỗ trợ một chút, thanh niên bây giờ nên cần phải rèn luyện một chút, chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió cũng không có chỗ tốt đối với hắn. Lưu Diễm Hồng nói, mong rằng hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Bộ trưởng Khổng, nói xong cô cũng cất bước đi luôn. Khổng Nguyên lạnh lùng nhìn bóng lưng của Lưu Diễm Hồng, trong lòng có chút tức giận, con đàn bà này có ý gì? Uy hiếp mình sao? Mình có cấp bậc gì? Lưu Diễm Hồng có cấp bậc gì? Chẳng qua chỉ là một chức phó của Ủy ban Kỷ luật, mà dám nói lời đe dọa mình, không phải là ỷ vào Tống Hoài Minh làm hậu trường sao? Chương 471, bằng tốt nghiệp 3. Trương Dương đi đến phòng khách lầu 1 của tòa thị chính tỉnh ủy, Lưu Diễm Hồng đã đuổi theo kịp, cô ta ở phía sau gọi Trương Dương. Trương Dương dừng chân lại, cười nói, Bí thư Lưu, tìm tôi có việc sao? Lưu Diễm Hồng nói, đến phòng làm việc của tôi ngồi đi. Trương Dương nói, không được, tôi phải đi xử lý chuyện bằng tốt nghiệp đã. Lưu Diễm Hồng cười nói, Bộ trưởng Khổng không phải đã đáp ứng là sẽ hỏi giúp cậu sao? Trương Dương nói, chờ ông ta hỏi ra kết quả, sợ rằng Hoa Cúc cũng rụng luôn rồi. Lưu Diễm Hồng nói, có đi gặp Tống tỉnh trưởng không? Trương đại quan nhân lắc đầu chột dạ, từ lần trước Lưu Diễm Hồng đưa ra tấm ảnh kia, trong lòng hắn đã sinh ra sợ hãi với Tống Hoài Minh rồi. Biết tỉnh trưởng Tống khẳng định sẽ nổi nóng, đương nhiên là không chủ động đi tìm xui xẻo rồi. Lưu Diễm Hồng nói, tôi đã giải thích giúp cậu rồi, tỉnh trưởng Tống sẽ không để chuyện này trong lòng. Trương Dương nói, cảm ơn dì Lưu. Sự thay đổi xưng hô đột nhiên này, rõ ràng biểu lộ sự cảm ơn đối với Lưu Diễm Hồng rồi. Lưu Diễm Hồng nói, tôi thấy là cậu và Yên Nhiên rất xứng, không nên vì chuyện này mà xảy ra hiểu lầm, thật ra bây giờ giữa Trương Dương và Sở Yên Nhiên chẳng có cái hiểu lầm nào cả, mà là giữa hắn và Tống Hoài Minh hiểu lầm mới đúng. Trương Dương nói, buổi tối con sẽ dành thời gian đi đến nhà của tỉnh trưởng Tống một chuyến, giải thích rõ chuyện này. Lưu Diễm Hồng gật đầu thưởng thức, nói, vô luận là gặp phải khó khăn gì, nam tử hắn cũng nên đối mặt, trốn tránh không phải là biện pháp. Trương Dương gật đầu, cười nói, dì Lưu, con phát hiện ra dì càng lúc càng giống mẹ của con. Lưu Diễm Hồng nghe được mặt không khỏi đỏ lên, nói, thằng nhóc, nói bậy bạ cái gì đó. Trương Dương nói sai rồi, dì còn trẻ như vậy. Con gọi dì là chị nha, sau này sẽ gọi là chị Lưu. Lưu Diễm Hồng đã sớm quen với việc hắn nói bậy rồi, giờ khóc giờ cười lắc đầu, cậu không lúc nào là nghiêm chỉnh cả, khó trách người ta nói xấu sau lưng con. Trương Dương nói, thân chính không sợ tử tà, con không sợ người khác nói lung tung. Lưu Diễm Hồng nói, chuyện trường đảng cậu cứ gác qua một bên, trở về tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu. Một tấm bằng tốt nghiệp cũng không tính là chuyện lớn gì cả, cậu ngàn vạn lần đừng thiếu kiên nhẫn. Trương Dương cũng rõ Lưu Diễm Hồng sợ hắn gây chuyện, Trương Dương cười nói, chị Lưu, em không phải là con nít đâu, đã sớm vượt qua thời kỳ dễ xúc động rồi, thằng nhãi này hay thật, lại đổi giọng gọi là chị. Lưu Diễm Hồng cũng không phản đối, cô ta nhẹ giọng nói, bên trường đảng phán ánh không tốt về cậu, Bộ trưởng Khổng cũng chỉ là giải quyết việc chung, thật ra cụ thể thì ông ta cũng không biết. Trương Dương nói, em cũng đâu có nói là ông ta nhằm vào em, nhưng mà Trương Lập Lan thì em không có đắc tội qua. Lưu Diễm Hồng đương nhiên rõ ràng, nếu không có Khổng Nguyên đứng sau bày mưu tính kế, một chủ nhiệm giáo dục như Trương Lập Lan làm sao mà dám gây khó dễ trong chuyện này, chỉ là cô ta không thể nói rõ chuyện này ra được.
đành phải khuyên nhủ, dù sao thì cậu cũng không có chỗ nào sai cả. Trương Dương nói, bà chủ nhiệm giáo dục kia cũng có vài phần nhan sắc, bộ trưởng Khổng rất thích đề bạt nữ cán bộ. Lưu Diễm Hồng trừng mắt nhìn nắn, cậu có thể không nói mò mấy tin đồn không? Trương Dương nói, em không có nói mò, bộ trưởng Khổng thích nữ cán bộ đẹp, trong thể chế ai cũng biết cả, lẽ nào ủy ban kỷ luật của chị không biết sao? Lưu Diễm Hồng nói, tôi chỉ biết là có người nói cậu mướn nữ công nhân đánh bộ trưởng Khổng một cái bạt tai, có chuyện này không? Lưu Diễm Hồng đúng là vừa tức giận vừa buồn cười, tên nhóc Trương Dương này đúng là có cái miệng không gì ngăn cản được, cái gì cũng dám nói cả. Nếu như để cho Khổng Nguyên nghe thấy lời này của hắn, không biết là sẽ còn phiền phức thế nào. Cô ta sở dĩ đuổi theo Trương Dương để nói mấy cái này, chính là sợ hắn không nhịn được lửa đi gây chuyện khắp nơi, Khổng Nguyên là thường ủy tỉnh Bình Hải, lại là bộ trưởng bộ tổ chức. Trương Dương quậy với ông ta thì sẽ không có cái gì tốt để ăn đâu. Lưu Diễm Hồng nhắc nhở Trương Dương, hay là, buổi tối cậu đến nhà tỉnh trưởng Tống nói một chút đi. Theo Lưu Diễm Hồng thấy, chỉ cần Tống Hoài Minh chịu nói một câu, thì Khổng Nguyên nhất định sẽ phải nể mặt ông ta. Trương Dương lắc đầu nói, chị Lưu, một chút chuyện nhỏ như vậy em làm sao mà dám nhờ tỉnh trưởng Tống ra mặt chứ, quên đi, không phải chỉ là một cái bằng tốt nghiệp hay sao, cùng lắm là em làm lại một lần nữa, yên tâm đi, em không có để trong lòng đâu. Trương Dương nói là không để trong lòng, chỉ là từ khi đến Đông Giang, hắn cảm thấy mọi việc không được thuận lợi. Chữa bệnh cho Lão Kiều thì bị Trung Trường Thắng đánh, đến trường đảng lấy bằng tốt nghiệp thì bị Trương Lập Lan làm khó làm dễ. Phiền muộn trong lòng Trương Đại Quan Nhân bắt đầu bành trướng không ngừng, hắn cần một chỗ để phát tiết. Nếu như hắn đi cầu xin Kiều Trấn Lương hay là Tống Hoài Minh, thì chuyện bằng tốt nghiệp sẽ được giải quyết tốt. Chỉ là Trương Đại Quan Nhân nhìn ra phía sau chuyện này có bàn tay của Khổng Nguyên, lúc đầu tại Tĩnh Hải Trương Dương cực kỳ phản cảm về điệu bộ của Khổng Nguyên, cho nên mới làm ra chuyện nữ công nhân đánh bộ trưởng tổ chức một bạt tai. Bây giờ xem ra Khổng Nguyên đã biết chuyện này rồi, nên ghi hận mình trong lòng. Nếu như không giải quyết vấn đề này tốt, thì sau đó Khổng Nguyên khẳng định còn có thể gây thêm cản trở cho hắn. Trương Đại Quan Nhân thích phong cách làm việc quang minh lỗi lạc, khi người khác làm chuyện mờ ám phía sau hắn, thì liền không nhịn được suy nghĩ đến chủ ý xấu. Trương Đại Quan Nhân luôn cố chấp cho rằng Trương Lập Lan được đề bạt nhất định là có liên quan rất lớn đến bộ trưởng tổ chức Khổng Nguyên, giữa hai người bọn họ khẳng định là có mờ ám. Để chứng minh suy đoán của mình, Trương Dương đi tìm Trần Thiệu Bân, cha của Trần Thiệu Bân là bộ trưởng bộ tuyên truyền của tỉnh Trần Bình Triều, hắn ta hẳn là có thể biết một chút về thân thế của Trương Lập Lan. Trần Thiệu Bân nghe nói Trương Dương không lấy được bằng tốt nghiệp chính quy, liền cười ngả cười nghiêng. Trương Dương nhìn bộ dạng hả hê của Trần Thiệu Bân, tức giận đánh cho hắn một cái bạt tai vào đầu, cậu cười cái gì? Trần Thiệu Bân nói, đáng đời cậu, nếu tôi là hiệu trưởng, tôi không cho cậu lấy bằng tốt nghiệp. Nhìn cái vẻ mặt dâm đãng của cậu, mà cũng gọi là học tập sao? Cả ngày chỉ biết liếc mắt đưa tình với Thường Hải Tâm, làm người khác nhìn mà thèm chảy nước miếng. Trương Dương nói, như vậy cũng đâu có liên quan cái đếch gì đến bên giáo vụ đâu, tôi và Thường Hải Tâm là cán bộ thanh niên trong lớp huấn luyện, căn bản là hai chuyện khác nhau. Trần Thiệu Bân nói, báo ứng cho cái tội suốt ngày nghĩ bậy, báo ứng. Trương Dương trừng mắt liếc hắn, nói, hai ngày nay khí huyết của tôi đang không thuận, cậu có phải là muốn bị đánh không? Trần Thiệu Bân có thể trừng mắt hoặc ẩu đả với Lương Thành Long, nhưng mà hắn không có vé với Trương Dương, hắn cười tủm tỉm nói, tôi đánh không lại cậu, cậu có phải là không muốn tôi giúp cậu không? Trương Dương gật đầu, Trần Thiệu Bân nói, Trương Lập Lan tôi có biết một ít, lúc trước từng làm việc cho cha tôi. Nhưng mà cha tôi cũng không thích bà ta, nhịn nhiều năm như vậy, cho đến gần đây mới coi như ra thoát nợ. Lên làm chủ nhiệm giáo dục trường đảng, nghe nói là có liên quan đến Khổng Nguyên. Tôi thấy, mặt mũi của cha tôi bà ta chưa chắc đã cho đâu. Trương Dương nói, giữa Trương Lập Lan và Khổng Nguyên có phải là có gì mờ ám hay không? Trần Thiệu Bân nói, tôi không nghe nói, Trương Lập Lan có một người chồng là thầy giáo nhân dân, bình thường có vẻ rất thanh cao, không có tin tức gì cả. Trương Dương nói, tôi không tin, vô duyên vô cớ Khổng Nguyên vì sao lại đề bạt bà ta. Nữ cán bộ của Đông Giang rất nhiều, bà ta có năng lực gì? Trần Thiệu Bân nói, tên nhóc cậu càng ngày càng giống một âm mưu gia, trong lòng của cậu, chỉ cần người ta được đề bạt, thì phải trả giá nỗ lực trong một phương diện nào đó sao? Không là tiền thì là sắc, cảnh giới tư tưởng của cậu là gì vậy? Tuy rằng tôi không phải là người trong thể chế, nhưng mà tôi cũng cảm thấy mất mặt thay cho cậu. Cậu nhìn nhận vấn đề không thể nào quang minh một chút sao? Trương Dương nói, vấn đề là Khổng Nguyên,
con người của ông ta thích quan tâm đến nữ cán bộ. Trần Thiệu Bân cười ha hả, hắn vỗ vỗ vai của Trương Dương, nói, bạn thân à, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi cho cậu một chủ ý, muốn thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp về tay, thì đi tìm Kiều Mộng Viện. Dựa vào quan hệ của cậu và cô ta, chỉ cần cô ta nói với bí thư Kiều vài tiếng, Khổng Nguyên còn không chịu giao bằng tốt nghiệp cho cậu sao? Chương 471, bằng tốt nghiệp 4. Trương Dương nói, tôi là một thằng đàn ông, một chút chuyện nhỏ như vậy phải đi nhờ đàn bà, không thấy mất mặt sao? Trần Thiệu Bân nói, muốn mặt hay muốn bằng tốt nghiệp, cậu chọn đi. Trương Đại Quan Nhân suy nghĩ một chút, nói cả hai tôi đều muốn. Cá và tay gấu không thể dùng chung. Trương Dương nói, Khổng Nguyên có ân oán quá sâu với tôi, lần này chỉ là một khởi đầu, sau này ông ta sẽ còn nhân cơ hội mà chơi tôi. Trần Thiệu Bân than thở, sớm biết như vậy, tại sao lúc đầu còn làm? Trương Dương nói, trừ phi là tôi có thể bắt được nhược điểm của ông ta. Bắt thế nào? Trương Dương nói, bạn thân à, hay là hai ta lại làm trinh thám một lần nữa, điều tra quan hệ của Khổng Nguyên và Trương Lập Lan. Trần Thiệu Bân là một người cũng khá là nhàn rỗi, gần đây cổ phiếu đang bị đóng băng, thằng nhãi này cũng đang lo không có gì giải sầu. Hắn vui vẻ gật đầu nói, nghe cũng có chút thú vị, nếu như người ta thật sự có cái gì, thì cũng không dễ dàng bị chúng ta bắt được, hơn nữa Khổng Nguyên có cấp bậc gì, chúng ta muốn theo dõi ông ta cũng không dễ dàng như vậy. Trương Đại Quan Nhân nói, trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi, chúng ta không tra Khổng Nguyên, bắt đầu tra từ Trương Lập Lan, cậu giúp tôi điều tra nhà bà ta ở đâu, khi nào bà ta ra về, chúng ta liền theo dõi bà ta. Trần Thiệu Bân nói, không cần tra, tôi biết hết rồi, sao cậu kết luận là ngày hôm nay bọn họ sẽ gặp mặt chứ? Trương Dương cười nói, có gì khó, bà già đó làm chuyện xấu, cố ý gây khó dễ cho tôi. Tôi không tin bà ta không một chút sợ cũng không một chút chột dạ. Đàn bà khi sợ thì khát vọng nhất là cần có một sự an ủi yên bình, tôi thấy, bà ta tối hôm nay khẳng định sẽ đi tìm sự thoải mái. Trần Thiệu Bân cười hắc hắc, hắn cảm thán, cậu đúng không phải là thứ tốt gì. Nếu người nào đắc tội với cậu, đúng là mắt mù con mẹ nó rồi. Vì thế tổ trinh thám hai người của Trương Đại Quan Nhân và Trần Thiệu Bân đã được thành lập một cách long trọng, Trần Thiệu Bân không chỉ cung cấp một chiếc ô tô theo dõi, mà còn ra sức làm việc. Hai người ngồi trong chiếc xe của Trần Thiệu Bân, Trương Dương dùng kính viễn vọng quan sát tình huống cửa ra vào trường đảng. Trần Thiệu Bân nói, đừng nóng vội, còn 10 phút nữa mới ra về. Trương Đại Quan Nhân nói, lãnh đạo bây giờ ai mà không đi trễ về sớm hả? Trần Thiệu Bân nói, nhìn vào chiếc Santana màu đỏ kia là được rồi, Trương Lập Lan bình thường đều lái chiếc xe đó cả. Trương Dương nói, đi ra rồi. Trần Thiệu Bân vội vàng ngồi thẳng thân thể dậy, quả nhiên thấy một chiếc Santana màu đỏ đang chạy ra khỏi cửa trường đảng và quẹo vào đường Giang Phong. Trương Dương đọc bảng số xe ra, bình A726-1E. Là bà ta, Trần Thiệu Bân cũng khởi động xe, đi theo sau lưng, Trương Dương vừa nhắc nhở hắn chú ý khoảng cách, vừa dùng kính viễn vọng quan sát tình huống bên trong. Trương Lập Lan mặc một bộ váy màu đen, mang kính râm, bên trong xe chỉ có một mình cô ta. Vừa lái xe vừa gọi điện thoại. Phía trước gặp phải đèn đỏ, trong lúc đợi đèn đỏ, Trương Lập Lan đã hạ tấm che nắng xuống, lấy hộp trang điểm ra quan sát tình huống của mình một chút. Trương Đại Quan Nhân quan sát cẩn thận, thấp giọng nói, có tình huống, rất chú ý hình tượng, tối nay khẳng định là có tiết mục. Trần Thiệu Bân cười nói, chưa chắc, quan hệ của vợ chồng bà ta cũng không tồi đâu. Trương Dương nói, đàn bà làm đẹp vì người mình thích. Tôi không tin bà ta luôn luôn trang điểm khi đi gặp chồng, khẳng định là đi hẹn hò. Trần Thiệu Bân cười cười, tiếp tục bám đuôi theo ô tô của Trương Lập Lan, quẹo liên tiếp qua mấy con đường. Trần Thiệu Bân có chút thất vọng thở dài, nói, phía trước là Nhã Côi Viên, nhà của bà ta ở đó, chúng ta coi như mất công rồi. Trương Dương có chút tức mà không nỡ, hắn thấp giọng nói, tiếp tục theo, nếu không phải hẹn thì là rủ tình nhân về nhà hẹn hò rồi. Trần Thiệu Bân cười lạnh nói, cậu có lầm hay không vậy? Ở trong nhà bà ta có ông bà già chồng đấy, cho bà ta 100 lá gan, bà ta cũng không dám làm thế. Trương Dương nói, theo, ngày hôm nay tôi nhất định phải nhìn rõ ràng, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, là Cố Giai Đồng gọi đến, cô ta và bạn đang đi dạo mua sắm, tối nay phải về ăn cơm với cha, nói cho Trương Dương biết, tối nay không đến khách sạn được. Trương Dương nói, tốt, em cũng đang bận, bận xong sẽ liên hệ với chị, nói xong cúp máy. Phát hiện ra Trần Thiệu Bân đã dừng xe lại, chiếc Santana của Trương Lập Lan chẳng biết đã đi đâu.
Trương Dương nói, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao không theo? Trần Thiệu Bân nói, người ta đã đi vào tiểu khu rồi, chúng ta mà đi vào thì dễ bị phát hiện lắm. Trương Dương nói, thật sự trở về. Trần Thiệu Bân cười nói, tôi nói cậu đừng có làm những cái chuyện này nữa, bởi vì người ta đắc tội cậu, cậu liền biến một phụ nữ đàng hoàng thành một dâm phụ phong tao. Bạn thân à, tôi không làm nữa đâu, trong lòng càng lúc càng bị cậu làm đen. Lúc hai người nói chuyện, phát hiện ra chiếc Santana màu đỏ đã chạy ra ngoài, vượt qua xe của bọn họ, hai người vội vàng cúi thấp người xuống, sợ Trương Lập Lan phát hiện ra. Đợi khi chiếc xe đi xa, Trần Thiệu Bân mới nhanh chóng quay đầu đuổi theo. Trương Dương dùng kính viễn vọng nhìn một chút, phát hiện ra bên trong xe vẫn chỉ có một mình Trương Lập Lan, nhưng mà lần này đã thay một bộ váy màu tím, còn mang kính râm nữa. Trương Dương có chút đắc ý nói, để cho tôi đoán chúng rồi, còn ngụy trang nữa chứ, trời đã tối rồi, trong lòng không có quỷ thì mang kính râm cái gì. Trần Thiệu Bân cũng thấy chuyện này càng lúc càng thú vị, hắn cười tủm tỉm nói, đúng là nhìn không ra thật, làm không được một bữa tiệc tối lại có phát hiện ngoài ý muốn. Lần này Trương Lập Lan đi ra ngoại ô, mục đích của cô ta hiển nhiên là Nam Quốc Sơn Trang. Trương Dương cũng rất quen thuộc với Nam Quốc Sơn Trang. Hắn có một thẻ kim cương ở đây, dừng chân ăn thì miễn phí toàn bộ. Trương Lập Lan rất quen thuộc khu này, trực tiếp lái xe vào khu nghỉ lại. Trương Dương và Trần Thiệu Bân sợ bị cô ta phát hiện, cho nên đợi một hồi nữa mới lái xe đi vào. Thẻ kim cương của Trương Dương đã nổi lên tác dụng rồi, ô tô của bọn họ có thể tự do ra vào. Thấy chiếc Santana của Trương Lập Lan dừng lại tại trước khu lầu số 5. Trương Dương kêu Trần Thiệu Bân dừng xe lại, đang chuẩn bị đi thăm dò xem phòng của Trương Lập Lan ở đâu. Hai người còn chưa kịp xuống xe, thì đã thấy Trương Lập Lan và một người đàn ông đi ra. Lúc này đã là hoàng hôn, vô cùng dễ dàng cho bọn họ làm việc bí mật, Trương Dương nhìn thấy người đàn ông có chút quen mắt, nhìn kỹ lại trong lòng không khỏi rùng mình. Không ngờ người đàn ông đi cùng với Trương Lập Lan lại chính là Phó Bí Thư Thị ủy Lam Sơn Ngô Minh. Trương Đại Quan Nhân thật sự là không ngờ, hai người bọn họ sao lại đi cùng một chỗ. Trương Dương cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt về Ngô Minh cả, bởi vì Ngô Minh muốn theo đuổi Tần Thanh, trong thể chế có rất nhiều người biết. Nhưng mà Trương Lập Lan và Ngô Minh lại có vấn đề sao? Trần Thiệu Bân tuy rằng không nhận ra Ngô Minh, nhưng mà hắn nhận ra chồng của Trương Lập Lan, hít sâu một hơi, nói, mẹ kiếp. Thật sự đúng là để cho cậu gặp phải, cố tình trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu nở hoa. Trương Dương nở nụ cười, hắn vốn tưởng rằng Trương Lập Lan có một chân với Khổng Nguyên, đến Nam Quốc Sơn Trang là để gặp mặt Khổng Nguyên, chỉ là không ngờ rằng cô ta lại hẹn hò với một người khác. Trương Dương nói, người đó tên là Ngô Minh, là Phó Bí Thư Thị ủy thành phố Lam Sơn. Trần Thiệu Bân nói, cũng là một nhân vật. Trương Dương nói, mặc kệ hắn là ai. Chỉ cần chọc vào tôi thì sẽ không có kết cục tốt. Trần Thiệu Bân nói, người chọc giận cậu không phải là Trương Lập Lan sao? Trương Dương nói, hắn dám ở cùng một chỗ với Trương Lập Lan, coi như hắn không may. Hai mắt của Trần Thiệu Bân phát sáng lên, thấp giọng nói, bắt kẻ thông dâm ngay trên giường. Cậu không có được bằng chứng của người ta, nói cái gì cũng không tốt đâu. Trương Dương nói, con người của chúng ta có nhiều nhất chính là kiên trì và nghị lực. Nam Quốc Sơn Trang là căn cứ địa của Ngô Minh tại Đông Giang, tôi không tin rằng, hắn có thể thành thật đấy. Trần Thiệu Bân nói, vị bí thư Ngô này hình như nhỏ hơn Trương Lập Lan. Trương Dương làm vẻ mặt xấu xa, cười nói, đây là phi công trẻ lái máy bay bà già, xem ra chủ nhiệm Trương thích đề bạt cán bộ trẻ tuổi. Trần Thiệu Bân cười ha hả nói, đề bạt thế nào? Trương Đại Quan Nhân cười nói, đề bạt bạt, ý là đè lên đè lệt, còn đè lên đâu thì? Chương 472, đề bạt 1. Trần Thiệu Bân cười đến nổi thiếu chút nữa đã sặc nước mắt nước mũi ra, chỉ vào mặt Trương Dương nói, thật không phải là thứ tốt, tên nhóc cậu đang đố kỵ người ta, bởi vì chủ nhiệm Trương không đề bạt cậu. Trương Dương nghiêm mặt nói, tôi không cần dựa vào sự đề bạt của đàn bà. Trần Thiệu Bân cười nói, cậu thích đề bạt đàn bà. Trương Đại Quan Nhân vô sỉ nói, là đàn ông thì nên nắm quyền chủ động đề bạt. Trần Thiệu Bân cảm thán, tôi thật sự muốn đề bạt người khác, chỉ là không tìm được đối tượng. Trương Dương nói, này này, sao cậu lại lưu manh như thế? Tối nay kêu cậu đi theo tôi làm chính sự, chứ không phải là nghe cậu kể chuyện lưu manh. Trần Thiệu Bân nói, tôi thật sự rất hối hận, tại sao lại quen biết với loại bạn bè như cậu, con người thuần khiết của tôi đã bị cậu chà đạp hư hết rồi. Trương Dương nói, bản tính sai khiến, có liên quan cái rắm gì đến tôi? Mãi cho trời tối đen,
hai người mới lái xe đến trước nhà hàng, xuyên qua cửa sổ phía trước, có thể thấy được Ngô Minh và Trương Lập Lan đang ngồi cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, nói chuyện vô cùng ăn ý. Trần Thiệu Bân cầm kính viễn vọng nhìn một hồi, có chút thất vọng nói, người ta hình như không có gì cả, cảm giác rất bình thường. Trương Dương nói, bình thường, đã trễ như vậy rồi mà cô nam quả nữ chạy đến nơi này ăn. Có khủng mới tin, Ngô Minh là phó bí thư thị ủy Lam Sơn, Trương Lập Lan là chủ nhiệm giáo dục trường đảng tỉnh, hai người bọn họ ở cùng một chỗ làm gì. Nói chuyện công tác, tôi không tin giữa bọn họ có cái gì đó để nói. Trần Thiệu Bân nói, này cậu nói chúng ta đang làm cái gì vậy? Hai thằng ngốc ngồi chồm hổm ở chỗ này nhìn lén người ta ăn, tôi sắp chết đói rồi. Trương Dương nói, kiên trì một chút, chờ bọn họ ăn no đã. Ăn no rồi mới dâm dục, chỉ có ăn cơm no đủ thì mới có thể làm được chuyện khác. Trần Thiệu Bân cười ha hả, ở cùng một chỗ với Trương Dương, bất luận chuyện hoang đường gì cũng có thể làm ra được cả. Trương Dương nói, cậu cứ ở chỗ này nhìn đi. Tôi đến chỗ phòng của bọn họ ẩn nấp. Trần Thiệu Bân nói, cậu biết bọn họ ở đâu? Trương Dương cười nói, đơn giản, tôi có vài người bạn tại Nam Quốc Sơn Trang. Trương Đại Quan Nhân đẩy cửa ô tô ra, chậm rãi chạy đến dãy số 5, khí chàng của thằng nhãi này bây giờ đã không còn bình thường, nhìn dáng vẻ của hắn thôi cũng đủ liệt kê vào hàng khách quý rồi, hơn nữa hắn lại còn đưa ra thẻ kim cương, trong Nam Quốc Sơn Trang, cái thẻ này có ý nghĩa là có thể hưởng thụ những đãi ngộ cao nhất. Phục vụ sảnh cười tôn kính với hắn, nói tiên sinh, xin hỏi muốn dừng chân sao? Trương Dương gật đầu nói, an bài cho tôi một phòng, tối hôm nay tôi muốn ở lại một đêm. Vâng, tiên sinh xin chờ. Trương Dương giống như là nhớ ra chuyện gì đó, nói, đúng rồi, an bài cho tôi ở cạnh phòng của Ngô Minh tiên sinh, chúng tôi là bạn cũ, buổi tối qua lại cũng tiện hơn một ít. Cô phục vụ này cũng không nghi ngờ gì cả, mỉm cười nói, ngài ấy ở tại phòng 329. Vậy tôi giúp ngài an bài phòng 327. Trương Dương cười nói, vậy làm phiền cô, tiểu thư, cô là người phục vụ xinh đẹp nhất mà tôi nhìn thấy tại Nam Quốc Sơn Trang, một câu nói làm cho khuôn mặt của người phục vụ đỏ rực cả lên. Trương Dương cầm thẻ phòng đi đến phòng của mình, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, Trương Dương mở cửa sổ ra nhìn một chút, xác định là không ai đi qua dưới lầu, lúc này mới nhờ sự bảo hộ của bóng đêm leo qua, phòng của hắn lại sát bên cạnh phòng của Ngô Minh. Trương Đại Quan Nhân làm loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, công tác quốc an đã khai thác phạm vi của hắn, làm cho thằng nhãi này học được rất nhiều phương pháp làm việc, leo tường, chậm rãi đu qua cửa sổ phòng 329, hai ngày nay nghỉ ngơi đã giúp công lực trong cơ thể của hắn bắt đầu thong thả khôi phục, làm cho Trương Đại Quan Nhân bất ngờ chính là, cửa sổ không có khóa bên trong, như vậy hắn lẻn vào trong cũng tiện hơn, Trương Dương nhớ đến lúc trước ở Bắc Kinh đi quay trộm cảnh yêu đương lén lút của Vương Học Hải và Lâm Ngọc Văn. Nhưng lại đánh bậy đánh bạ chúng ngay lúc Lâm Ngọc Văn đang tâm sự với Thái Húc Đông. Kết quả lần này cũng có chút tương tự, vốn muốn theo dõi Trương Lập Lan, thu trộm tư tình của bà ta và Khổng Nguyên, nhưng ai mà ngờ rằng đối tượng hẹn hò của Trương Lập Lan lại chính là phó bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn Ngô Minh. Tuy rằng không nắm được nhược điểm của Khổng Nguyên, nhưng mà Trương Dương cũng không cảm thấy có bất kỳ mất mát gì hết, thậm chí là kết quả như vậy đối với hắn mà nói càng thêm lý tưởng. Lúc trước Ngô Minh đã từng kêu Lưu Văn Quân của Lam Sơn Thần Báo đi đánh hơi chuyện của hắn và Tần Thanh, không ngờ đã gặp báo ứng, lần này đến lượt Ngô Minh làm nhân vật chính. Trương Đại Quan Nhân chuẩn bị cũng rất đầy đủ, trong tay có đủ dụng cụ để đi quay trộm cả, một máy chụp hình hồng ngoại, hắn tìm một vị trí bí mật đặt máy chụp ảnh vào, sau đó theo thói quen chui dưới gầm giường, cái này là vì để ghi âm. Trong lòng Trương Dương đang đắc ý, thì điện thoại di động vang lên, là Trần Thiệu Bân gọi đến, Trương Dương nghe điện thoại. Trần Thiệu Bân nói, bọn họ đã rời nhà hàng, đang đi về dãy số 5. Trương Dương thấp giọng nói, đã biết. Trần Thiệu Bân nói thêm, đừng quên chụp cho tôi vài bức ảnh nóng nha. Trương Dương thấp giọng cười cười, căn dặn hắn, chờ khi tôi gọi điện cho cậu, thì cậu gọi điện báo cháy nha. Trần Thiệu Bân nói, không thành vấn đề. Qua một hồi sau, Trương Dương nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, hắn nằm ở dưới giường, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng đóng cửa. Trương Lập Lan nói 8 giờ rưỡi rồi, 10 giờ chị phải về. Ngô Minh có chút thất vọng nói, sớm như vậy sao? Trương Lập Lan nói, gần đây con gái vừa lên trung học, chị phải trở về kiểm tra bài vở của nó. Trong lòng Trương Dương nói, xem ra bà ta vẫn còn là một người mẹ tốt. Ngô Minh tựa hồ như có động tác gì đó, bởi vì nghe được âm thanh vuốt ve quần áo. Hô hấp của Trương Lập Lan dần dần gấp lên, đưa tay tắt đèn.
nhỏ giọng nói, em còn chưa tắt đèn. Ngô Minh thấp giọng nói, em thích bật đèn. Trương Lập Lan nói, đáng ghét quá đi. Đi qua đóng cửa sổ. Xem cửa sổ chưa kéo lại. Ngô Minh nói, em mới không sợ, em thích mở nó ra như vậy, em thích làm chị như vậy. Bốp, một tiếng, hẳn là Trương Lập Lan đã đánh một cái lên thân thể của Ngô Minh, bà ta cười hì hì một tiếng, đi qua đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại luôn. Trương đại quan nhân ở dưới giường nhìn lên, đèn lại một lần nữa sáng lên, tuy rằng không rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy được hai chân trắng tuyết của Trương Lập Lan. Ngô Minh vọt đến, ôm lấy Trương Lập Lan từ phía sau. Trương Lập Lan nói, tiểu Ngô, em không sợ người khác thấy sao? Ngô Minh nói, sợ cái gì, em thích chị, ai thấy em cũng không sợ. Chương 472, đề bạt 2. Gã ôm lấy Trương Lập Lan bị thân thể của Ngô Minh ép đến bệ cửa sổ, hai chân mở ra, cái quần dài màu tím bị lột ra. Trương đại quan nhân thấy được cái quần lót màu đen của Trương Lập Lan bị Ngô Minh lột xuống chỗ mắt cá chân, Trương đại quan nhân có chút đau khổ nhắm hai mắt lại, mẹ kiếp. Nghĩ đến cảnh người đàn bà này ban ngày nghiêm trang, nhưng mà không ngờ lại là một dâm phụ. Trương Lập Lan bắt đầu rên rỉ, còn Trương Dương thì coi như là không nghe không thấy không biết gì cả. Nhưng mà cái cảnh tượng này không nghe không thấy nhưng cũng có thể biết được, chỉ là không ngờ rằng Ngô Minh lại thích bật đèn sáng khi làm loại chuyện này. Trương đại quan nhân tuy rằng không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng mà lại có thể nhìn thấy rõ ràng khi Trương Lập Lan mở rộng hai chân ra. Ra sức tiếp cận với đại thụ trống trời đầy lông đen của Ngô Minh mà có thể nghĩ đến toàn cảnh, thằng nhãi này bắt đầu suy nghĩ miên man bất định. Âm thanh của Trương Lập Lan cũng rất bé, bên ngoài nghe không được, nhưng mà Trương đại quan nhân lại nghe rất rõ ràng, thằng nhãi này nằm dưới giường rình trộm cũng không quên mở máy ghi âm ghi lại. Hắn nhanh chóng phát hiện ra Ngô Minh rất thích kêu to, vừa ra sức cầy kéo, vừa kêu lên, chị Lan, em rất thích chị. Cái mông của chị thật lớn thật tròn. Em hận không thể cắn nó hai phát. Trương đại quan nhân thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng rồi. Đồng chí Ngô Minh quả nhiên là cán bộ trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Cái gì cũng dám nói. Sự phong phú của ngôn từ làm cho hắn phải cam bái hạ phong. Trương Lập Lan lẩm bẩm rên rỉ vài tiếng. Trương Dương nhìn thời gian một chút. Sức chịu đựng của Ngô Minh cũng khá tốt. Đại khái là hơn 20 phút mới chịu thu binh về. Chiến trường chủ yếu của hai người là trước cửa sổ. Cũng không có chọn lên giường. Cái này cũng tránh cho khả năng nguy hiểm là giường sụp xuống đè chết Trương Dương đang trốn bên dưới. Hai người sau khi làm việc xong, ôm nhau nằm lên giường, lúc này đèn cũng đã tắt rồi, bên trong vô cùng vắng vẻ, Trương đại quan nhân ngừng thở, rất sợ bị bọn họ phát giác, hắn phát hiện ra tối hôm nay vẫn chưa có thu được cái gì then chốt cả. Trương Lập Lan nói, chủ vũ giường được đề bạt là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, trong tỉnh không ít người có khuynh hướng nghiêng về Thường Tụng. Nhưng mà thấy ý của Bí Thư Kiều thì hình như không được thích ông ta, dù sao thì tuổi của Thường Tụng cũng hơi lớn rồi. Ngô Minh có chút khẩn trương nói, Bộ trưởng Khổng nói thế nào? Trương Lập Lan nói, chỉ có đề cập với ông ấy, nhưng mà chuyện này cũng không thể nói quá rõ ràng được. Nếu như để ông ấy sinh ra hoài nghi, thì chẳng những không thể không giúp đỡ cho em, mà còn có thể phản tác dụng lại. Ngô Minh ôm lấy Trương Lập Lan hôn một cái, ủy khuất cho chị quá. Trương Lập Lan nói, em biết chị có bao giờ không tốt với em không? Ngô Minh nói, biết, chị Lan, em đương nhiên biết. Trương Lập Lan buồn bã nói, tiểu Ngô, chị không cầu em cái gì cả, chỉ cần em có thể luôn luôn tốt với chị như vậy là được, chị đã thỏa mãn rồi. Ngô Minh thề thốt nói, nhất định, em yêu chị, người em yêu nhất trong lòng chính là chị. Trương Lập Lan thở dài nói, quên đi, đừng nói những lời này. Ngô Minh nói, công tác trường đảng có thuận lợi không? Trương Lập Lan nói, cũng tốt, nhưng mà ngày hôm nay có một người tên là Trương Dương chạy đến trường đảng gây chuyện. Ngô Minh nghe đến tên của Trương Dương thì không khỏi ngẩn ra, thấp giọng nói, phó thị trưởng của Phong Trạch sao? Trương Lập Lan nói, em quen biết hắn. Ngô Minh lạnh lùng nói, đương nhiên là biết, con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống mà, dựa vào quan hệ bám váy, tuổi còn trẻ mà đã lên làm phó thị trưởng rồi. Chỉ huy hiện trường sân bay mới Giang Thành, là một nhân vật rất có danh tiếng. Trương Lập Lan nói, chị vốn không muốn đắc tội với hắn, chỉ là bộ trưởng Khổng kiên trì muốn làm khó hắn, cho nên chị mới không cấp bằng tốt nghiệp cho hắn. Ngô Minh cười nói, chó cắn chó miệng đầy lông, lòng dạ của lão Khổng cũng không được tốt lắm. Trương Lập Lan nói, nghe đồn lúc ở Tĩnh Hải, bộ trưởng Khổng bị người ta đánh cho một cái tát, người đó là do Trương Dương sai khiến. Ngô Minh gật đầu nói, hẳn là như vậy, chuyện này rất thịnh tại Nam Tích,
có người nói là do lão Khổng nhìn thấy Tần Thanh thì có biểu hiện vô cùng nhiệt tình, Trương Dương và Tần Thanh có quan hệ mờ ám, hắn nhìn không vừa mắt, cho nên nghĩ biện pháp trả thù lão Khổng, chuyện tranh giành tình nhân mà, đúng là thật sự làm cho cười cho người trong ngành. Trương Lập Lan thở dài nói, con người của lão Khổng quả thật cũng có vấn đề. Ngô Minh ôm lấy Trương Lập Lan nói, chị Lan, em vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ tất cả những gì mà chị đã làm cho em. Trương Lập Lan nói, đừng nói như vậy, chị không làm cái gì cho em cả, chị sợ em sẽ ghét bỏ chị. Ngô Minh nói, sao có thể chứ? Trong lòng em chị vĩnh viễn là chị Lan thuần khiết đáng yêu nhất. Trương Dương âm thầm tán thưởng, cái miệng của thằng cu này cũng khá là giỏi, quả thật đúng là có thủ đoạn với đàn bà. May mà tình cảm của mình và Tần Thanh bền hơn sắt thép, bằng không nếu như có một tình địch như vậy, thì đúng là một đối thủ rất mạnh. Tay của Ngô Minh lại bắt đầu không thành thật. Trương Lập Lan kêu lên một tiếng, nói, không muốn. Chị thật sự phải trở về. Ngô Minh nói, chị Lan, em nhớ chị muốn chết. Đêm nay chị cho em thêm một lần nữa được không? Trương Lập Lan nói, nhưng mà, nghe ra thì ý chí của bà ta đã có chút buông lỏng. Ngô Minh nói, vậy ở với em thêm 2 tiếng nữa đi, 12 giờ rồi đi có được không? Trương Lập Lan do dự một chút, rốt cục cũng đáp ứng. Hai người bắt đầu cuốn lấy nhau trên giường. Trương đại quan nhân nhìn cái đầu giường đang run rẩy, thật sự có chút sợ cái giường này không biết khi nào thì sẽ sụp xuống, hắn cũng không có thời gian tiếp tục ở đây chịu đựng giày vò thêm 2 tiếng nữa, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Trần Thiệu Bân và gọi. Trận chiến trên đỉnh đầu vừa khai hỏa, thì tiếng còi báo động có cháy liền vang lên. Ngô Minh và Trương Lập Lan rõ ràng có chút hoảng loạn, bọn họ ngừng cuộc chiến lại, hoang mang vội vã mặc quần áo vào, Ngô Minh nói, chị đi ra ngoài trước đi. Em ra sau, chị đi phía bên trái, em đi bên phải, đừng để cho người ta thấy là được. Thằng nhãi này đã toát ra bản sắc ích kỷ của mình trong thời khắc nguy cấp. Trương Lập Lan cũng không có nói gì, thoáng chỉnh sửa quần áo của mình một chút, rồi mở cửa phòng chạy về hướng bên trái. Ngô Minh cũng vội vã rời đi. Trương Dương đợi bọn họ rời đi rồi, nhanh chóng phóng ra khỏi giường, thu dọn đồ đạc, rồi nghênh ngang đi từ trong phòng 329 ra. Hắn cũng không trực tiếp đi vào căn phòng kế bên, hắn biết tiếng còi báo cháy này là do Trần Thiệu Bân làm ra, căn bản là không có cháy nhà gì cả. Trương Dương từ cửa phòng 329 nhìn xuống dưới, thấy Trương Lập Lan hoang mang rối loạn từ trong sảnh chạy ra ngao hai y, Ngô Minh và Trương Lập Lan đều có mặt trong đám đông, hai người liếc mắt nhìn nhau ở xa xa, Trương Lập Lan cắn môi, không nói gì cả, trực tiếp leo lên chiếc xe Santana màu đỏ, khởi động ô tô, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Chương 472, đề bạt 3. Ngô Minh chắp tay ra lưng nghe bảo an giải thích với mọi người, còi báo cháy kia là do có người bấm nhầm, đám khách ở đây oán giận một câu, rồi từng tốp đi trở về phòng của mình. Khi tất cả trở lại yên tĩnh, Trần Thiệu Bân mới chậm rãi xuất hiện, thấy Trương Dương đã thu dọn thỏa đáng, không khỏi cười nói, quay được cái gì không? Cho tôi xem. Trương đại quan nhân thở dài nói, toàn mấy cái tào lao, hai người ở bên trong ngồi nói chuyện nhảm về tình hình xã hội. Không có bất kỳ nội dung mang tính thực chất nào hết. Trần Thiệu Bân làm sao mà tin được, tôi không tin, cậu gạt tôi. Trương Dương nói, có cần phải vậy không? Đi, chúng ta đi ăn thôi, đói rồi. Hắn cũng không phải là không tin Trần Thiệu Bân, chỉ là không muốn có nhiều người biết chuyện tối nay. Tính tình của Trần Thiệu Bân hắn cũng biết, là một người thiếu tính kiên nhẫn, có những bí mật chỉ có ở trong tay mình mới có thể trở thành bí mật, sau này mới có thể phát huy ra được lực lượng lớn nhất. Cái này cũng không phải là do Trương Dương ích kỷ, mà ở trong thể chế, những cái này đều là chuyện cần phải chú ý, Trần Thiệu Bân không phải là người trong thể chế, nói cho hắn biết, thì đối với hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào hết. Chẳng qua chỉ là tăng thêm một đề tài khi trà dư tửu hậu thôi. Thế nhưng Trần Thiệu Bân lại không nghĩ như vậy, thằng nhãi này có hứng thú cực lớn đối với mấy chuyện yêu đương vụng trộm, huống chi tối hôm nay là Trần Thiệu Bân đã cung cấp dụng cụ theo dõi, tích cực dấn thân vào hàn hát động. Đến bây giờ vẫn còn đói bụng, thằng nhãi này cho rằng mình đã nỗ lực rất lớn, nên có quyền được biết, vì thế trong suốt quá trình lái xe đến chỗ ăn, ngồi lại nhải từ đầu đến cuối. Trương Dương nói, tôi nói cậu có biết phiền hay không vậy? Chuyện này có liên quan đến cậu sao? Sao lại không liên quan? Chúng ta là hợp tác mà, tôi ra sức lớn như vậy, dù sao cậu cũng phải cho tôi biết bên trong phòng xảy ra chuyện gì chứ? Trương Dương nói, thật sự không có gì mà. Người ta chỉ là uống trà nói chuyện phiếm mà thôi, cậu đã đoán đúng rồi, Trương Lập Lan là một đồng chí tốt, một người phụ nữ tuân thủ nguyên tắc, tôi đã hiểu lầm bà ta rồi.
Trần Thiệu Bân tin hắn mới là lạ, hầm hừ nói, con người của cậu đúng là không có trượng nghĩa, vừa rồi thì một mực khẳng định Trương Lập Lan là một dâm phụ, lúc này lại nói như vậy, cậu đơn giản là sợ tôi biết, nên muốn giữ bí mật này một mình. Trương Dương cười nói, cậu biết thì thế nào, đơn giản chỉ là thỏa mãn lòng tò mò mà thôi. Trần Thiệu Bân nói, coi như tôi cầu cậu đi, nếu mà cậu không nói cho tôi biết, tối hôm nay tôi khẳng định là ngủ không ngon rồi. Trương Dương cười nói, nếu như cậu ngủ không ngon, thì cứ thẳng thắn chơi đùa với, chị Năm, đi. Trần Thiệu Bân cả giận nói, con mẹ nó tôi thật sự là bị mù rồi, quen với những loại người không trượng nghĩa gì hết. Trương Dương nói, bạn thân à, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu, biết càng nhiều không có nhiều chỗ tốt cho cậu đâu, lỡ như sau này mọi chuyện bại lộ, người ta muốn giết người diệt khẩu, cậu nghĩ đi, nếu như tìm đến đầu của cậu, thì cái mạng nhỏ của cậu có giữ được không? Trần Thiệu Bân thở dài nói, cậu không nói thì thôi, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi, sau này có chuyện gì nữa, thì cậu cũng đừng tìm đến tôi. Trương Dương thấy Trần Thiệu Bân đã thật sự giận, không khỏi cười nói, đừng khách khí, tình cảm bạn bè của chúng ta cũng không thể bị một chút chuyện này làm ảnh hưởng, tôi thừa nhận là tôi sai, tôi mời ăn được chưa? Trần Thiệu Bân nói, mời ăn cũng được, tối nay tôi nhất định phải ăn cho thỏa thích. Trương Dương nói, tùy cậu. Cậu muốn thế nào thì tối nay tôi đều tiếp cậu cả. Trần Thiệu Bân lái xe đến Phú Quý Phường của trung tâm thành phố Đông Giang, chỗ này nổi tiếng là nơi tiêu phí đắt đỏ nhất Đông Giang. Trương Dương biết thằng nhãi này tối hôm nay khí không thuận nên ý định chém mình một đao, nhưng mà ngẫm lại ngày hôm nay hắn cũng ra sức không ít, mình thu hoạch được nhiều, trả giá một chút cũng là đáng giá. Vừa xuống xe, Cố Giai Đồng gọi điện thoại đến, Trương Dương cười cười nói địa điểm ra cho cô biết, kêu Cố Giai Đồng cùng nhau đến ăn. Thuận tiện gọi điện cho Đinh Triệu Dũng luôn. Dù sao thì cũng là hắn mời khách, thẳng thắn gọi hết bạn bè ra, nhưng mà hắn không gọi cho Lương Thành Long đến, vì biết Lương Thành Long có mâu thuẫn với Trần Thiệu Bân, vậy thì cần gì phải chọc vào cái phiền phức đó. Nhìn hai cô gái tiếp khách để hở ngực lộ, nhũ, Trương Đại Quan Nhân không khỏi cười nói, Trần Thiệu Bân ơi là Trần Thiệu Bân, cái chỗ này sao nhìn giống như kỹ viện thời cổ đại vậy. Trần Thiệu Bân cười nói, đừng nói bậy, đây là nhà hàng Nhi Bát Kinh. Thời Đường triều đều ăn mặc như vậy cả. Trương Dương cười cười, có một câu không thể không biết xấu hổ mà nói ra, bản thân của cậu từ thời điểm ấy đến, ăn mặc ra sao, tôi còn không biết sao. Hắn quan sát hai cô gái tiếp khách này một chút, phát hiện ra tướng mạo của hai cô thuộc loại thượng đẳng, nhưng mà đều hơi đẫy đà một chút, nhưng mà vào thời Đại Đường thì lấy mập làm đẹp mà, Dương Quý Phi cũng đều là cái dạng này. Hai người vào trong phòng, Trương Dương nói, cậu gọi món trước đi. Tôi xuống dưới xem Đinh Triệu Dũng và Cố Giai Đồng có đến không. Trần Thiệu Bân cười nói, tùy tiện cậu. Trương Dương đi ra ngoài bãi đậu xe thì gọi điện thoại di động cho Trương Lập Lan. Trương Dương cẩn thận suy nghĩ rồi, cái thứ kia bây giờ cũng không cần phải sử dụng. Dựa vào những gì mà mình nắm giữ muốn chém Trương Lập Lan một đao cũng rất dễ rồi. Nhưng mà lại không có bất khả năng nào đụng vào Khổng Nguyên cả. Về phần Ngô Minh, thằng nhãi này cạnh tranh chức bí thư thị ủy với Thường Tụng. Những chứng cứ này tạo thành uy hiếp lớn nhất với gã ta. Trương Dương nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy rằng trước tiên không nên bại lộ việc này. Mục đích của hắn bây giờ là giải quyết tốt vấn đề bằng tốt nghiệp. Trương Lập Lan nhận được điện thoại của Trương Dương cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn cả. Theo bà ta thấy bởi vì Trương Dương không lấy được bằng tốt nghiệp nên đã hận mình. Trong chuyện này Trương Lập Lan cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bà ta cũng không muốn đắc tội với con người này. Nhưng mà nếu Khổng Nguyên đã lên tiếng rồi, thì bà không thể không làm. Dù sao thì bà có thể có được vị trí hiện tại bây giờ. Cũng đều là do một tay Khổng Nguyên ban tặng. Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, xin chào, tôi là Trương Dương. Trương Lập Lan lạnh đạm nói, tiểu Trương, chuyện công việc để lúc đi làm nói, bây giờ tôi rất mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Bà chuẩn bị cúp điện thoại. Trương Dương có chút chào phúng nói, phó bí thư Ngô còn mệt hơn cô nữa, người ta bây giờ cũng chưa được nghỉ ngơi. Những lời nói của Trương Dương cứ như là sét đánh vào trong đầu của Trương Lập Lan, mặt của bà lập tức trắng bệch ngay. Nhìn thấy nhiều ngôi sao bay vần quanh trước mắt, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, bà nói thế nào cũng không nghĩ ra là vì sao Trương Dương lại biết chuyện này. Bà rất cần ta 6N5, chuyện của bà và Ngô Minh không ai biết cả, trong đầu của Trương Lập Lan liên tiếp vang lên một âm thanh, xong. Xong hết rồi, gia đình của mình, tiền đồ của mình, tất cả đều đã xong hết. Bà rất sợ người nhà nhìn ra dị dạng, chậm rãi đi vào trong phòng sách, miễn cưỡng bình tĩnh nói, tiểu Trương, cậu nói cái gì? Chương 472, đề bạt 4. Trương Dương cười nói, 9 giờ sáng ngày mai tôi đến lấy bằng tốt nghiệp.
Trương Lập Lan nói, cậu có ý gì? Trương Dương mỉm cười nói, tôi không thích sinh sự, nhưng mà tôi càng không thích người khác chọc tôi, đối với phụ nữ từ trước đến giờ tôi đều rất là khoan dung, nhưng nếu như gặp phải loại người đã cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ, tôi tuyệt đối vung một cái tát lớn không chút do dự. Chủ nhiệm Trương, cô có thể có được vị trí ngày hôm nay, hẳn là cũng hiểu rõ, có nhiều bạn thì tốt hơn có nhiều kẻ địch. Nói xong những lời này, Trương Dương liền cúp điện thoại. Trương Lập Lan cầm điện thoại ngồi ngơ ngác trên ghế, sửng sốt đủ 3 phút đồng hồ, những giọt nước mắt chảy ra ròng ròng, bà vất vả hồi phục tinh thần lại, muốn gọi điện cho Ngô Minh, chỉ là do dự một chút liền cúp máy. Bà bỗng nhiên rõ ràng những lời đồn bên ngoài về Trương Dương tất cả đều là thật, thằng nhóc này thật sự không thể đắc tội vào, nếu như mình không phải theo Khổng Nguyên làm ra chuyện này, thì hắn làm sao mà tìm đến đầu của mình. Chỉ là bây giờ Trương Lập Lan thật sự không rõ, Trương Dương rốt cục đã biết được bao nhiêu chuyện của bà, hay tất cả chỉ có thể chờ ngày mai khi gặp hắn rồi mới biết được. Trương Lập Lan nghĩ tới nghĩ lui, rồi quyết định gọi điện thoại cho Khổng Nguyên. Khổng Nguyên đang nghỉ ngơi, có chút không nhịn được, nói có chuyện gì, ngày mai nói không được sao. Trương Lập Lan nói, Bộ trưởng Khổng, Bí thư Kiều vừa nói chuyện với tôi, kêu tôi chiếu cố cho Trương Dương, anh xem. Bà căn bản là bịa đặt ra. Bởi vì bà cũng đoán chắc rằng Khổng Nguyên sẽ không buồn chán đến nổi đem chuyện này đi hỏi Kiều Trấn Lương làm gì cả. Khổng Nguyên im lặng một hồi lâu, mới thấp giọng nói, nếu Bí thư Kiều đã lên tiếng rồi, thì cô tự xử lý đi. Trần Thiệu Bân gọi không ít đồ ăn, hắn muốn làm cho túi tiền của Trương Dương bị tổn thất một chút, như vậy thì trong lòng ngực của hắn mới thoải mái một chút. Khi Đinh Triệu Dũng và Cố Giai Đồng đến, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, không khỏi líu lưỡi nói, khoa trương quá vậy. Hôm nay là ngày gì thế? Tại sao lại long trọng như vậy? Trần Thiệu Bân cười nói, hôm nay Phó Thị trưởng Trương lấy được bằng tốt nghiệp chính quy, trong lòng vui vẻ, cho nên mời mọi người đến chung vui. Trương Dương cười cười không nói, bây giờ lấy được bằng tốt nghiệp chính quy là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, cho Trương Lập Lan thêm một lá gan thì bà ta cũng không dám dở trò gì. Cố Giai Đồng cũng nhìn ra Trần Thiệu Bân rõ ràng là đang chém Trương Dương một đao, cô trừng mắt nhìn Trần Thiệu Bân một cái. Nói Trần Thiệu Bân, cậu làm ăn càng ngày càng vì giàu mà bất nhân, Trương Dương là cán bộ chính phủ, một chút tiền lương này làm sao mà đủ đãi khách. Trần Thiệu Bân nói, ấy, cô đau lòng à, thằng nhãi này đúng là nói chuyện không e sợ gì cả. Cố Giai Đồng mắng, muốn bị đòn à, cút qua một bên. Mọi người cùng bật cười, Trần Thiệu Bân cười ha hả một tiếng, mời Đinh Triệu Dũng ngồi xuống, rồi cầm lấy thực đơn đưa qua, nhiệt tình nói, Triệu Dũng. Cậu xem, cậu muốn ăn cái gì thì cứ kêu. Đinh Triệu Dũng nói, Trần Thiệu Bân ơi là Trần Thiệu Bân, cậu đúng là không có phúc hậu, lãng phí đáng thẹn biết không vậy. Trương Dương cười nói, không sao cả, tối hôm nay tôi vui, muốn ăn cái gì thì cứ gọi, không cần phải khách khí. Trần Thiệu Bân nói, cậu nghe rồi chứ, cái này mới gọi là khách khí nè, Phó Thị trưởng Trương sắp được thăng chức rồi đó. Cố Giai Đồng nói, sao tôi lại không nghe nói. Đinh Triệu Dũng cũng gật đầu theo. Trần Thiệu Bân nói, các người nghĩ đi, bằng tốt nghiệp chính quy đã lấy tới tay rồi, sau này Trương Dương là cán bộ đã tốt nghiệp khoa chính quy, có cái bằng cấp này, sau này cơ hội được đề bạt nhất định cũng rất nhiều, hắn nói chuyện mà nước miếng văng tùm lum cả, lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, là Lâm Thanh Hồng gọi điện đến. Gần đây Trần Thiệu Bân thường hay liên lạc với cô ấy, Lâm Thanh Hồng mỗi lần mà cãi nhau với Lương Thành Long, đều đi tìm Trần Thiệu Bân để kể khổ. Trần Thiệu Bân nói, Lâm Thanh Hồng, cô cũng đến đi, chúng tôi đều đang ở Phú Quý Phường nè, có Đinh Triệu Dũng, Trương Dương, Cố Giai Đồng, còn chưa bắt đầu uống nữa. Cúp điện thoại xong, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Thiệu Bân. Trần Thiệu Bân ngạc nhiên nói, nhìn tôi làm cái gì? Trương Dương nói, tôi nói bạn thân này, gần đây cậu qua lại rất gần với Lâm Thanh Hồng thì phải. Trần Thiệu Bân nói, thì đã sao? Tôi và cô ấy là bạn học cũ. Qua lại gần cũng là bình thường. Đinh Triệu Dũng nói, tôi cũng là bạn học của cô ấy, sao lại không thấy cô ấy tìm tôi? Trần Thiệu Bân biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, chỉ vào Trương Dương rồi lại chỉ Đinh Triệu Dũng, no một y, tôi nói này, tư tưởng của các người có thể không dơ bẩn xấu xa như vậy được không? Tôi và Lâm Thanh Hồng tuyệt đối là trong sạch, bạn học mà thôi, bạn bè mà thôi, gần đây cổ phiếu của tôi có vấn đề, có được hỗ trợ đều là do cô ấy giúp, cô ấy và Lương Thành Long cãi nhau. Tìm tôi để kể khổ, cũng là bình thường. Trương Dương nói, bình thường. Đinh Triệu Dũng cũng nói, bình thường. Trần Thiệu Bân nghe ra ý ngoài lời nói của bọn họ,
không khỏi nổi nóng lên, các người không phải là hoài nghi tôi có gì với cô ấy à? Trương Dương nói, không phải là hoài nghi cậu, là nhắc nhở cậu, vô luận là Lương Thành Long thế nào, thì dù sao mọi người cũng từng là bạn bè, có một số việc không thể đụng. Trần Thiệu Bân nói với Cố Giai Đồng, cô phân xử giúp tôi coi, tư tưởng của đám người này có phải là quá dơ bẩn hay không? Cố Giai Đồng cười nói, tôi không có quyền lên tiếng, bọn họ có thể là hiểu lầm cậu, nhưng mà bọn họ nhắc nhở, cậu cũng phải chú ý. Lúc nói qua lại, Lâm Thanh Hồng đã đến, cô có vẻ tiều tụy, con mắt bị sưng to lên, nhìn ra là vừa mới khóc xong, mọi người vội vàng để cho cô ngồi xuống cạnh Cố Giai Đồng, Trương Dương pha một ly trà nóng mang đến cho cô, cười nói, sao vậy? Hai người lại cãi nhau à? Lâm Thanh Hồng nói, tôi thật sự không thể sống với hắn được nữa rồi. Ninh Triệu Dũng nói, không đến mức như vậy chứ, kết hôn không bao lâu thì ly hôn, giường còn chưa kịp nóng. Lâm Thanh Hồng nói, một người mà ngay cả mẹ của tôi cũng không tôn kính, tôi làm sao có thể tiếp tục sinh sống với hắn đây? Trần Thiệu Bân nói, tôi ủng hộ cô, ly hôn với hắn đi. Mọi người đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn hắn, người ta đều nói là khuyên hợp không khuyên phân, thằng nhãi này lại dùng phương pháp ngược lại. Lâm Thanh Hồng nói, không nói mấy chuyện không vui này, chúng ta uống rượu đi. Cố Giai Đồng nói, trong lòng cô không vui thì uống ít thôi, dễ say lắm. Lâm Thanh Hồng nói, nhất túy giải thiên sầu, say mới tốt. Cô cầm lấy chai rượu Ngũ Lương trên bàn tự rót một ly, nâng ly lên nói, bây giờ tôi rốt cục đã rõ rồi, đàn bà trong sự nghiệp dù có đạt được thành công lớn thế nào, trong tình cảm nếu như không được trọn vẹn, thì vẫn là một người thất bại thôi. Cô ngửa đầu lên đem tất cả rượu uống hết. Trên bàn rượu chỉ cần xuất hiện ra một người mượn rượu giải sầu, bầu không khí của bàn rượu lập tức thay đổi, Cố Giai Đồng khuyên nhủ, Thanh Hồng, đừng uống nữa, chính cô cũng nói là không đáng, vì sao lại còn muốn chuốc rượu mình. Chương 473, động tác sớm 1. Lâm Thanh Hồng nói, tôi hận bản thân đã nhiều lần chọn sai đường, chọn sai người. Ai nói gì Lâm Thanh Hồng cũng không nghe, chỉ một lát sau liền uống say đi, nhìn Lâm Thanh Hồng say gục mặt xuống bàn, Trương Dương thở dài nói, cô ấy ngủ như vậy thì không ai có thể đưa về nhà được cả. Cố Giai Đồng trừng mắt liếc hắn, nói em ít nói bậy đi, Lương Thành Long bị cái gì thế, có một người vợ tốt như vậy cũng không muốn. Các người làm bạn mà cũng không biết khuyên nhủ hắn à? Trần Thiệu Bân nói, chúng tôi thật ra cũng muốn khuyên lắm, chỉ là người ta không muốn nghe. Ninh Triệu Dũng nói, có cần gọi điện cho Lương Thành Long không, kêu hắn đến đón cô ấy. Những lời của hắn là hợp tình hợp lý nhất không thể nghi ngờ rồi, dù sao thì chỉ cần chưa ly hôn, Lương Thành Long và Lâm Thanh Hồng vẫn còn quan hệ vợ chồng. Trần Thiệu Bân nói, thôi bỏ đi, nếu như cô ấy mà biết chúng ta gọi Lương Thành Long đến, chỉ sợ là ngay cả chúng ta cũng bị cô ấy hận luôn đấy. Trương Dương nói, đưa đến chỗ của hiệu trưởng Trang đi. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, cùng nhau ra tay đưa Lâm Thanh Hồng đến ký túc xá Nông học viện Đông Giang. Trang Hiểu Đường từ sau vụ tai nạn xe, vẫn ở nhà nghỉ ngơi, không chính thức đi làm, thấy khuya rồi mà con gái được bọn họ đưa về, trong lòng vừa thương tiếc vừa khổ sở. Khi đưa Lâm Thanh Hồng lên trên giường rồi, Trang Hiểu Đường đi ra nói với đám người Trương Dương, cảm ơn mọi người. Trương Dương cười nói, tất cả mọi người đều là bạn. Hiệu trưởng Trang không cần phải khách khí với chúng tôi làm gì. Trang Hiểu Đường nói, Lương Thành Long đâu? Ninh Triệu Dũng nói, hắn không có mặt. Trang Hiểu Đường gật đầu nói, giúp tôi chuyển lời cho hắn một tiếng, kêu hắn ký tên vào đơn ly hôn đi, bằng không tôi sẽ trực tiếp đến bắt hắn ký. Mọi người đi xuống lầu, tâm tình cả đám đều bị ảnh hưởng, Ninh Triệu Dũng chỉ vào Trần Thiệu Bân, nói cậu là một kẻ gây họa, có cần phải làm cho người ta ly hôn mới vui vẻ không? Trần Thiệu Bân kêu khổ không thôi, nói tôi làm cái dám gì, là Lương Thành Long làm ra chuyện sai mà. Trương Dương thở dài nói, quên đi, không cần phải nói chuyện này đâu, Triệu Dũng, bên phía Lương Thành Long cậu đi nói một tiếng đi. Ninh Triệu Dũng gật đầu. Mọi người chia tay nhau ngay tại cửa ký túc xá Nông học viện, Trương Dương lên xe của Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng nói, con người của Lương Thành Long quá coi trọng danh lợi, Lâm Thanh Hồng đi theo hắn quả thật cũng quá ủy khuất rồi. Trương Dương nói, vốn dĩ hai người có tính tình quá mạnh mẽ thì không thích hợp ở chung với nhau. Sóng mắt của Cố Giai Đồng chợt chuyển, ôn nhu nói, em đang nhắc nhở chị sao? Trương Dương nói, sao dám? Cố Giai Đồng nói, trước mặt em chị chỉ là một cô gái nhỏ, em mới là kẻ mạnh. Bởi vì những lời này của Cố Tiểu Thư, cho nên Trương Đại Quan Nhân cũng phải trình diễn một tuồng kẻ mạnh chinh phục cô gái nhỏ,
Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Cố Giai Đồng nằm trong lòng hắn, ôn nhu nói tối nay vì sao Trần Thiệu Bân lại muốn chém em. Trương Dương không khỏi nở nụ cười, hắn nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi nói ra, khi Trương Dương nói ra cái bí mật này xong mới ý thức được mình thật sự có chút trọng sắc khinh bạn. Trần Thiệu Bân tham dự toàn bộ quá trình, đến cuối cùng hoàn toàn không biết gì cả, còn Cố Giai Đồng không làm gì thì lại tự nhiên biết rõ, Trương Dương có thể yên tâm nói cho cô biết, nhưng hắn lại lo lắng cho cái mồm của Trần Thiệu Bân. Cố Giai Đồng nghe Trương Dương kể về chuyện Ngô Minh và Trương Lập Lan yêu đương vụng trộm, không khỏi đỏ bừng mặt lên, đôi bàn tay trắng như phấn đánh lên trên ngực của Trương Dương, em là cái đồ bại hoại, loại chuyện thiếu đạo đức này mà cũng làm được. Trương Dương cười nói, Ngô Minh một lòng trông cậy vào quan hệ của Trương Lập Lan để được đề bạt, cho nên hắn rất ra sức, đoạn ghi âm đó em có ghi lại, có muốn thưởng thức một chút không? Cố Giai Đồng nói, chị không có buồn chán như em đâu. Trương Dương nói, hay là, em cũng để đề bạt bạt chị. Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói, đề bạt thế nào? À, lập tức cảm thấy trong cơ thể một cơn nóng rực, thằng nhãi này đúng là nói xong liền làm. Cả đêm hôm qua Trương Lập Lan ngủ không được ngon giấc, con mắt sưng to lên, tinh thần uể oải mệt mỏi, đây đều là do Trương Đại Quan Nhân ban tặng cả. Sáng sớm bà ta đã chuẩn bị tốt bằng tốt nghiệp của Trương Dương, chờ 9 giờ hắn đến cầm đi. Chỉ là chờ trái chờ phải, chờ mãi cũng không thấy đến, Trương Lập Lan vốn còn có công việc buổi sáng, chỉ là bây giờ toàn bộ đều gạt bỏ, chuyên tâm chờ thằng nhãi này đến. Chờ đến 11 giờ rưỡi sáng, Trương Dương mới lảo đảo đi vào, ngay cả cửa hắn cũng không gõ, đẩy cửa mà đi vào, hắn biết Trương Lập Lan khẳng định đang chờ mình, cảm giác là người nắm quyền chủ động thật là tốt, biết rõ nội tâm của Trương Lập Lan đang chịu dày vò không gì sánh được, Trương Dương lại cố ý đến muộn, kéo dài thời gian để bà chịu dựng sự dày vò này, ai kêu bà ta trợ trụ vi ngược làm gì. Trương Lập Lan thấy Trương Dương đến, trong lúc nhất thời cười một cách không hiểu, biểu tình trên mặt vô cùng kỳ quái. Trương Dương kéo cái ghế đến đối diện bà, ngồi xuống mỉm cười nói, chủ nhiệm Trương đã đợi lâu rồi. Trương Lập Lan cắn môi, đem bằng tốt nghiệp giao ra cho hắn, bằng tốt nghiệp của cậu đây. Trong mắt của bà, người thanh niên đang cười hì hì kia căn bản là một ác ma. Trương Dương cầm lấy bằng tốt nghiệp nhìn một chút, nói, ồ, cái bằng tốt nghiệp này là thật chứ? Trương Lập Lan cả giận nói, đương nhiên là thật. Trương Dương cười nói, trên đời này có chuyện thật là giả mà giả là thật. Làm gì có ai có thể phân rõ được chứ? Trương Lập Lan nói, cậu còn có việc gì không? Trương Dương nói, không có việc gì cả. Tôi chỉ đến lấy bằng tốt nghiệp thôi, cảm ơn chủ nhiệm Trương đã thành toàn. Trương Lập Lan không nói gì, không lòng đang hận không thể chém cho Trương Dương trăm đao vạn đao. Trương Dương cầm lấy bằng tốt nghiệp vỗ vỗ trong tay, có sớm cũng tốt, tôi cũng đỡ phải ở thêm một ngày nữa, cũng không cần phải ngủ ở Nam Quốc Sơn Trang một đêm. Phí dừng chân cũng không rẻ, phương diện trường đảng có chi trả cho tôi không? Trương Lập Lan vốn còn nửa tin nửa ngờ chuyện này, chỉ là nghe Trương Dương nói ra những lời này, trong lòng không còn một chút hoài nghi nào cả, Trương Lập Lan nói, mọi việc đều phải chừa đường lui thì mới tốt. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm Trương rốt cục đã ngộ ra rồi, thật ra ngày hôm qua nếu cô chừa cho tôi đường lui, thì mọi chuyện cũng sẽ không thành cái dạng này, tôi đi rồi, từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chương 473, động tác sớm 2. Trương Lập Lan nhìn bóng lưng của Trương Dương, muốn nói lại thôi, từ đầu đến cuối đều là Trương Dương ám chỉ quan hệ của bà và Ngô Minh, nhưng căn bản là không có nói ra căn cứ chính xác nào của bà và Ngô Minh cả. Trong lòng Trương Lập Lan rất là phiền muộn, nhưng mà chuyện này đúng là khó mở miệng, nếu Trương Dương đã không nói cái gì, bà đương nhiên cũng không thể chủ động đi hỏi, chuyện này chỉ có thể tạm thời gác qua một bên mà thôi, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong lòng bà cũng tồn tại một tia may mắn, cho rằng Trương Dương chỉ có khả năng là nhìn thấy bà và Ngô Minh cùng nhau ăn, trong tay của Trương Dương cũng không có bất kỳ bằng chứng chính xác nào cả, bằng không thì với tính tình kiên quyết của thằng nhãi này tuyệt đối sẽ không nói ra câu nước sông không phạm nước giếng. Trương Dương cố ý để lại cho Trương Lập Lan một cái lo lắng, lợi dụng tư tình của Ngô Minh và Trương Lập Lan ngay bây giờ cũng không có được ý nghĩa quá lớn, trên thực tế thì chiêu thức này của hắn cũng rất cao minh. Sau khi có được bằng tốt nghiệp, Trương Đại Quan Nhân đầu tiên là đến chỗ ủy ban kỷ luật nói cảm ơn với Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng đương nhiên là không nghĩ rằng bên trong lại có nhiều khúc mắc như vậy. Thấy hắn lấy được bằng tốt nghiệp, cũng vui vẻ cho hắn, mỉm cười nói cái này thì tốt rồi, lấy được bằng cấp khoa chính quy, có được tấm bằng này, sau đó khẳng định sẽ có tiền đồ. Trương Đại Quan Nhân hí hửng nhìn tấm bằng tốt nghiệp, hùng tâm vạn trượng nói, hai ngày nữa em sẽ đóng khung lồng kính, em vốn có cơ sở kém cỏi,
bây giờ đã được bổ sung, nhìn xem còn ai chê cười em có bằng trung chuyên. Lưu Diễm Hồng cười nói, thanh niên đừng có hư vinh tâm như vậy, đúng rồi, có đi cảm ơn bộ trưởng Khổng không? Trương Dương nói, đang chuẩn bị đi cảm ơn ông ta đây. Lưu Diễm Hồng nói, tôi thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, người ta thấy cậu chưa chắc đã vui vẻ. Trương Dương vui vẻ hớn hở gật đầu, nói, chị Lưu, em phải đi. Lưu Diễm Hồng gọi hắn lại, nói, đừng nóng vội, có đến chỗ của tỉnh trưởng Tống chưa? Ông ta nói thế nào? Trương Dương sờ sờ cái ót, nói tối hôm qua em bận quá, cho nên đã quên mất chuyện này rồi. Lưu Diễm Hồng có chút oán trách nhìn hắn, nói có một số việc phải nhanh chóng nói rõ, càng để ở trong lòng, càng là một khúc mắc không giải được. Trương Dương nói, tối nay em sẽ đi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Tằng Lai Châu đến, Lưu Diễm Hồng nhìn thấy Tằng Lai Châu xuất hiện, vội vã đứng dậy cười nói, Bí thư Tằng, sao ngài đại giá quang lâm đến, có chuyện gì cứ kêu tôi qua là được. Trương Dương cũng vội vàng cúi đầu chào hỏi. Tằng Lai Châu nhìn thấy Trương Dương, cũng lộ ra một nụ cười mỉm, lần trước ông đến Giang Thành, Trương Dương an bài vô cùng chu đáo, cả nhà Tằng Lai Châu đi núi Tha Thai ăn uống du ngoạn tất cả đều là do một mình Trương Dương thu xếp, cả nhà Tằng Lai Châu tương đối thỏa mãn, và đánh giá về Trương Dương tự nhiên cũng cao lên rất nhiều. Tằng Lai Châu cười nói, Trương Dương đến khi nào vậy? Sao không gọi tôi một tiếng? Trương Dương cười nói, Bí thư Tằng mỗi ngày đều rất bận, một người nhàn hạ như tôi làm sao mà dám chiếm dụng thời gian quý giá của ngài. Tằng Lai Châu nói, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm đi, đúng lúc Hoa Chiêu từ Lam Sơn trở về, các người đã lâu rồi không gặp mặt. Trương Dương nói, không được, tôi còn có việc nữa, hắn đang nói thật, chứ không phải là muốn từ chối. Tằng Lai Châu cố ý làm mặt giận, nói thế nào? Tôi không mời được cậu sao? Lưu Diễm Hồng cười, giải thích giúp Trương Dương, Bí thư Tằng, tiểu Trương thật sự có việc, buổi tối còn phải đi gặp cha vợ tương lai nữa. Tằng Lai Châu cười ha hả nói, tôi còn tưởng là chuyện gì, không cần đi. Trương Dương và Lưu Diễm Hồng đều sửng sốt, Bí thư Tằng sao lại kiêu ngạo như vậy, chuyện nhà người ta mà ông cũng muốn quản. Tằng Lai Châu nói, buổi tối nay tôi có mời vợ chồng tỉnh trưởng Tống đến, ông ấy đã đáp ứng rồi, tiểu Lưu, tôi đến đây là để mời ăn, Trương Dương, lúc này cậu còn từ chối không? Trương Dương cười nói, Bí thư Tằng cho tôi mặt mũi lớn như vậy, tôi làm sao mà dám không nhận, chúng ta đi ăn ở đâu? Tằng Lai Châu nói, Nam Quốc Sơn Trang đi. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân thầm kêu thật sự đúng là quá trùng hợp, lại là Nam Quốc Sơn Trang, lão Tằng sao lại chọn chỗ ấy nhỉ? Trương Dương vừa mới rời khỏi ủy ban kỷ luật, suy nghĩ một chút liền đi đến chỗ của tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, từ lần bị trách mắng trong nghi thức đặt móng cho sân bay mới đến giờ, Trương Dương vẫn chưa có chủ động liên hệ với Tống Hoài Minh, hắn cũng không biết bây giờ Tống Hoài Minh có thái độ gì với mình cả. Nếu như tỉnh trưởng Tống bởi vì trường hợp của Thì Duy mà gây khó dễ cho mình, hắn tốt nhất là nên tránh cho xa ra, buổi tiệc tối nay tình nguyện lỡ hẹn, còn đỡ hơn gặp mặt lại khó xử. Công việc của tỉnh trưởng Tống đúng là rất bận rộn, người chờ gặp mặt rất nhiều, Trương Dương tuy rằng có quan hệ không bình thường, nhưng mà cũng thành thật ngồi phía sau đợi, thư ký của Tống Hoài Minh Trung Bồi Nguyên An bài cho hắn ngồi trong phòng nghỉ chờ, mang cho hắn một ly trà, nói tiểu Trương, tỉnh trưởng Tống đang bận rộn công việc. Lát nữa còn có người phụ trách của phòng nông nghiệp đến báo cáo công tác với ông, tôi thấy ngày hôm nay cậu chắc là đợi lâu rồi. Trương Dương nói, ông ấy biết tôi đến không? Trung Bồi Nguyên cười nói, biết, ông ấy kêu cậu chờ ở đây. Trong lòng Trương Dương lúc này mới thoáng yên ổn lại một chút, nhìn thời gian đã là buổi chiều rồi, phỏng chừng phải chờ đến lúc Tống Hoài Minh ra về hát tôi sáu. Trương Dương thành thật ngồi chờ ngoài cửa, đợi đến 4 giờ 30, thấy trong phòng nghỉ còn có mấy người ngồi chờ. Trương Dương đã không nhịn được đứng lên, bước qua vài bước. Trung Bồi Nguyên đã đi tới, Trương Dương vội vàng nghênh đón, Trung Bồi Nguyên nói, tỉnh trưởng Tống có thể sẽ ra về trễ lắm, kêu cậu đến trường sư phạm Đông Giang đón phu nhân. Những lời này của Trung Bồi Nguyên đã khiến cho Trương Dương nhất thời thoải mái hơn, nếu Tống Hoài Minh đã kêu hắn đi đón Liễu Ngọc Oánh, vậy chứng minh rằng ông đã không còn tức giận chuyện quá khứ rồi, đồng thời cũng cho thấy chuyện Tằng Lai Châu mời mình, Tống Hoài Minh cũng đã biết. Trương Dương đứng dậy nói, vậy tôi đi đây. Bây giờ Trương Dương đang chạy xe của Trần Thiệu Bân, hắn rất quen thuộc với trường sư phạm Đông Giang, em gái Triệu Tĩnh đang đi học tại trường sư phạm Đông Giang mà trường này thì lại thuộc về Đại học Phương Bắc. Khi Trương Dương đi đến gần trường đại học, thì các học sinh ra đã về hết rồi, Trương Dương lái xe đậu ven đường, không bao lâu thì thấy Liễu Ngọc Oánh mặc quần dài áo hoa từ trong cổng trường đi ra,
Trương Dương chủ động đi qua nghênh đón, vẻ mặt đầy tươi cười kêu lên, dì Liễu. Liễu Ngọc Oánh nhìn thấy hắn, cũng cười cười, con đến thật là nhanh. Trương Dương nói, nhiệm vụ mà tỉnh trưởng Tống giao cho con không dám chậm trễ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 473, động tác sớm 3. Liễu Ngọc Oánh theo hắn đi đến trước xe, Trương Dương đưa tay mở cửa sau ra, mời Liễu Ngọc Oánh lên xe. Liễu Ngọc Oánh vừa ngồi xuống xe liền nhận được điện thoại của Tống Hoài Minh, bà cười nói, Hoài Minh, nó đến rồi, ừ, từ từ em sẽ nói chuyện với nó. Trương Dương ngồi vào chỗ lái xe xong, mỉm cười nói, dì Liễu, có thể lái xe được chưa? Liễu Ngọc Oánh đặt điện thoại vào trong túi, cầm lấy khăn tay lau lau mồ hôi trên trán, nói thời tiết thật quỷ quái, đột nhiên nóng lên, Trương Dương, đến Nam Quốc Sơn Trang đi, chú Tống của con đang từ cơ quan chạy đến đó. Trương Dương gật đầu, khởi động xe. Liễu Ngọc Oánh nhìn giống như là không để ý, nói, đến Đông Giang khi nào vậy? Sao không nghe chú Tống của con nhắc đến? Trương Dương cười nói, đến vài ngày rồi, chủ yếu là đến lấy bằng tốt nghiệp trường đảng, tại thấy tỉnh trưởng Tống bận rộn, cho nên không dám dày mặt đến quấy rối. Liễu Ngọc Oánh nói, chứ không phải là vì ngại không dám đến. Lời này đã có chút sắc bén. Cũng may Trương Dương ngồi ở phía trước, Liễu Ngọc Oánh không nhìn thấy được biểu tình khuôn mặt của hắn, lúc này trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi, thằng nhãi này thậm chí còn hoài nghi, Tống Hoài Minh có lẽ là không muốn, hoặc có thể là không thích, hay có lẽ chẳng muốn nói chuyện này với mình, cho nên mới thông qua Liễu Ngọc Oánh. Trương Dương nói, cũng có một chút. Liễu Ngọc Oánh nói, con sợ cái gì? Trương Dương nói, con sợ hai người hiểu lầm, miệng nhiều người nói làm mòn chảy vàng tan cả cốt, con sợ mình dù có giải thích thế nào, cũng không có sức thuyết phục như lời đồn. Liễu Ngọc Oánh không nhịn được cười nói tốt, con đây nói lòng vòng lại ý nói chúng ta chỉ tin tưởng lời đồn. Trương Dương nói, con nào dám? Liễu Ngọc Oánh nói, ngày đó bí thư Lưu có đến nhà của dì để nói rồi, cô ấy đã giải thích giúp cho con một lần. Trương Dương nói, thật ra không cần phải giải thích, con vốn là thuần khiết mà. Liễu Ngọc Oánh vừa tức giận vừa buồn cười, thằng nhóc này đúng là không có lúc nào khiêm tốn cả. Liễu Ngọc Oánh nói, chú Tống của con hiểu rõ yên nhiên nhất, vô luận là người gửi ảnh cho ông ấy có mục đích gì, thì khi ông nhìn thấy bức ảnh đó, cũng tức đến nổi mấy đêm liền không ngủ ngon được. Trương Dương nói, con đã giải thích rồi, đêm hôm ấy là thì Duy uống say, con hỗ trợ đưa cô ấy về nhà, không có ý tứ nào khác. Liễu Ngọc Oánh nói, những bức ảnh này cũng may là được chú và dì nhìn thấy trước, nếu như để yên nhiên thấy, hoặc để cho sở tư lệnh thấy, hậu quả thế nào, hẳn là con cũng hiểu. Trương Dương nói, dì Liễu à, thật ra ai nhìn thấy con cũng không sợ, con không có làm ra chuyện gì sau lưng yên nhiên cả, bạn bè uống say, đưa về đến nhà, cũng là một chuyện rất bình thường. Lúc thằng nhãi này nói ra những câu đó, trong lòng đã có chút xấu hổ. Liễu Ngọc Oánh nói, Trương Dương, dì cũng tin tưởng tình cảm mà con dành cho yên nhiên là thật, nhưng mà người sống trên đời cũng phải suy nghĩ đến cảm thụ của người khác, nhất là cảm thụ của người yêu. Dì nói những lời này cũng không phải là có ý muốn trách cứ con cái gì cả, mà là muốn cho con biết, hành vi trong lúc vô ý của con, có thể đã xúc phạm đến người khác, xúc phạm đến người yêu của con. Lời nói của Liễu Ngọc Oánh rất có đạo lý, Trương Dương im lặng một hồi, thấp giọng nói, dì Liễu, con sai rồi, sau này con sẽ chú ý nhiều hơn. Liễu Ngọc Oánh thở dài nói, thật ra dì không có tư cách nói chuyện với con, nhưng mà dì không đành lòng nhìn chú Tống của con phát sầu mãi. Từ sau khi lên làm tỉnh trưởng, áp lực của ông ấy đều rất lớn, hơn nữa so lúc ở Bắc Nguyên, ngay cả tiếng cười cũng ít đi rồi. Trương Dương lái xe vào trong Nam Quốc Sơn Trang, ô tô đi đến bãi giữ xe, thì Tổng Giám đốc của Nam Quốc Sơn Trang Nhâm Văn Bân đứng trước cửa khách sạn chờ. Trương Dương vừa dừng xe lại, Nhâm Văn Bân lập tức chạy nhanh đến, giành mở cửa xe cho Trương Dương, nói Tống Phu Nhân đã tới. Trương Đại Quan Nhân rất là bội phục. Ánh mắt của những người làm ăn kinh doanh khách sạn nhà hàng đúng thật sự là linh hoạt, Nhâm Văn Bân ra tay mở cửa xe còn muốn nhanh hơn mình nữa, cảm thấy người này chắc chắn là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp rồi, Trương Dương lần này đã đoán đúng rồi, lúc trước Nhâm Văn Bân đã từng được huấn luyện đặc biệt về mở cửa xe. Nhâm Văn Bân ân cần dẫn đường cho Liễu Ngọc Oánh, gã vừa cười vừa nói, tỉnh trưởng Tống và bí thư Tằng đều đã đến rồi. Liễu Ngọc Oánh bước nhanh vào trong, đi vào trong phòng. Liễu Ngọc Oánh liền cười cười đi đến hướng phu nhân của Tằng Lai Châu, chị dâu, đã làm chị đợi. Trương Dương phát hiện ra vị mẹ vợ tương lai này trong xã giao cũng rất có trình độ, sau khi hắn vào, phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc,
vợ chồng Tằng Lai Châu và Tống Hoài Minh đương nhiên không cần phải nói, Lưu Diễm Hồng cũng là một người quen, Vương Hoa Chiêu và vị hôn thê Tằng Lệ Bình cũng không tính, ngoài ra còn có một người, chính là Phó Bí thư Thị ủy thành phố Lam Sơn Ngô Minh. Trương Dương không ngờ rằng trong trường hợp này lại gặp phải Ngô Minh, nhớ đến cảnh tượng tối qua của Ngô Minh và Trương Lập Lan, Trương Dương nhìn vẻ đạo mạo của thằng nhãi này, trong lòng phát ra một sự chán ghét không cách nào hình dung được. Tằng Lai Châu giới thiệu với Trương Dương, Tiểu Trương, nào, tôi giới thiệu một người bạn cho cậu làm quen. Ngô Minh cười nói, Bí thư Tằng, chúng tôi quen nhau, đã quen nhau từ sớm, hắn đi đến và nhiệt tình vươn tay ra với Trương Dương, Trương Dương, nghe Hoa Chiêu nói cậu sẽ đến, tối hôm nay chúng ta phải uống vài ly mới được. Trương Dương cười gật đầu, thật ra hắn và Ngô Minh đều rõ ràng, tối nay hai người bọn họ chỉ có biểu hiện của tiểu bối mà thôi. Tằng Lai Châu và Tống Hoài Minh ngồi ở giữa, Lưu Diễm Hồng ngồi bên cạnh Liễu Ngọc Oánh, Ngô Minh thì ngồi bên cạnh Lưu Diễm Hồng, Trương Dương ngồi cạnh Ngô Minh, còn người nhà của Tằng Lai Châu thì lần lượt ở bên kia. Tằng Lai Châu nói, tôi luôn muốn mời tỉnh trưởng Tống ăn, nhưng mà gần đây mọi người đều bận rộn công việc, cũng không có cơ hội, tối nay là gia yến, mọi người ngàn vạn lần đừng gò bó. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, nếu như không phải là gia yến, tôi cũng không dám đến, Bí thư Tằng, Hoa Chiêu là con rể chuẩn của ông sao? Trương đại quan nhân cẩn thận suy ngẫm lời nói của tỉnh trưởng Tống, con rể chuẩn là một loại khác của con rể tương lai thì còn có thể xảy ra thay đổi. Con rể chuẩn thì hầu như đã là đinh đóng cột rồi. Chương 473, động tác sớm 4. Tằng Lai Châu cười nói, Hoa Chiêu trong 2 năm tạm giữ chức tại Phong Trạch là bạn tốt của Trương Dương, còn Ngô Minh là con trai của một người bạn thân đã khuất của tôi, nói ra thì những người thanh niên này cũng xa lạ gì nhau. Vương Hoa Chiêu và Trương Dương thì có thể coi là thanh niên, Ngô Minh thì khá là miễn cưỡng, năm nay gã đã 41 rồi, cùng độ tuổi với tỉnh trưởng Tống Hoài Minh. Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lưu Diễm Hồng, chỉ là thành tựu trên chính trị lại không cách nào so sánh với người ta. Lúc này Trương Dương cũng đã nhìn ra mánh khóe rồi, mục đích tối nay của Tằng Lai Châu không phải là gia yến gì, mục đích thật sự của ông ta vô cùng có khả năng là làm cho Ngô Minh có cơ hội tiếp xúc với Tống Hoài Minh. Bí thư Thị ủy Lam Sơn Chu Vũ Dương lên chức, cái chức Bí thư Thị ủy bỏ trốn kia rốt cục sẽ lọt vào tay ai đến bây giờ vẫn còn chưa quyết, thằng nhãi Ngô Minh đã bắt đầu ra tay ngay từ lúc này. Trương Dương phát hiện ra lợi ích chính trị của mình luôn luôn bị cắn một cái rồi lại một cái, Tằng Lai Châu an bài Vương Chiêu Hoa đến Lam Sơn đảm nhiệm cục trưởng cục nông nghiệp, cũng là đã sớm nhìn xa rồi, Ngô Minh là cháu của ông ta, nếu như Ngô Minh có thể đẩy ngã Thường Tụng để lên ngồi chức bí thư thị ủy, thì sau này con đường chính trị của Vương Hoa Chiêu tại Lam Sơn cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Trương Dương có thể nhìn ra điểm này, thì những lão tướng chính trị như Tống Hoài Minh, Lưu Diễm Hồng càng nhìn thấu sự tình hơn nữa. Nhưng mà bọn họ không có hiểu biết về Ngô Minh nhiều như Trương Dương, Trương đại quan nhân lạnh lùng nhìn Ngô Minh, trong lòng nói anh cứ nhảy đi, cứ diễn trò đi, muốn làm bí thư thị ủy Lam Sơn, trước tiên phải qua được cửa của tôi. Ngô Minh trước mặt các vị lãnh đạo có biểu hiện rất là khiêm tốn, con người này đúng là biết làm việc thật. Trong trường hợp này, Trương đại quan nhân cũng không có nhiều chỗ phát huy, hắn nghiêm túc kính rượu, thành thật uống rượu, khi chạm ly với Vương Hoa Chiêu. Trương Dương cười tủm tỉm nói, hai vợ chồng cùng nhau lên đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tằng Lệ Bình đỏ lên, nâng ly rượu lên, cắn cắn môi, ngượng ngùng nói, chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Trong lòng Trương Dương thầm vui, ai chẳng biết mà còn nói là gì. Ngày đó khi Tằng Lệ Bình đến Phong Trạch thăm Vương Chiêu Hoa, sức công phá của cô ta đã khiến cho Trương đại quan nhân bị lửa dục thiêu đốt cả đêm, lúc này lại giả bộ dịu dàng ngoan hiền. Trương đại quan nhân nói ra một câu không có phúc hậu chút nào cả, kết hay không kết cũng như nhau thôi. Mọi người trên bàn bị câu nói của thằng nhãi này làm cho sửng sốt, mặt nhỏ của Tằng Lệ Bình đỏ rực lên như một quả táo chín. Trương đại quan nhân biết mình lỡ lời, vội vàng bổ sung, dù sao thì tháng sau cũng kết hôn rồi. Vương Hoa Chiêu thầm mắng thằng nhãi này đúng là đồ phá hoại, cười nói, ngày 16 tháng sau, đang chuẩn bị phát thiệp mời cho cậu đây. Trương Dương nói, giữa tháng à? Tôi còn tưởng rằng đến quốc khánh chứ, nếu như thật sự đến lễ quốc khánh, thì tôi không cách nào phân thân ra được đâu, hắn đang nói tình hình thực tế, ngày lễ quốc khánh Sở Yên Nhiên sẽ trở về từ nước Mỹ, hơn nữa còn biểu lộ muốn kết hôn, cái này đối với hắn mà nói là một chuyện lớn, chuyện của Vương Hoa Chiêu khẳng định sẽ phải xếp sau chuyện này, cũng may người ta chọn là giữa tuần tháng 10, mình khẳng định là sẽ đến được. Vương Hoa Chiêu nói, cậu nhất định đến mà, tôi đã chọn cậu làm phụ rể rồi. Trương Dương cười nói, không thành vấn đề, cho dù tôi lễ không được thì người cũng phải đến.
Mọi người trên bàn đều bật cười cả, Lưu Diễm Hồng nói, Trương Dương, khi nào cậu học nhỏ mọn như vậy? Trương Dương nói, em là hâm mộ và đố kỵ đó. Vương Hoa Chiêu nói, đừng hâm mộ tôi, cậu cũng sắp rồi. Trương Dương cười hắc hắc một tiếng, rất sợ mọi người đem trọng tâm câu chuyện đổ lên đầu mình, nâng ly rượu lên nói, Bí thư Tằng, Tằng phu nhân, tôi kính hai người, chúc mừng các người có một người con rể tốt. Tằng Lai Châu cười ha hả, ông vui vẻ chạm ly với Trương Dương, uống xong ly rượu này, liền chuyển hướng nói chuyện với Tống Hoài Minh, Tiểu Trương cũng không tồi, ánh mắt chọn con rể của tỉnh trưởng Tống cũng là hạng nhất, những lời này của ông cũng có ý cất nhắc bản thân, ý nói là ánh mắt chọn con rể của mình cũng là hạng nhất ấy mà. Tống Hoài Minh cười nói, Trương Dương không ổn trọng bằng Hoa Chiêu. Rốt cục vẫn là người trẻ tuổi. Tằng Lai Châu nói, ai mà không từ tuổi trẻ đi ra. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã chi huy một công trình lớn như sân bay mới, tôi thấy năng lực tổ chức lãnh đạo của Trương Dương cũng rất mạnh. Tống Hoài Minh nói, nhắc đến sân bay mới tôi liền nghĩ đến chuyện của Tào Chính Dương, trong điển lễ đặt móng, vợ của hắn chạy đến hiện trường điển lễ gõ trống kêu oan, khiến cho tôi rất xấu hổ, không ngờ rằng Tào Chính Dương tự nhiên lại là một tham quan. Tằng Lai Châu thở dài nói, thật ra tôi cũng thấy tiếc hận cho con người này, lúc trước từng nhiều lần thu được bằng khen chiến sĩ thi đua của tỉnh, đại biểu nhân đại của tỉnh, đại biểu xí nghiệp gia ưu tú, có thể nói là cả đời cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, không ngờ đến cuối cùng khi gần về hưu lại phạm vào sai lầm, khiến cho khí tiết tuổi già khó giữ được. Tống Hoài Minh nói, vô luận là lý lịch cả đời sạch sẽ thế nào, thì vết bẩn vẫn là sự thật, tốt nhất là đừng nhúng tay vào chắc chắn bị bắt. Lúc nói những lời này, ông nhìn Trương Dương, Ngô Minh và Vương Hoa Chiêu, nói cán bộ trẻ tuổi như các cậu nhất định phải lấy cái này làm gương, đem lợi ích quốc gia đặt lên hàng đầu, ngàn vạn lần không được có lòng tham. Trương Dương nói, con hận nhất là tham quan nhận hối lộ, đảng và quốc gia tin tưởng chúng ta như vậy, cho chúng ta quyền lực, nếu như chúng ta lợi dụng quyền lực để tư lợi cho bản thân, thì không phải là lấy oán trả ơn sao? Ngay cả đạo nghĩa cơ bản nhất cũng không có, vậy còn là người sao? Lưu Diễm Hồng cười nói, người khác thì tôi không biết, nhưng Trương Dương là một chiến sĩ phản hủ xướng liêm chống mục nát kêu gọi thanh liêm các vụ án tham ô của tỉnh chúng ta đều là do hắn giúp đỡ phá án. Tằng Lai Châu và Tống Hoài Minh đều biết rõ, Tào Chính Dương chỉ là một con tép siêu mà thôi, nhân vật lợi hại nhất mà Trương Dương lật đổ chính là tỉnh trưởng trước Hứa Thường Đức, chuyện này được tiến hành xử lý kín đáo, cho nên cũng không có nhiều người biết, không nói về Hứa Thường Đức. Gần đây bí thư ủy ban phán chính thành phố Nam Tích Đường Hưng Sinh sợ tội bỏ trốn, cũng là bởi vì có liên quan đến Trương Dương. Tằng Lai Châu nói, cho nên tôi muốn đưa Trương Dương đến ủy ban kỷ luật tỉnh để làm việc, đáng tiếc là hắn không muốn. Trương Dương nói, cảm ơn ý tốt của bí thư Tằng, vàng thật ở đâu thì cũng sẽ phát sáng cả, tôi vẫn muốn ở Giang Thành cống hiến ánh sáng và nhiệt độ của tôi hơn. Liễu Ngọc Oánh không nhịn được bật cười, khả năng tự khen của Trương Dương quả thật rất lợi hại. Tống Hoài Minh nói, thanh niên bây giờ không nên cho làm cao bay xa, làm kiên định công tác cơ sở trước, rèn đúc nhiều tại cơ sở trước, thì mới có lợi cho việc phát triển sau này, lời nói của ông đối với Trương Dương là tràn ngập sự quan tâm và yêu mến. Chương 473, động tác sớm 5. Trương Dương nghe ông nói vậy, trong lòng cũng kiên định hơn rất nhiều, xem ra Lưu Diễm Hồng giải thích giúp mình đã tạo hiệu quả không tồi, đồng chí lão Tống hẳn là đã tha thứ cho mình. Lúc 9 giờ. Vợ chồng Tống Hoài Minh đứng dậy ra về, Lưu Diễm Hồng cũng đi theo, bọn họ đi rồi, Trương Dương đương nhiên cũng không muốn ở lại. Cả nhà Tằng Lai Châu tiễn bọn họ ra đến cửa, Tống Hoài Minh cười nói, đừng tiễn nữa, cần gì làm long trọng vậy. Chỉ là đến ăn một bữa cơm mà thôi. Tằng Lai Châu dừng chân lại, cười nói, tốt, chúng ta không làm chuyện khiêm tốn này nữa, có chuyện hôm khác tính. Trương Dương theo bọn người Tống Hoài Minh ra ngoài bãi giữ xe, lúc đến là hắn chở Ngô Minh. Lúc đi thì phải chở Lưu Diễm Hồng, bởi vì Lưu Diễm Hồng đi nhờ xe của Tống Hoài Minh đến, không thể để cho Tống Hoài Minh trở về được. Trương Dương phát hiện ra một hiện tượng rất là thú vị, giữa Liễu Ngọc Oánh và Lưu Diễm Hồng tuy rằng thoạt nhìn rất nhiệt tình, nhưng mà trong ánh mắt của Liễu Ngọc Oánh luôn toát ra vẻ cảnh giác với Lưu Diễm Hồng, trong lòng Trương Đại Quan Nhân thầm vui, xem ra Liễu Ngọc Oánh cũng phát hiện ra tình cảm của Lưu Diễm Hồng dành cho Tống Hoài Minh là không đơn thuần. Tống Hoài Minh nói với Trương Dương, Trương Dương, con đưa bí thư Lưu về đi. Trương Dương gật đầu, hắn vốn tưởng rằng Lưu Diễm Hồng cũng ở trong đại viện tỉnh ủy. Liễu Ngọc Oánh nói với Trương Dương, Trương Dương, buổi trưa ngày mai chú Tống của con ở nhà nghỉ ngơi, đến nhà ăn. Trương Dương cầu còn không được nữa, tối nay không có cơ hội giải thích với Tống Hoài Minh, ngày mai là có rồi.
Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Oánh lên ô tô, lúc ô tô khởi động, Tống Hoài Minh thấp giọng nói, ngay trước mặt Tiểu Lưu, em chỉ mời một mình Trương Dương thì không tốt đâu. Liễu Ngọc Oánh mỉm cười nói, à, em quên mất, hay là bây giờ em gọi điện cho cô ấy, mời Diễm Hồng cùng đến. Tống Hoài Minh lắc đầu nói, không cần, ông là một người khôn khéo, liếc mắt nhìn một cái là nhìn ra vợ đang tràn đầy đề phòng với Lưu Diễm Hồng, có chút hờn giận về quan hệ của ông và Lưu Diễm Hồng. Thật ra Tống Hoài Minh và Lưu Diễm Hồng chỉ có quan hệ bạn học bình thường thôi, nhưng đàn bà dù sao cũng là đàn bà, Liễu Ngọc Oánh cũng ghen tị. Tống Hoài Minh nhìn về phía cửa sổ, lộ ra một ý cười bất đắc dĩ. Liễu Ngọc Oánh nói, lão Tằng mời khách hình như có mục đích. Tống Hoài Minh nói, Ngô Minh là con trai của Ngô Khởi Liêm, bạn tốt của ông ta. Ngô Khởi Liêm là một nhân vật trên chính đàn Bình Hải, lúc trước bí thư Tằng từng là thuộc hạ của ông ấy, có mối quan hệ này, bí thư Tằng ra sức vì chuyện của Ngô Minh cũng là đương nhiên. Liễu Ngọc Oánh nhỏ giọng nói, Ngô Minh đó là phó bí thư thị ủy Lam Sơn sao? Tống Hoài Minh gật đầu nói, bí thư Tằng còn muốn tác hợp Ngô Minh với Lưu Diễm Hồng. Tống Hoài Minh nói, em thấy bọn họ rất hợp. Tống Hoài Minh không nói gì, phản ứng của vợ làm cho ông cảm thấy hơi giận, thật ra phản ứng của Liễu Ngọc Oánh cũng rất là bình thường thôi, đàn bà khi cảm giác được nguy hiểm thì sẽ rất cẩn thận, luôn luôn muốn loại trừ nguy hiểm trước, nếu như Lưu Diễm Hồng có thể thành một đôi với Ngô Minh, thì đương nhiên là chuyện quá tốt rồi. Liễu Ngọc Oánh ý thức được thay đổi của chồng, một lát sau, lặng lẽ lấy tay chạm nhẹ vào cánh tay của chồng, Tống Hoài Minh không có phản ứng, Liễu Ngọc Oánh vươn tay ra, ôm lấy cánh tay của ông. Nhẹ giọng nói, anh không vui. Tống Hoài Minh nói, anh không thích những người có mục đích quá, Chu Vũ Dương còn chưa đi, mà tâm của hắn tựa hồ đã có chút khẩn trương. Tâm tình của Lưu Diễm Hồng không được vui, khi lên xe liền im lặng, Trương Dương cảm thấy được, vừa rồi Liễu Ngọc Oánh mời mình mà không nhìn Lưu Diễm Hồng, như vậy đã làm cho nội tâm của Lưu Diễm Hồng bị tổn thương, Trương Dương không dám làm phiền cô ta, mở radio lên, bên trong phát ra một ca khúc. Anh biết đau lòng luôn khó tránh khỏi. Em không cần khổ vì tình cảm thấm thía, có một số việc bây giờ em không cần hỏi, có một số người em vĩnh viễn không cần chờ. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân thầm nói tiêu rồi, mình đúng là không có ý định chơi xỏ người ta nhưng... Buổi tối Lưu Diễm Hồng có uống chút rượu, nghe thấy ca từ như vậy bỗng nhiên nảy sinh cảm xúc, mặt cười chuyển ra ngoài cửa sổ, vành mắt đỏ lên. Nhưng mà cô ta nhanh chóng khống chế tâm tình thương cảm của mình lại, nhẹ giọng nói, Trương Dương, tắt nó được không? Trương Dương nhanh tay tắt radio đi, cười nói, chị Lưu, chị còn chưa nói chỗ ở của chị cho em biết, em trở đến chỗ nào đây? Lưu Diễm Hồng nói, Nhã Hồ Ngự Cảnh. Trương Đại Quan Nhân nao nao, Nhã Hồ Ngự Cảnh là một trong những khu biệt thự đắt giá nhất Đông Giang, hắn đã sớm nghe nói Lưu Diễm Hồng là nữ cán bộ giàu có nhất trong thể chế Bình Hải, nhưng thật không ngờ cô ta lại ở trong khu biệt thự cao cấp của Nhã Hồ Ngự Cảnh, Trương Dương cười nói, chỗ đó cũng không rẻ nha. Lưu Diễm Hồng nói, đừng có nghĩ bậy bạ, căn biệt thự ở Nhã Hồ Ngự Cảnh được chia cho tôi lúc ly hôn, chồng trước của tôi Chu Đức Tiêu để lại cho tôi một căn biệt thự, còn có hai cửa hàng mặt tiền tại khu phố trung tâm, bây giờ hắn và tiểu tình nhân của hắn đang ở nước Mỹ sống cuộc sống gia đình yên ổn. Trương Dương cười nói, em đã sớm nghe nói chị Lưu là đệ nhất phú bà trong thể chế Bình Hải, xem ra không phải là nói xạo. Lưu Diễm Hồng cười nói, người ta muốn nói thế nào thì cứ việc nói. Dù sao thì tiền cũng không phải là do tôi tham ô mà ra. Trương Dương nói, cũng chỉ có lãnh đạo như chị làm công tác của Ủy ban Kỷ luật thì mới yên tâm được. Lưu Diễm Hồng nói, GN đây có người đề xướng lương cao thì nên giữ thanh sạch, lại lấy tôi ra làm ví dụ, nói tiền quyên góp cho sự nghiệp phúc lợi của tôi còn cao hơn tiền lương của tôi. Trương Dương cười ha hả. Lưu Diễm Hồng thở dài nói, một người phụ nữ độc thân như tôi cần nhiều tiền thì có lợi ích gì? Hai cửa hàng mặt tiền của khu phố trung tâm, tiền thuê mỗi năm hơn 700 ngàn, tôi còn có tiền công của mình. Trương Dương nói, chị Lưu, điều kiện của chị tốt như vậy, sao lại không tìm một nửa đi, đến lúc đó, em nhất định sẽ đến uống rượu mừng của chị. Lưu Diễm Hồng nói, tên nhóc cậu, càng lúc càng to gan, ngay cả tôi mà cậu cũng dám đùa. Trương Dương nhanh chóng chạy đến ven hồ Thanh Lương, mở cửa sổ xe xuống, để cho gió đêm ngoài trời thổi vào. Một cảm giác mát mẻ thổi vào bên trong, phiền muộn của Lưu Diễm Hồng cũng giảm bớt rất nhiều. Cô bỗng nhiên chỉ vào chỗ sáng đèn phía trước, nói Trương Dương, dừng lại bên đó đi, tôi mời ăn khuya. Trương Dương cười gật đầu, lái xe đến gần, là một quán ăn đêm mở ven đường, sinh ý cũng không được tốt lắm. Lưu Diễm Hồng xuống xe, nói với ông già chủ quán hai câu,
bởi vì cô dùng giọng Giang Nam Tô, cho nên Trương Dương nghe không hiểu. Lão già kia là đồng hương của cô, chuẩn bị một bàn cho hai người bọn họ, Lưu Diễm Hồng gọi hai phần canh, một phần đậu thơm, một con cá chiên nhỏ, rồi kêu Trương Dương ngồi xuống. Trương Dương mở thùng xe phía sau ra, lấy ra một chai rượu bên trong, đây là rượu mà Trần Thiệu Bân dùng để chiêu đãi, thuận lợi cho hắn tiêu diệt hết. Lưu Diễm Hồng nói, tôi là người Minh Nam, ông chủ ở đây là đồng hương của tôi, phong cảnh vùng Hồ Thanh Lương rất giống với quê nhà tôi, cho nên khi tôi ly hôn, liền muốn lấy một căn nhà ở đây, nhớ đến chuyện cũ, hai mắt của Lưu Diễm Hồng đã có chút mê man. Chương 474, khúc mắc 1. Trương Dương ngắt một hột đậu bỏ vào trong miệng, hắn cười nói, em còn tưởng rằng chỉ có em là thích ăn quán ven đường thôi, không ngờ cấp bậc cao như chị cũng thích. Lưu Diễm Hồng nói, con người thường hay bị những thứ phù hoa hấp dẫn, cho đến khi bình tĩnh lại, thì mới phát hiện ra là càng đơn giản thì càng chân thật. Lưu Diễm Hồng nói rất có đạo lý, làm cho Trương Dương tự suy ngẫm một hồi lâu. Lưu Diễm Hồng nâng ly rượu lên uống một ngụm, nói quan trường là chốn phức tạp, muốn sống tốt bên trong đó, hoặc là cậu phải phức tạp hơn người khác, hoặc là cứ thẳng thắn sống đơn giản. Trương Dương nói, chị Lưu, em là một người đơn giản. Lưu Diễm Hồng cười nói, chưa thấy qua thì cứ tự khen chính mình, sự đơn giản của mỗi người đều được biểu lộ ra bên ngoài, còn sự phức tạp của con người thì được giấu thật sâu trong lòng. Trương Dương nói, chị Lưu, em thấy tối nay chị nói chuyện đặc biệt đầy triết lý, rất bí hiểm, em nghe mà không hiểu gì hết. Lưu Diễm Hồng nở nụ cười, nâng ly rượu lên nói, nào, uống rượu đi, không hiểu mới tốt, càng hiểu ít, thì phiền não càng ít. Trương Dương cười tủm tỉm nói, rượu thì em uống. Nhưng mà chị đừng uống quá nhiều, nếu như để cho tỉnh trưởng Tống biết, ông ấy sẽ lại trừng mắt với em. Lưu Diễm Hồng nói, ông ấy không quan tâm đâu. Những lời này nói ra tràn ngập thương cảm. Trương đại quan nhân nghe ra, Lưu Diễm Hồng khẳng định là có ý với Tống Hoài Minh, trong lòng thằng nhãi này âm thầm kêu khổ, chuyện này mình đúng là không quản được. Lưu Diễm Hồng nói, người mà tỉnh trưởng Tống quan tâm nhất chính là Yên Nhiên, Trương Dương, không phải là tôi nói cậu lớn như vậy rồi. Cũng nên định tính lại đi, làm chuyện gì cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Trương Dương nói, thật ra giữa em và Yên Nhiên cũng rất đơn giản, lúc em và cô ấy quen nhau, em còn là một khoa viên nhỏ trong khe núi, em cũng không biết cô ấy có một người cha làm quan, nhưng mà có nhiều chuyện đơn giản khi phát triển tiếp lại trở nên phức tạp, chuyện của hai chúng em đã không còn là vấn đề cá nhân nữa, mà đã trở thành vấn đề tranh giành xã hội. Lưu Diễm Hồng cười nói, những người khác nghĩ đến nào? Nói thế nào cũng không quan trọng là tình cảm của hai đứa. Trương Dương nói, sắp tới cô ấy sẽ trở về từ Mỹ, em rất chờ mong, cũng có chút bất an, chị nói xem, bên ngoài có nhiều người đồn đại như vậy, em cũng không thể bắt tất cả mọi người ngậm mồm lại được, huống chi người mà em đắc tội cũng không ít, người muốn nhìn em bị xấu hổ cũng rất nhiều. Lưu Diễm Hồng nói, cũng là câu nói kia, chỉ cần tình cảm của hai đứa tốt, thì không có vấn đề. Trương Dương gật đầu nói, tình cảm thì không thành vấn đề, nhưng mà tính tình của nha đầu này rất mạnh. Lưu Diễm Hồng nói, em không phải là làm chuyện gì đó đối lý chứ. Trương Dương nói, tuyệt đối không có. Thôi, chúng ta không đề cập tới nữa. Lưu Diễm Hồng cười nói, tốt, không đề cập đến nữa, chúc mừng em lấy được bằng khoa chính quy. Trương Dương nâng ly rượu lên chạm ly với Lưu Diễm Hồng, nói, ít nhiều gì cũng có chị Lưu hỗ trợ. Nếu không thì cái bằng này của em còn không biết là phải đợi đến bao giờ. Lưu Diễm Hồng nói, đừng cảm ơn tôi cũng không có mặt mũi lớn như vậy đâu, một chút tự hiểu lấy mình tôi vẫn có. Biểu hiện bên ngoài của Bộ trưởng Khổng thì rất hòa hợp, nhưng mà thật ra lại không tốt lắm, huống chi lúc trước cậu đã đắc tội ông ta, tôi thấy lần này 10 phần là do có nguyên nhân của tỉnh trưởng Tống, cho nên Bộ trưởng Khổng mới không vì một chút chuyện nhỏ này mà làm mất hòa khí. Trong lòng Trương Dương thầm vui. Nếu như Lưu Diễm Hồng mà biết mình rốt cục đã dùng thủ đoạn gì để lấy được bằng tốt nghiệp, chỉ sợ là sẽ được mở rộng tầm mắt ra. Trương Dương nói, tối nay bí thư Tằng mang Ngô Minh đến, hình như là có một MU5C đích gì đó. Lưu Diễm Hồng đương nhiên biết, Tằng Lai Châu đã từng nhắc nhở cô về chuyện của Ngô Minh. Tằng Lai Châu rõ ràng là muốn tác hợp cô cho Ngô Minh. Lưu Diễm Hồng có đánh giá về Ngô Minh rất bình thường. Thật ra thì Tằng Lai Châu cũng không phải là một bà mối tốt. Điểm xuất phát của ông ta thì tốt thật. Mong rằng thông qua bữa cơm ngày hôm nay mà có thể làm được hai chuyện cùng một lúc, không chỉ là kêu Tống Hoài Minh đến, mà còn gọi Lưu Diễm Hồng đến, để cho cô và Ngô Minh làm quen với nhau, chỉ là Tằng Lai Châu đã quên mất một việc. Tối nay có mặt Tống Hoài Minh, Ngô Minh có biểu hiện hơi câu nệ trước mặt lãnh đạo,
Hơn nữa Tống Hoài Minh đã thầm mến Tống Hoài Minh từ lâu, người khác giới thiệu đối tượng cho cô cũng không tự chủ được đem Tống Hoài Minh ra mà so sánh, mà tối hôm nay hào quang rực rỡ của Tống Hoài Minh đã làm phai mờ đi thứ ánh sáng vốn không rõ ràng của Ngô Minh rồi. Công bằng mà nói, Ngô Minh cũng có thể coi là cao to khôi ngô tuấn tú lịch sự, có thể nói là cũng khá điển trai, nhưng nếu so ra, thì hắn vẫn không đủ đẳng cấp với Tống Hoài Minh. Lưu Diễm Hồng nói, thay đổi nhân sự lãnh đạo của thành phố Lam Sơn, trong tỉnh trên cơ bản đã đưa ra quyết định, đồng chí Chu Vũ Dương thăng nhiệm lên làm phó tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, cái vị trí trống kia khẳng định là phải có người đảm nhiệm. Trương Dương nói, theo lý mà nói hẳn là thị trưởng Thường. Lưu Diễm Hồng cười nói, chuyện trong quan trường thì có thể sử dụng đạo lý bình thường để nói sao. Vì để làm người được chọn cho vị trí bí thư sắp tới, nghe nói Ngô Minh và Thường Tụng đã nảy sinh tranh chấp, khuyết điểm lớn nhất của Thường Tụng chính là tuổi đã cao, Ngô Minh thì tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bây giờ trên dưới toàn cô 61C đang đề xướng phong trào trẻ hóa đội ngũ cán bộ, mà cũng rất có thể sẽ có người khác nhảy ra. Trương Dương nói, thật không hiểu vì sao bí thư Tằng lại ủng hộ gã ta. Lưu Diễm Hồng nói, bí thư Tằng từng là thuộc hạ của cha Ngô Minh, nói giúp hắn cũng là một chuyện rất bình thường. Trương Dương nói, Thường Tụng là quan tốt. Lưu Diễm Hồng cười nói, lời nói này cậu không nên nói với tôi, có cơ hội đi tìm tỉnh trưởng Tống mà nói. Trương Dương nói, chuyện này, sợ rằng tỉnh trưởng Tống cũng không thể nói được. Lưu Diễm Hồng nói, cậu đừng ở chỗ này mà suy nghĩ vu vơ, chuyện này không đến lượt cậu quản đâu. Trương Dương cười nói, đúng vậy. Cái mà em đang một lòng hướng tới chính là chuyện thăng chức cấp phó sử của mình lên, lúc trước bị bằng cấp hạn chế, bây giờ em đã lấy được tấm bằng tốt nghiệp khoa chính quy rồi, phỏng chừng là không có vấn đề. Lưu Diễm Hồng nói, cậu mới 22 tuổi, thăng chức quá nhanh cũng không có chỗ tốt nào cho cậu cả, cấp bậc không quan trọng, quan trọng là cách cậu làm việc, một hạng mục quan trọng như sân bay mới Giang Thành mà cũng giao cho cậu chỉ huy, cậu còn thấy cái gì chưa đủ nữa. Làm kiên định cho tốt cơ sơ. Cậu có biết cái gì gọi là tích lũy cơ sơ không? Cậu hiểu chứ? Trương Đại Quan Nhân nói, chị Lưu, không, em hẳn nên gọi là cô Lưu, nghe cô nói chuyện một buổi mà hơn cả 10 năm đọc sách, thật đấy, sau này trong quan trường có chuyện gì em không hiểu được thì sẽ đến lãnh giáo cô. Lưu Diễm Hồng cười nói, được rồi, đừng giả mù sa mưa nữa, có cái gì không hiểu, cậu cứ trực tiếp đi hỏi chú Tống của cậu, kiến thức của ông ấy nhiều và mạnh hơn tôi. Trương Dương cười tủm tỉm nói, chị cũng sùng bái ông ấy. Chương 474, khúc mắc 2. Lưu Diễm Hồng nhìn thoáng qua mặt của Trương Dương, chúng tôi là học viên cùng kỳ của trường đảng, thành tích của ông ta tốt, năng lực tổ chức mạnh, rèn luyện chính trị cao, làm cho lớp chúng ta ngưng tụ lại thành một cá thể thống nhất, khi đó chúng tôi đều cho rằng sau này con đường làm quan của ông ấy sẽ là đi xa nhất. Trương Dương nhìn thấy được sự sùng bái từ trong mắt của Lưu Diễm Hồng, loại ánh mắt này hắn rất là quen thuộc. Hắn thấy được cái này từ trong mấy của những cô gái nhỏ như Cố Dưỡng Dưỡng, Phùng Lộ. Nhưng mà người mà Lưu Diễm Hồng sùng bái tuyệt đối không phải là hắn. Trương Dương nói, chị Lưu, thật ra chị cũng đi rất xa trên con đường làm quan, tuổi còn trẻ mà đã là phó bí thư ủy ban kỷ luật của tỉnh rồi, bí thư Tằng sắp nghỉ hưu nữa, kế tiếp khẳng định sẽ đến lượt chị. Lưu Diễm Hồng không nhịn được bật cười, cô uống cạn rượu trong ly, đứng lên nói, được rồi, không nói nữa, cậu có biết cái gì là chính trị đâu. Trương Dương dành trả tiền, sau đó đưa Lưu Diễm Hồng đến cửa lớn của Nhã Hồng Ngự Cảnh, Lưu Diễm Hồng kêu Trương Dương dừng tại đây, mở cửa xuống xe, chậm rãi đi vào trong tiểu khu, ánh đèn đường chiếu dài lên bóng của cô, trông có vẻ cô đơn cô độc vô cùng. Trong đáy lòng của Trương Đại Quan Nhân sinh ra một ý nghĩ thương xót, từ trên người của Lưu Diễm Hồng hắn thấy được những cô gái xung quanh hắn, nếu như hắn chấp nhận tiêu chuẩn đạo đức hiện tại, thì như vậy trong tình cảm tất nhiên là phải lựa chọn. Loại lựa chọn này tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương với các cô ấy, tâm của Trương Đại Quan Nhân thì luôn mềm, dùng từ gì cho chính xác hơn nhỉ? Không quả quyết, đúng vậy, chính là không quả quyết, trong tình cảm, thằng nhãi này vĩnh viễn không cách nào đưa ra quyết định thật nhanh, theo Trương Dương thấy, vì sao phải cắt đứt? Mình tin tưởng mình có thể thỏa mãn tình cảm mà các cô ấy cần, vì sao mình phải cắt đứt? Những lời này Trương Dương vĩnh viễn không bao giờ dám nói ra bên ngoài cả. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Trương Dương đi đến Tống gia, thói quen từ lâu, mang đến một món lễ vật nhỏ, mua 3 con cua lớn. Liễu Ngọc Oánh cũng không khách khí với hắn, cầm lấy mấy con cua, nói, vào đi, chú Tống đang ở trong phòng đọc sách uống trà. Trương Dương cười cười, đi vào. Tống Hoài Minh mặc một bộ đồ nghỉ màu xám, tay cầm một quyển sách, tay còn lại cầm ly trà,
đọc rất chăm chú, giống như là một người lớn tuổi vậy. Trương Dương không dám quấy rối, thành thật đứng ở một bên. Tống Hoài Minh thật ra đã nhận thấy hắn đến, chỉ là không nói gì, vẫn tiếp tục đọc sách, mãi cho đến trang cuối cùng, mới để quyển sách xuống cười nói, đến rồi à? Trương Dương cười nói, dạ đến, đứng phía sau chú, không dám quấy rầy chú. Tống Hoài Minh chỉ vào ghế dài đối diện mình, Trương Dương ngồi xuống, hắn cầm lấy một ly trà, lấy ấm trà trong khay tự rót đầy ly. Tống Hoài Minh nói, là trà con tặng cho chú. Trương Dương cười nói, chú thích uống thì con tặng cho chú. Tống Hoài Minh nói, chú không hiểu trà. Trương Dương nói, kỹ thuật của một thứ là một chuyên môn, một người không có khả năng chuyện gì cũng tinh thông được cả. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, những lời này của con nói rất đúng, chú dùng quá nhiều thời gian để nghiên cứu con người, những cái khác đương nhiên là không cách nào chú ý. Trương Dương mơ hồ cảm thấy những lời này của Tống Hoài Minh là đang ám chỉ cái gì đó, nhưng mà cụ thể là cái gì thì lại nói không nên lời, chỉ có thể cười cười, nhấp một ngụm trà. Tống Hoài Minh nói, tối hôm qua bí thư Lưu có uống nhiều không? Trương Dương nói, không uống nhiều, lúc về con và cô ấy đến quán ven đường uống vài ly, nhưng mà con đưa cô ấy về đến tận cửa nhà, lúc quay về, còn gọi điện thoại cho cô ấy không sao cả. Tống Hoài Minh nói, không sao là tốt rồi. Cô ấy sống một mình, uống say không ai chăm sóc cả. Từ những lời này có thể nhìn ra tỉnh trưởng Tống rất quan tâm đến phó bí thư Lưu, nói xong câu đó Tống Hoài Minh liền im lặng, Trương Dương cũng im lặng theo, im lặng chừng một phút đồng hồ, hai người đều yên lặng uống trà. Chính Trương Dương là người đã phá vỡ sự im lặng này, chú Tống, con đã lấy được bằng tốt nghiệp trường đảng. Tống Hoài Minh cười thản nhiên, nói, khoa chính quy. Trương Dương gật đầu. Tống Hoài Minh nói, muốn tiếp tục lăn lộn trong thể chế, thì phải vượt qua thử thách của bằng cấp, một cái bằng tốt nghiệp khoa chính quy của trường đảng không nói lên điều gì cả, con còn cần phải tiếp tục học tập, nhưng mà đừng lo, con còn trẻ, còn nhiều thời gian. Trương Dương nói, con sẽ. Trong lòng hắn cũng đang tính toán xem nên mở miệng hỏi Tống Hoài Minh có cái nhìn về Ngô Minh như thế nào. Tống Hoài Minh nói, con rất quen thuộc với con rể của bí thư Tằng. Trương Dương nói, Vương Hoa Chiêu. Lúc hắn còn ở phong trạch tạm giữ chức, hai bọn con ở đối diện nhau trong ký túc xá, nhưng mà lúc quen hắn, con mới biết được hắn là con rể tương lai của bí thư Tằng. Tống Hoài Minh nói, thanh niên bây giờ cần phải học tập cách cúi thấp, phương diện này con cần phải học tập từ người ta nhiều. Trương Dương liên tục nói dạ, ngày hôm nay hắn đã ôm ý định đến để nghe Tống Hoài Minh dạy dỗ rồi, tùy tiện cho ông ấy nói thế nào, mình cứ thành thật ngồi nghe. Trương Dương nói, tiệc gia yến tối hôm qua của bí thư Tằng hình như là dụng ý thâm hậu. Hắn rốt cục đã không nhịn nổi, dẫn đề tài đến câu chuyện này. Trương Dương nói, con nghe nói bí thư thị ủy Lam Sơn Chu Vũ Đương sắp thăng chức, nói là đến Đông Giang đảm nhiệm phó tỉnh trưởng Bình Hải, phó bí thư Ngô bây giờ đã bắt đầu hoạt động, có phải là nhìn chúng vị trí bí thư thị ủy không? Nếu như là người khác ở trước mặt Tống Hoài Minh nói những chuyện này, ông nhất định sẽ lảng tránh, thậm chí là còn có chút không vui. Nhưng Trương Dương thì khác, trong mắt của ông Trương Dương không chỉ là một cán bộ nhỏ, mà còn là con cháu của ông, là bạn trai của con gái ông, dùng ánh mắt của một người lớn trong nhà nhìn đứa nhỏ này, Tống Hoài Minh đương nhiên là đối xử khoan dung hơn người khác rất nhiều, Tống Hoài Minh cười nói, mỗi người đều có tâm tiến tới, binh sĩ không muốn làm tướng quân thì tuyệt đối không phải là một binh tốt. Trương Dương nói, muốn làm cũng phải suy nghĩ phân lượng của chính mình chứ, con cũng muốn làm lão đại của Giang Thành vậy. Nhưng sao con lại không làm như hắn? Tống Hoài Minh cười ha hả, ông biết Trương Dương là cố ý nói như vậy, ông nói, tên nhóc con có cái tâm đó cũng tốt, đáng tiếc là con không có năng lực, trên đời này không có chuyện một bước lên trời, nếu như con thật sự muốn lên làm lão đạo của Giang Thành, sợ rằng động tác của con còn lớn hơn cả Ngô Minh nữa. Trương Dương nói, con thấy con người này không có chút ý tứ, Chu Vũ Dương còn chưa đi, mà bên này hắn đã đi thăm viếng tất cả lãnh đạo tỉnh rồi, tính mục đích cũng quá mạnh. Tống Hoài Minh nói, con tiến bộ cũng không ít, có thể nhìn ra được mục đích của người ta. Trương Dương nói, đúng vậy. Tống Hoài Minh nói, thật ra mục đích của bí thư Tằng tối hôm qua khi an bài bữa tiệc chính là muốn Ngô Minh và phó bí thư Lưu gặp mặt, bọn họ mới là nhân vật chính của tối ngày hôm qua. Lúc này Trương Dương mới hiểu được tối hôm qua còn có thêm một ý nghĩa này nữa, dù sao thì hắn cũng còn thiếu kinh nghiệm xã hội lắm lắm, cho nên lúc đó không có phát hiện ra. Trương Dương kinh ngạc hỏi, còn có chuyện này sao, nhưng mà cái dạng như Ngô Minh, xứng với bí thư Lưu sao? Chương 474, khúc mắc 3. Tống Hoài Minh nhìn Trương Dương bằng cặp mắt đầy trách cứ,
chỉ là trong lòng lại có một loại sảng khoái không nói nên lời, những lời này của Trương Dương tự nhiên lại làm cho ông cảm thấy khoái giống như là được phát tiết. Ông bỗng nhiên phát hiện ra tận sâu trong nội tâm của mình cũng có phản cảm đối với Ngô Minh, nhưng mà nguyên nhân phản cảm này lại làm cho ông cảm thấy bất an. Ông cũng không phải là vì bản thân Ngô Minh, thậm chí cũng không phải là vì phương pháp làm việc của Ngô Minh, ông ghét Ngô Minh đó là bởi vì người bạn học cũ Lưu Diễm Hồng. Tống Hoài Minh nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng lên bầu trời, một đám mây đen chậm rãi bao phủ lấy mặt trời giữa trưa. Trương Dương nói, con không thích Ngô Minh. Trước mặt của Tống Hoài Minh hắn cũng không che giấu yêu ghét chân thật trong lòng. Tống Hoài Minh hỏi, vì sao? Trương Dương nói, không thích là không thích, có vài người con vừa gặp liền có cảm giác thân thiết, giống như chú, cũng có những người từ cái nhìn đầu tiên là con đã thấy ghét rồi, ví dụ như Ngô Minh, xem ra con đã được định trước là một người yêu ghét phân minh. Tống Hoài Minh bật cười không thành tiếng, thằng nhóc này càng ngày càng giống một kẻ dối trá. Một câu không chỉ nịnh nọt vỗ mông ngựa của mình mà còn thuận tiện hạ thấp Ngô Minh, nhưng mà những lời này của hắn quả thật không sai, yêu và ghét thật ra là một chuyện rất kỳ quái. Trong khoảng thời gian này Tống Hoài Minh cũng không được như ý, từ khi Kiều Trấn Lương đến đã không ngừng thay đổi cục diện chính trị của Bình Hải. Đây là một trận cờ đánh không tiếng độ, Tống Hoài Minh cho rằng phương pháp bảo vệ lợi ích chính trị của mình tốt nhất là nên có càng nhiều quyền lực. Chỉ có nhiều quyền lực và sự ủng hộ thì mới có thể vì dân chúng mà làm nhiều việc hơn. Chỉ là Kiều Trấn Lương thì không nghĩ như vậy, có đôi khi, mặc dù là người có khái niệm chính trị tương đồng cũng chưa chắc đã có thể đi chung với nhau, huống chi giữa ông và Kiều Trấn Lương còn có rất nhiều điểm khác nhau. Sự kiện sân bay mới Giang Thành đã làm cho Tống Hoài Minh lãnh giáo đầy đủ thủ đoạn của Kiều Trấn Lương, đồng thời cũng làm cho danh dự của Kiều Trấn Lương vụt lên, thu được sự ủng hộ của không ít lãnh đạo trong tỉnh. Trong bọn họ lần này, đối mặt với những lão đồng chí đã đến tuổi nghỉ hưu, thay đổi nhiều lần làm cho lãnh đạo cao tầng của Bình Hải phải đối mặt với biến động thật lớn. Trong lần biến động này, bọn họ đều suy nghĩ muốn giành lấy quyền chủ động, ai này không chỉ quyết định vị trí thường ủy được chọn sau này, mà còn quyết định trong mấy năm chấp chính, ai cũng có quyền lên tiếng cả. Trong lòng Tống Hoài Minh rất là rõ ràng, nếu như mình không biết tận dụng khả năng tranh thủ ưu thế trong thường ủy, thì sau này vô cùng có khả năng bị đẩy ra ngoài biên giới. Chuyện bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm Cố Doãn Chi đối phó với Hứa Thường Đức vẫn còn mới mẻ trong ký ức của mỗi người, Tống Hoài Minh không muốn lịch sử tái diễn, ông là một người muốn làm đại sư, ông tuyệt đối không tình nguyện yên lặng. Cho nên ông mới phát ra một trận cuộc chiến tranh đoạt với Kiều Trấn Lương trên chiến trường chính trị này. Tình thế không được lạc quan cho lắm, bí thư trưởng tỉnh ủy tiền nhiệm Diêm Quốc Đào, bộ trưởng bộ tổ chức Khổng Nguyên đều có quan hệ rất tốt với Kiều Trấn Lương. Trong vị trí sở trưởng công an thì đã điều Cao Trọng Hòa và Giã Thành Vi từ thành phố Nam Võ đến, sau này trong trận doanh thường ủy Bình Hải, lực lượng của Kiều phái sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Tống Hoài Minh nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói, sân bay mới xây dựng thuận lợi chứ. Trương Dương gật đầu nói, cũng không tệ lắc, công tác các phương diện trên cơ bản đã phối hợp làm theo. Tống Hoài Minh nói, sân bay mới của Giang Thành không chỉ là công trình trọng điểm của tỉnh, mà là món lễ vật nhân dịp Hong Kong được trao trả, con ngàn vạn lần nhớ phải cẩn thận, xảy ra bất kỳ sai lầm gì chú sẽ tìm đến con hỏi tội. Trương Dương cười nói, nếu như thật sự xảy ra chuyện thì con có trốn cũng không được. Lông mày của Tống Hoài Minh nhíu lại một hàng, hiển nhiên là có chút bất mãn với những lời này của hắn. Trương Dương cười nói, chú yên tâm, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện không may gì, nếu như xảy ra chuyện, con khẳng định sẽ phải đứng mũi chịu sào gánh vác trách nhiệm. Tống Hoài Minh nói, Đỗ Thiên Giã giao chuyện quan trọng cho con, khẳng định là phải chịu đựng không ít áp lực. Trương Dương nói, bây giờ người có thể kiên định làm việc thật sự quá ít, giao cho người khác ông ấy cũng lo lắng. Trương Dương đương nhiên rõ ràng Tống Hoài Minh ám chỉ mình chuyện của Kim Toa, hắn cười nói Kim Toa không phải là chỗ tốt gì cả, ỷ vào có chút hậu trường, mà cả gan làm phục vụ sắc tình, chướng khí mù mịt, làm ảnh hưởng cực lớn đến hình tượng của Giang Thành, lãnh đạo thành phố đã cực kỳ bất mãn với Kim Toa. Lần này con ra tay cũng là vì mục đích chung, hắn rất khôn, đem trách nhiệm của chuyện này đổ hết lên trên đầu lãnh đạo thành phố. Tống Hoài Minh đương nhiên không thể nào nhận ra được thật giả bên trong rồi, nhưng mà theo ông thấy, nếu như không có Đỗ Thiên Giã làm chỗ dựa, Trương Dương cũng sẽ không dám làm như vậy. Ông thật không ngờ là trong chuyện này lại không ai hỏi đến Trương Dương cả. Tống Hoài Minh nói, nghe nói chủ của cái hộp đêm ấy là em gái của Vương Sở Trưởng. Trương Dương gật đầu nói, có chuyện như vậy. Vương Sở Trưởng còn đặc biệt gọi điện cho Bí Thư Đỗ, nhưng mà bị Bí Thư Đỗ dội trở ngược lại. Tống Hoài Minh thấp giọng nói, thanh niên đều là tràn đầy nhiệt huyết cả. Trương Dương đứng dậy ra ngoài, đi đến phòng bếp,
phát hiện ra Liễu Ngọc Oánh đã làm một bàn đồ ăn, không khỏi cười nói, dì Liễu, cần gì phải long trọng vậy, thật sự coi con là người ngoài sao. Liễu Ngọc Oánh cười nói, bình thường trong nhà khó có người, con đến làm cho dì có cơ hội biểu diễn tay nghề, nào, ăn cơm thôi. Trương Dương cầm lấy chai rượu ngũ lương trên bàn, mở nắp ra rồi rót cho Tống Hoài Minh một ly, từ sau vụ của Thị Duy đến giờ, hắn và Tống Hoài Minh hiếm khi nào bình tâm ngồi cùng một chỗ ăn cả. Liễu Ngọc Oánh gắp một con cua lớn đặt đến trước mặt của Trương Dương, cười nói, lần này hình như con đã gầy đi nhiều rồi, tẩm bổ lại một chút đi, dưỡng béo để gặp mặt với Yên Nhiên. Tống Hoài Minh cũng gắp cho Liễu Ngọc Oánh một con cua, gần đây vừa khai giảng, nhiệm vụ dạy thêm nặng nề, em cũng cực khổ rồi. Liễu Ngọc Oánh nhìn chồng, trên mặt lộ ra một nụ cười hiểu ý, bà đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn, vội vàng đứng dậy đi vào toilet. Tống Hoài Minh vội vã chạy theo xem, chỉ một lát sau đỡ lấy Liễu Ngọc Oánh sắc mặt đã tái nhợt trở ra, Trương Dương đứng dậy hỗ trợ đỡ Liễu Ngọc Oánh ngồi vào ghế sofa, bắt mạch giúp cho Liễu Ngọc Oánh, trong lòng ngẩn ra, chợt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tống Hoài Minh thân thiết nói, thế nào? Trương Dương nói, hoạt mạch, dì Liễu có thai. Tống Hoài Minh nao nao, còn Liễu Ngọc Oánh thì cũng đỏ cả mặt, ngay trước mặt con cháu, loại chuyện này làm cho bà cũng cảm thấy ngượng ngùng. Bà và Tống Hoài Minh kết hôn nhiều năm vẫn kiên trì mà không có con, chỉ là đến bây giờ lại đột nhiên mang thai, làm cho trong lòng Liễu Ngọc Oánh vui mừng đến cực điểm. Tống Hoài Minh ngơ ngác đứng đó trong một khoảng thời gian ngắn, không nói rõ cảm giác trong lòng là gì, vừa mừng vừa lo, thấp giọng nói, mang thai sao? Chương 474, khúc mắc 4. Trương Dương gật đầu, cười nói, chúc mừng chú Tống. Được con rể tương lai chúc mừng, Tống Hoài Minh cũng có chút sở khóc sở cười. Bữa cơm này được ăn rất nhanh, Trương Dương cũng nhìn ra bản thân không thích hợp ở lại chỗ này, liền chào tạm biệt vợ chồng Tống Hoài Minh ra về, Tống Hoài Minh đặc biệt tiễn hắn ra đến cửa, nhỏ giọng dặn dò, đừng nói ra ngoài. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân âm thầm buồn cười, tỉnh trưởng Tống có con mà cần phải lén lén lút lút như vậy sao, hắn gật đầu nói, con biết. Tống Hoài Minh trở vào trong nhà, phát hiện ra Liễu Ngọc Oánh đã trở về phòng nghỉ ngơi, Tống Hoài Minh đi vào trong phòng ngủ. Ngồi xuống bên cạnh Liễu Ngọc Oánh, thấp giọng nói, sao lại mang thai? Liễu Ngọc Oánh nói, cơ thể không được bình thường, bác sĩ nói có thể là do vòng tránh thai đã không còn phù hợp, vì thế đã lấy ra rồi. Vì sao không nói cho anh biết? Anh bận rộn làm việc như vậy, những việc nhỏ của phụ nữ này em cũng không muốn làm phiền đến anh. Huống chi lúc trước chúng ta cũng đâu có con, em nghĩ tuổi lớn như vậy rồi, khẳng định là không mang thai, ai mà ngờ rằng lại trùng hợp như thế. Liễu Ngọc Oánh ngồi dậy nhìn mặt của Tống Hoài Minh, nhưng phát hiện ra trên mặt của ông cũng không có nhiều niềm vui lắm. Liễu Ngọc Oánh cắn cắn môi, tâm tình vui sướng nhất thời trở nên trầm trọng, nhẹ giọng nói, anh không vui sao? Tống Hoài Minh nói, Ngọc Oánh, chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, đứa nhỏ này đến không đúng lúc, anh thấy, hay là chúng ta bỏ đi? Vành mắt của Liễu Ngọc Oánh nhất thời đỏ lên, bà nhìn chồng của mình mà phảng phất như nhìn một người xa lạ. Tống Hoài Minh bị ánh mắt của bà làm giật mình hoảng sợ, nhẹ giọng nói, em cũng đã sắp 40 rồi, thân thể lại không được tốt, sinh con sẽ không an toàn, huống chi, chúng ta đã có Yên Nhiên rồi, anh là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải, chuyện này nếu như để cho người khác biết khẳng định sẽ chê cười. Liễu Ngọc Oánh gằn từng chữ, nói, không được, đứa nhỏ này em nhất định phải sinh ra. Tống Hoài Minh chưa bao giờ thấy được biểu tình kiên nghị quả đoán của Liễu Ngọc Oánh bao giờ cả. Ông thở dài nói, Ngọc Oánh, em suy nghĩ lại một chút đi. Liễu Ngọc Oánh nói, em biết, anh là tỉnh trưởng, nếu như em sinh đứa nhỏ này ra sẽ tạo thành ảnh hưởng 9 roi 61 với anh, nhưng mà em là vợ của anh, em gả cho anh, vì sao lại không có quyền sinh con? Chúng ta đã có Yên Nhiên rồi. Liễu Ngọc Oánh cất giọng nói, không, Yên Nhiên là của anh, là của một mình anh, nó không thuộc về em muốn có con, em muốn có một đứa nhỏ thuộc về mình. Hai hàng nước mắt mất đi sự khống chế chậm rãi chảy xuống trên khuôn mặt của bà. Tống Hoài Minh nói, Ngọc Oánh, em bình tĩnh lại một chút đi, em. Liễu Ngọc Oánh nằm xuống giường đưa lưng qua, có chút mệt mỏi nói, anh đi ra ngoài đi, em từ từ suy nghĩ lại. Tống Hoài Minh chậm rãi đi ra ngoài cửa, trên mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Ông thật không ngờ rằng bản thân đến độ tuổi này rồi mà còn có thể lên làm cha, vợ mang thai thật sự quá đột ngột. Ông thậm chí còn cho rằng vợ mang thai không phải là một chuyện ngẫu nhiên, mà là một âm mưu, tuy rằng Tống Hoài Minh không muốn nghĩ về vợ như vậy, nhưng mà từ biểu hiện tối hôm qua của vợ mà xem, vợ rõ ràng có ôm một thái độ căm thù với Lưu Diễm Hồng,
lẽ nào vợ có cái suy nghĩ đó cho nên mới lựa chọn mang thai? Tống Hoài Minh không muốn đem chuyện này trở thành một âm mưu, nhưng mà ông không thể không nghĩ như vậy được, ông yên lặng ngồi xuống ghế sofa, trong đầu trở nên trống rỗng. Trương Dương làm một người ngoài cuộc nhìn vào chuyện này, hắn cảm thấy rất thú vị, Liễu Ngọc Oánh mang thai, Tống Hoài Minh sẽ được làm cha, đây là một chuyện tốt, nhưng mà tưởng tượng đến biểu tình không được vui vẻ mấy của Tống Hoài Minh khi nãy, Trương Dương nhanh chóng hiểu rõ đạo lý bên trong, Tống Hoài Minh là tỉnh trưởng của tỉnh Bình Hải. Dân chúng trong tỉnh Bình Hải này đều đang dõi theo ông, nếu như đứa nhỏ này được sinh ra, thì tỉnh trưởng Tống sẽ có hai người con, nhưng mà Tống Hoài Minh cũng không làm trái với chính sách tương quan của quốc gia. Thật ra thì làm tỉnh trưởng cũng không dễ dàng, làm bất cứ chuyện gì cũng phải chú ý đến hình tượng chính trị của mình. Trương Dương đã dự kiến rằng, nếu như Liễu Ngọc Oánh kiên trì sinh đứa nhỏ này ra, thì Tống Hoài Minh chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Trương Dương ra khỏi đại viện tỉnh ủy. Lái chiếc xe của Trần Thiệu Bân trở về công ty cho hắn, công ty của Trần Thiệu Bân nằm trong tòa nhà Vạn Long đối diện với tòa thị chính của tỉnh. Lúc Trương Dương đi đến công ty của hắn, Trần Thiệu Bân đang nhàn rỗi không có gì làm cả, liếc mắt đưa tình với cô thư ký và cô nhân viên tiếp khách ở sảnh, thấy Trương Dương xuất hiện, liền cười đứng dậy ra đón. Trương Dương ném chìa khóa ô tô cho hắn. Trần Thiệu Bân nói, cuối cùng cũng trả xe lại cho tôi, hai ngày nay tôi ra ngoài đều phải đi taxi cả đấy. Trương Dương đi theo hắn vào trong phòng làm việc, ánh mắt của Trần Thiệu Bân xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào cặp mông đầy đặn của cô nhân viên tiếp khách ngay ngoài sảnh, hắn nói với Trương Dương, thấy thư ký đó thế nào? Dáng người có đủ nóng không? Trương Dương cười cười, cậu đang tuyển thư ký hay tuyển phi vậy? Vóc người có liên quan đến năng lực làm việc à? Trần Thiệu Bân nói, nhìn cũng đẹp mắt, thật rẻ, tiền lương cơ bản 400 đồng. Trương Dương nói, cậu thành thật làm việc kinh doanh đi. Lúc đầu coi như là oanh oanh liệt liệt từ trong ngân hàng đi ra, tại sao bây giờ suốt ngày cứ đờ người ra ngắm người khác vậy? Trần Thiệu Bân trừng mắt nhìn hắn, nói, đừng nói tôi là thời vận không tốt, vừa kiếm chúng tiếp sát nhập vào thị trường chứng khoán, nó tự nhiên lại bị mất giá. Nhưng mà cũng không có thành vấn đề, thị trường chứng khoán gần đây đã có chút khởi sắc. Trương Dương nói, mấy cái thị trường chứng khoán này tôi không tin đâu, tôi thấy cậu không bằng cứ học theo người ta, làm mấy cái thực tế đi. Trần Thiệu Bân nói, cậu thì biết cái gì? Phương diện kinh tế tài chính, tôi hơn cậu đến 18 con đường đấy. Trương Dương nói, cậu hơn tôi 180 con đường cũng đều là đền tiền. Trần Thiệu Bân căm giận nói, tổn thương tự tôn, tự nhiên lại làm đả thương người khác. Trương Dương nói, vé xe mua cho tôi chưa vậy? Ngày hôm qua hắn đã nhờ Trần Thiệu Bân mua vé xe trở về Giang Thành cho hắn. Trần Thiệu Bân vừa nghe hắn nhắc đến chuyện này, thì mới chợt nhớ ra. Ngượng ngùng cười cười, nói, ha ha, tôi đã quên mất, xin lỗi bản thân, gần đây tôi bận quá. Bận đi cua nữ thư ký hả? Trần Thiệu Bân chỉ biết cười cười. Trương Dương nói, mặc kệ cậu, tôi đi đây. Trần Thiệu Bân nói, đừng nóng vội, ngày mai hẵng đi, tôi sẽ mua vé cho cậu. Trương Dương nói, tôi thật sự phải đi rồi, hai ngày ở Đông Giang rồi, trong lòng luôn không nỡ, công trình sân bay rất quan trọng, liên quan đến số phận tiền đồ của tôi. Tôi không dám có chút chủ quan. Trần Thiệu Bân thấy hắn bùng phát nổi nhớ nhà, cũng không có ngăn cản nữa, suy nghĩ một chút rồi nói, cậu ngồi chuyến xe lúc 7 giờ đi, xe trưởng ở đây là bạn học thời tiểu học của tôi Trần Bộ Giao, ngay cả vé xe cũng được tiết kiệm. Trương Dương nói, được rồi, vậy tôi trở về chuẩn bị, cậu gọi điện liên lạc với hắn đi, tôi mua vé xong liền đi về. Chương 475, mất trộm 1. Trương Dương trở về khách sạn thu dọn một chút. Rồi nói một tiếng với Cố Giai Đồng, Cố Giai Đồng gần đây bận rộn chuyện thuốc men, cho nên cũng không có nhiều thời gian tiễn hắn, căn dặn hắn là không nên làm việc quá cực khổ, qua vài ngày nữa sẽ đến Giang Thành thăm hắn. Lúc Trương Dương đến Đông Giang cũng không có mang theo thứ gì cả, vậy mà lúc đi lại mang theo một thứ, chính là một cái bọc nhỏ, thứ thật sự quý giá chính là bức tranh chữ mà Kiều Lão tặng cho hắn. Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thưởng cửu vạn lý. Trương đại quan nhân đã nghĩ kỹ rồi, đem bức tranh chữ này treo ở vị trí bắt mắt nhất trong công trường sân bay, có bức tranh chữ của Kiều Lão tỏa chấn, thì Ngưu Quỷ Xà Thần cũng không dám đến gây rối với bọn họ nữa, đầu tư trong nước khẳng định sẽ bu đến như là ruồi thấy mật vậy. Trương Dương mua một vé xe lửa tại nhà ga, tìm đi đến đoàn tàu vừa chạy từ Kinh Thành đến, tìm xe trưởng Trần Bộ Giao, Trần Bộ Giao là bạn học tiểu học của Trần Thiệu Bân, vừa nhận được điện thoại của Trần Thiệu Bân khi nãy. Hắn cười cười mời Trương Dương vào trong toa tàu, nói với Trương Dương, thị trưởng Trương,
cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, trở về tôi sẽ kêu Toa ăn chuẩn bị một chút rượu thịt, chúng ta uống rượu làm quen. Trương Dương cười gật đầu, Trần Bộ Giao đi ok bao lâu, Toa giường nằm này lại có người tiến vào, mà tự nhiên lại là chủ nhiệm phòng chiêu thương thành phố Đông Giang Lôi Quốc Thao. Lôi Quốc Thao cũng không ngờ rằng lại gặp phải Trương Dương ở chỗ này, gã cười nói, chủ nhiệm Trương, sao trùng hợp vậy, chúng ta ngồi cùng một toa tàu. Trương Dương cười nói, tôi vừa lên xe, chuẩn bị quay về Giang Thành. Lôi Quốc Thao thả hành lý xuống, nói tôi đi Thiên Tân công tác. Trương Dương cười nói, xem ra không thể cùng đi với anh rồi. Lôi Quốc Thao cất đồ xong, nói với Trương Dương, có hẹn không bằng vô tình gặp, chờ xe chạy thì xuống toa ăn nha. Trương Dương gật đầu, có Lôi Quốc Thao làm bạn đồng hành, thì chuyến đi này cũng không đến mức cô độc. Xe chạy không bao lâu, Trần Bộ Giao đã đến mời bọn họ, hắn không quen với Lôi Quốc Thao, Trương Dương liền dẫn cả Lôi Quốc Thao cùng đi. Trong lòng Lôi Quốc Thao âm thầm kỳ quái, quan hệ giữa người với người của Trương Dương thật sự đúng là phức tạp, không ngờ rằng trong hệ thống đường sắt của Đông Giang mà cũng có quen biết. Bọn họ theo Trần Bộ Giao đến toa ăn không có phòng, Trần Bộ Giao đã chuẩn bị tốt một bàn rượu và đồ ăn, Trần Bộ Giao cười nói, tôi không dám uống với các người, bây giờ tra xét rất nghiêm, hai vị lãnh đạo tận hứng là được, đồ ăn ít thì cứ gọi đầu bếp làm thêm, tôi đã nói chuyện rồi. Trương Dương gật đầu. Ngồi xuống đối diện với Lôi Quốc Thao, Lôi Quốc Thao cũng là một người mê rượu, nâng ly lên cùng với Trương Dương một cái rồi uống hết một ngụm, hắn cười nói, từ lần trước tập đoàn Lam Tinh bị bên cậu khai thác, chúng ta mới có cơ hội ngồi cùng một chỗ. Trương Dương nở nụ cười, nhớ lại lúc hắn đảm nhiệm phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành, thành công dẫn dắt tập đoàn Lam Tinh của Hàn Quốc vào trong khu khai phá của Giang Thành, khi đó bên phương diện Đông Giang có cạnh tranh rất là ác liệt, thân là chủ nhiệm phòng chiêu thương. Lôi Quốc Thao là đối thủ trực tiếp của hắn, giữa hai người trong lúc đó đã tồn tại quan hệ cạnh tranh rồi, đương nhiên là không thiếu mùi thuốc súng. Trương Dương nói, Lam Tinh ở tại Giang Thành, phát triển cũng không tồi. Lôi Quốc Thao nói, nếu như ở tại Đông Giang thì có thể phát triển tốt hơn, thật ra lúc đầu Lôi Quốc Thao bại bởi tay Trương Dương cũng không phục lắm, gã cho rằng lúc đó sở dĩ Lam Tinh bị Giang Thành cướp đi tất cả là bởi vì Trương Dương thông qua quan hệ của Kim Mẫn Nhi mới có thể làm thông công tác. Trương Dương mỉm cười, thắng làm vua thua làm giặc, lòng dạ của người thắng thì luôn luôn rộng rãi, bây giờ Lam Tinh cũng đã ở tại Giang Thành rồi, Lôi Quốc Thao tranh luận mấy vấn đề này cũng không thể làm nên bất kỳ ý nghĩa nào cả. Lôi Quốc Thao cũng chỉ nói mà thôi, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, gã đương nhiên là sẽ không léo nhéo mãi, nâng ly rượu lên nói, công tác chiêu thương của Giang Thành không giao cho cậu đi làm chính là tổn thất của bọn họ. Trương Dương cười nói, bây giờ tôi phụ trách xây dựng sân bay mới. Cũng kiêm quản công tác chiêu thương của Phong Trạch. Lôi Quốc Thao cười nói, người giỏi làm nhiều, năng lực của cậu như vậy cho dù có cho cậu thêm một ít công tác thì cậu vẫn có thể làm yên ổn, thấy công tác chiêu thương của Giang Thành triển khai rất là náo nhiệt, thật sự là làm cho tôi hâm mộ. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lôi đã khiêm tốn rồi, Đông Giang là thành phố cấp tỉnh, chủ nhiệm phòng chiêu thương như anh cũng là người có cấp bậc cao nhất trong nội bộ chúng ta, đầu tư một hạng mục lớn trên cơ bản đều phải tìm anh. Chúng tôi chỉ là đánh nhỏ kêu nhỏ, kiếm một chút cháo để húp mà thôi. Lôi Quốc Thao nói, đừng nói như vậy, sân bay Giang Thành, cảng nước sâu Nam Tích, cái nào mà không phải là hạng mục 10 tỷ. Đông Giang tuy rằng là thành phố cấp tỉnh, nhưng mà trong chuyện này rõ ràng không bằng hai thành phố anh em. Gần đây Bí Thư Kiều cố ý nhắc nhở tôi, kêu tôi hướng về hai thành phố anh em mà học tập, trong đó còn nhấn mạnh về Giang Thành của cậu. Trương Dương cười nói, Giang Thành có cái gì mà học? Ở Bình Hải. Đông Giang mới là lão đại, mới là tấm gương để chúng tôi học tập. Lôi Quốc Thao nói, ba người cùng đi tất có một người là thầy ta, mỗi thành phố đều có một sở trường của mình, chiêu thương dẫn tư thì bên cậu đã đi trước rồi, Bí Thư Kiều kêu tôi học tập các người cũng là không sai. Trương Dương nói, thật ra thì phương hướng của chúng ta đều như nhau cả, đều là muốn xúc tiến kinh tế của Bình Hải, hấp dẫn tất cả những nhà đầu tư bên ngoài đến mảnh đất Bình Hải này, những lời này nghe sặc mùi chính phủ. Lôi Quốc Thao nói, cùng chung chí hướng, nhưng tâm tư cũng phải có, luôn muốn hấp dẫn tài chính bên ngoài đến phần đất ba tấc của mình. Trương Dương và Lôi Quốc Thao đồng thời đưa mắt nhìn nhau, đồng thời bật cười lên, Trương Dương nói, thật ra chúng ta cần phải giao lưu nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn. Lôi Quốc Thao cũng tỏ vẻ đồng ý, nói thành phố khác nhau, con đường phát triển cũng khác nhau, có vài hạng mục thích hợp với chúng tôi, cũng có vài hạng mục thích hợp với bên cậu, nếu như chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Lấy nhiều bù ít, chỉ có cùng nhau xúc tiến, cùng nhau phồn vinh thì Bình Hải của chúng ta mới có thể đi xa hơn trên con đường cải cách,
gã cũng không tự chủ nói về chính phủ, thân trong quan trường, có vài thứ đã trở thành ngôn ngữ chuyên dụng của bọn họ, ngôn ngữ tập thành thói quen, trong bất chi bất giác tự nhiên thốt ra thôi. Giữa hai người cũng không có khả năng thành thật nói chuyện với nhau, Đông Giang và Giang Thành tuy rằng cùng tồn tại trong Bình Hải, nhưng mà quan hệ cạnh tranh giữa hai bên thì nhất thiết phải tồn tại. Trương Dương nói, đến Thiên Tân có chuyện gì vậy? Lôi Quốc Thao thật ra cũng không giấu giếm, tham gia hội nghị kinh tế mùa thu, bên phía Giang Thành của cậu khẳng định cũng sẽ phái người đến. Trương Dương à một tiếng, trong lòng thầm nghĩ lần này tại sao không ai thông báo với mình nhỉ? Chương 475, mất trộm 2. Lôi Quốc Thao nói, trong các khu khai phá của Bình Hải bây giờ làm tốt nhất là Lam Sơn, rất nhiều hạng mục lớn đều hướng về Lam Sơn, năm nay áp lực của tôi cũng lớn, bí thư Kiều ra cho tôi một nhiệm vụ rất nặng, nếu như tôi không hoàn thành được, thì chỉ sợ là sẽ được nghỉ ngơi dài hạn. Trương Dương cười nói, chịu cực đi sau này còn chịu khổ, con người sống trên đời này, ở chỗ nào mà không gặp phải chuyện xấu đâu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này bỗng nhiên có một thiếu nữ với khuôn mặt thanh tú hoang mang chạy đến, đi đến bàn của Trương Dương và Lôi Quốc Thao, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lôi Quốc Thao. Trương Dương và Lôi Quốc Thao hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái, Lôi Quốc Thao cho rằng Trương Dương biết cô ta, Trương Dương thì lại cho rằng Lôi Quốc Thao biết cô ta. Mà cô gái này cũng không khách khí, cầm lấy chai rượu trên bàn tự rót cho mình một ly, rồi tự uống cạn một hơi, nhỏ giọng nói, hỗ trợ với, có hai người đàn ông đang kiếm tôi. Trương Dương và Lôi Quốc Thao lúc này mới hiểu được, thì ra cả hai người bọn họ đều không quen cô ta, cô nàng này gặp phải phiền phức, đến nhờ bọn họ hỗ trợ đây mà. Trương Dương nói, cô tìm lộn người rồi, đừng tìm chúng tôi, hẳn là nên đi tìm nhân viên bảo vệ. Cô thiếu nữ thấp giọng nói, bọn họ muốn cướp tiền của tôi, chúng ta cùng ngồi chung mà. Đang nói chuyện, thì ở đầu toa ăn có hai gã đàn ông thô kệch to lớn xuất hiện, thiếu nữ vội vàng cúi đầu xuống, chăm chú uống rượu. Trong lòng đàn ông luôn có một thứ gọi là thương hoa tiếc ngọc, huống chi thiếu nữ tuổi thanh xuân này lại tự tìm đến cửa, Trương Dương và Lôi Quốc Thao đều là cán bộ đảng viên, ngay trước mặt đối phương, không ai lộ ra vẻ sợ hãi cả, ngồi tại chỗ tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Hai người đàn ông kia nhìn thấy cô thiếu nữ, hai người liền đi đến, Trương Dương và Lôi Quốc Thao nhìn một chút, Trương Dương cũng e sợ nhìn thẳng vào mặt của bọn họ, lạnh lùng nói, làm gì vậy? Hai gã này cười cười. Ngồi xuống cái bàn phía sau bọn họ, cô thiếu nữ kia sợ đến mức mặt trắng bệch, một tay cầm lấy ly rượu, tay còn lại thì ôm khư khư cái ba lô của mình. Lôi Quốc Thao nhíu nhíu mày, gã và Trương Dương đã uống cũng đã rồi, nhẹ giọng nói chúng ta về thôi. Trương Dương gật đầu, đứng dậy, cô thiếu nữ kia tự nhiên ôm lấy cánh tay của Lôi Quốc Thao, theo bọn họ cùng đi. Trương Dương âm thầm cười, nhưng mà lại nảy sinh ý định nghi ngờ với cô thiếu nữ kia. Thủ đoạn này trên giang hồ cũng không phải là hiếm thấy, đám này không phải cùng một nhóm chứ. Lôi Quốc Thao cũng là một người có kinh nghiệm xã hội từng trải phong phú, đương nhiên là không bị vẻ bề ngoài của cô thiếu nữ mê hoặc, đi ra toa ăn, xoay người lại nhìn một chút, hai gã đàn ông kia cũng không đuổi theo, liền cười cười với cô thiếu nữ cô an toàn rồi, hay là tôi giúp cô gọi nhân viên bảo vệ đến. Cô thiếu nữ lắc đầu nói, không cần, cảm ơn các người, lúc này mới buông cánh tay của Lôi Quốc Thao ra. Trương Dương và Lôi Quốc Thao hai người trở về toa phòng của mình, nghĩ lại chuyện hồi nãy đều thấy có chút kỳ quái, Lôi Quốc Thao còn kiểm tra đồ đạc trên người một chút, vững tin là không mất bất cứ thứ gì mới yên lòng lại. Bọn họ còn chưa ngồi nóng ghế, thì cửa phòng bị mở ra, cô thiếu nữ kia vọt vào, vẻ mặt đầy sợ hãi nói, giúp tôi với, bọn họ lại đến rồi. Trương Dương đứng lên, nhìn hướng ra ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài có ba gã đàn ông đang đi đến hướng này. Hai người trong đó chính là hai gã đã gặp ở toa ăn, hai người nhìn thấy Trương Dương cũng sửng sốt, bọn họ tựa hồ như e sợ điều gì đó, cho nên cũng không tiếp tục bước về phía trước, mà là vào toa phòng bên cạnh. Trương Dương đóng cửa phòng lại, vành mắt của cô thiếu nữ đã đỏ lên, đem vé xe ra cho hai người xem, cô cũng ở toa giường nằm, nhưng mà là toa liền nhau, chính là cùng ở với hai gã đàn ông trong toa ăn khi nãy, cô run giọng nói, bọn họ không phải là người tốt, muốn cướp của tôi. Trương Dương nói, bọn họ muốn cướp tiền của cô, hay là cướp sắc của cô. Lôi Quốc Thao có chút oán trách nhìn Trương Dương, trong lòng nghĩ cái miệng của thằng nhãi này đúng là không biết tha người. Cô thiếu nữ cắn cắn môi nói, các người không tin tôi, cái này là vé xe của tôi, còn nữa, đây là chứng minh nhân dân của tôi, cô ta đem chứng minh nhân ra, còn lấy ra cả một thẻ sinh viên, là của Đại học Mỹ thuật Bắc Phương Trung Quốc. Thấy được giấy tờ của cô ta,
Lôi Quốc Thao và Trương Dương mới tin tưởng 8 phần, Trương Dương cầm lấy chứng minh và thẻ sinh viên đối chiếu khuôn mặt của cô ta một chút, rồi nói, Đông Tú Tú, cô còn là sinh viên à? Đông Tú Tú gật đầu, mở ba lô của mình ra, bên trong có 200 ngàn tiền mặt, cô run giọng nói, ba tôi bị bệnh, tôi từ quê nhà vất vả lắm mới gom được số tiền này, đến kinh thành để làm phẫu thuật cho A Ba, bởi vì sợ trên xe lửa nhiều người không tốt, cho nên mới lấy vé giường nằm, nhưng không ngờ rằng, vẫn bị người ta theo dõi. Trương Dương cười nói, khẩn trương vậy, có thể người ta không giống như tưởng tượng của cô đâu. Đông Tú Tú nói, không, tôi dám khẳng định bọn họ nhất định muốn cướp đồ của tôi, bọn họ không phải là người tốt. Lôi Quốc Thao nói, Trương Dương, đi gọi nhân viên bảo vệ một tiếng đi. Trương Dương gật đầu, nói tôi đi tìm Trần Bộ Giao, hỏi chuyện của cô ta một chút. Đông Tú Tú gật đầu một cách đáng thương. Trương Dương đứng dậy rời khỏi toa ngủ, đi đến phòng làm việc của Trần Bộ Giao, Trần Bộ Giao vừa ra ngoài thị sát, chờ một hồi, mới nhìn thấy hắn trở về, Trương Dương đem chuyện vừa rồi kể lại cho hắn, Trần Bộ Giao nói các người có thể gặp phải một nữ lừa đảo rồi. Trương Dương cười nói, cô ta có thể lừa cái gì của chúng tôi? Lừa tiền hay lừa tình? Trần Bộ Giao cười nói, trên xe lửa có đủ loại người, muôn hình muôn vẻ, gặp phải người xa lạ nhớ phải cẩn thận, đi, tôi đi theo cậu nhìn một chút. Trương Dương đem chứng minh nhân dân của Đông Tú Tú ra, đưa cho Trần Bộ Giao xem, Trần Bộ Giao vừa nhìn liền biết cái chứng minh nhân dân này là giả, Trần Bộ Giao nói, là giả, tôi thấy cô gái này 10 phần là lừa đảo. Trương Dương vừa nghe liền thấy có chút không ổn, dùng chứng minh nhân dân giả gạt người, Đông Tú Tú này khẳng định không phải là người tốt, hình dạng điềm dạng đáng yêu khi nãy tất cả chỉ là giả vờ, hắn và Trần Bộ Giao vội vã trở về toa ngủ của mình, phát hiện ra Trần Bộ Giao đang nằm trên giường. Còn Đông Tú Tú thì đã biến mất không thấy. Trương Dương vội vàng xong lên, đè nhân chung của Lôi Quốc Thao, Lôi Quốc Thao mới từ từ tỉnh dậy, gã có chút mê mang mở mắt ra nhìn xung quanh, nói tôi làm sao vậy? Trương Dương dở khóc dở cười nói, anh hỏi tôi à, tôi còn muốn hỏi anh đây. Trần Bộ Giao nói, các người mau nhìn xem có mất thứ gì không? Một câu nói đã nhắc nhở hai người tỉnh táo lại, Lôi Quốc Thao phát hiện ra túi du lịch của mình đã không cánh mà bay. Gã kinh hô lên một tiếng, mặt tái lại không còn chút máu nào hết, túi du lịch của Trương Dương thì cũng mất không thấy xác, nhưng mà hắn có mang bóp trên người, tiền và giấy tờ tùy thân đều có, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn không bị mất, bức tranh chữ của Kiều Lão tặng cho hắn, hắn để trong túi du lịch. Trương đại quan nhân rất là phiền não, hai thằng đàn ông tự nhiên lại bị một con oắt lừa. Chương 475, mất trộm 3. Theo biểu hiện bên ngoài thì Lôi Quốc Thao tổn thất nghiêm trọng hơn. Gã mất 100.000 tiền mặt, một điện thoại di động, trong túi du lịch còn có một máy chụp hình, máy quay phim, một cái máy tính xách tay, tổn giá trị hơn 5 triệu, còn chưa đến Thiên Tân mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sắc mặt của gã muốn xấu xí bao nhiêu thì có xấu xí bấy nhiêu. Tuy rằng xét về số lượng thì Trương Dương cũng không bị mất nhiều, nhưng nói về chất lượng thì giá trị của thứ bị mất còn quan trọng hơn tất cả những món đồ của Lôi Quốc Thao cộng lại. Trần Bộ Giao gọi bảo vệ đến. Từ đây đến trạm kế tiếp còn 20 phút, bọn họ cần sử dụng khoảng thời gian này để tiến hành kiểm tra khẩn cấp. Trương Dương và Lôi Quốc Thao rõ ràng rất căm tức, hai người đi đến chỗ toa ngủ của Đông Tú Tú, phát hiện ra ba gã đàn ông ngồi bên trong nói chuyện phiếm, Lôi Quốc Thao quát hỏi, Đông Tú Tú đâu? Ba gã đàn ông này bị hỏi liền sửng sốt, một gã trong đó đứng dậy, lạnh lùng nói, ai thế? Muốn gây chuyện nà? Lôi Quốc Thao nói, con nhỏ ở trung toa các người đâu? Gã đàn ông kia chỉ vào mặt của Lôi Quốc Thao nói, cút ngay, có tin tao đánh mày không? Lôi Quốc Thao cũng không phải là người dễ tính, bây giờ một cục tức nghẹn ngay cổ, đang cần tìm một chỗ phát tiết, nghe đối phương nói như vậy, một đấm liền ân cần thăm hỏi cái mũi của người ta, đánh cho tên này thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước rồi mới té ngồi xuống đất, hai tên còn lại thấy đồng bạn bị đánh, liền xông lên. Trương đại quan nhân trải qua mấy ngày điều dưỡng đã có chút khôi phục. Đang muốn nghiệm chứng võ lực của mình khôi phục đến đâu rồi, xông lên tung ba đấm hai đá làm cho hai gã kia ngã xuống, Trần Bộ Giao và hai người bảo vệ nhanh chóng lôi bọn họ ra ngoài, Trần Bộ Giao thật sự là dở khóc dở cười, hai vị này một là phó thị trưởng thành phố Phong Trạch một người là chủ nhiệm phòng chiêu thương thành phố Đông Giang, tại sao tính tình của hai người ai cũng nóng hết vậy? Căn cứ theo tin tức sơ bộ, thì trong các tòa tàu cũng không tìm thấy được cô gái nào phù hợp với đặc điểm của Đông Tú Tú. Vẻ mặt của Lôi Quốc Thao càng lúc càng xấu xe, chỉ còn 7 phút nữa là xe lửa sẽ đến thành phố An Viễn, khả năng tìm được vật bị mất càng nhỏ hơn.
Trần Bộ Giao nói, các người về trước đi, chuyện này để cho chúng tôi tra. Trương Dương nói, trong toa tàu không có, có thể cô ta trốn lên trên đỉnh toa tàu. Trần Bộ Giao nói, không thể nào, cô ta đâu phải là nữ phi hiệp. Trương Dương cũng không nghĩ vậy, trong lúc xe lửa di chuyển thì cấm mở cửa sổ xe lên, Trương Dương và Lôi Quốc Thao hai người trở về toa tàu của mình, Trương Dương nhìn cửa sổ, lúc này mới lưu ý là cửa sổ có mở lên, Lôi Quốc Thao cũng chú ý đến điểm này, thấp giọng nói, lẽ nào thật sự là một nữ phi tặc, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trương Dương nói, tôi ra xem thử. Lôi Quốc Thao nói, không được, không cần phải mạo hiểm tính mạng đâu. Bây giờ xe lửa đang chạy với tốc độ hơn cả 100 km/h, leo ra ngoài cửa sổ là cực kỳ nguy hiểm, chỉ là Trương Đại Quan Nhân không xem chuyện này ra gì cả. Tuy rằng bây giờ công lực chưa khôi phục lại, nhưng mà một chút chuyện nhỏ như vậy không làm khó được hắn, hắn đẩy cửa sổ lên, từ đó chui ra ngoài. Lôi Quốc Thao khẩn trương dõi theo, Trương Dương ra ngoài cửa sổ xe, trên tay hắn không có công cụ leo bám, cho nên đem phần sau ra ngoài trước, hai tay nắm lấy cửa sổ. Lôi Quốc Thao nắm lấy cánh tay của hắn không buông, khẩn trương nói, Trương Dương, mau trở về đi, cái này không phải chuyện đùa đâu. Trương Dương cười nói, anh, buông tay, giọng nói của hắn bị tiếng gió thổi làm gián đoạn. Lôi Quốc Thao vừa mới buông tay ra, thì thấy thằng nhãi này leo đùng đùng lên trên nóc xe lửa. Mích hổ du tường thuật có thể dùng cho rất nhiều chỗ, thân thể của Trương Đại Quan Nhân bám sát vào toa xe, sức gió do xe lửa chạy với tốc độ cao tuy rằng có tạo thành một chút phức tạp cho hắn. Chỉ là hắn vẫn có thể khắc phục thành công trở ngại này. Trương Dương bò lên trên đỉnh xe lửa, thấy khoảng 50 mét phía trước có một bóng người đang ngồi chồm hổm, đó không phải là nữ tặc Đông Tú Tú thì còn là ai nữa hả? Trương Dương lặng lẽ đến gần cô ta. Đông Tú Tú tuy rằng ngồi trên đỉnh xe lửa, nhưng mà vẫn không thả lỏng cảnh giác, ánh mắt thường thường quan sát chung quanh, khi Trương Dương còn cách khoảng 20 mét, thì Đông Tú Tú đã phát hiện ra sự tồn tại của Trương Dương. Hai tròng mắt mở to kinh ngạc trợn tròn lên dưới gió, cô không nghĩ rằng Trương Dương lại có đủ dũng khí bỏ lên trên đỉnh xe lửa. Trương Dương nhìn thấy hành động của mình bị phát hiện, lập tức đi nhanh hơn, Đông Tú Tú đứng dậy chạy về phía trước, thân thể của cô cũng cực kỳ linh hoạt, chạy trên mỗi toa của xe lửa một cách dễ dàng, thoạt nhìn rất giống một con mèo nhỏ đi ăn đêm vậy. Trương Dương kêu lên, trả đồ lại đây, tôi không làm khó dễ cô. Đông Tú Tú cười ha hả nói, vậy phải xem anh có bản lĩnh đó không? Xe lửa đã tiến vào trong thành phố An Viễn, bắt đầu giảm tốc độ lại, Trương Dương lo rằng cô gái này sẽ chạy thoát, cho nên dùng tốc độ cao nhất để đuổi theo. Nếu như trên mặt đất thì Đông Tú Tú không cách nào chạy thoát khỏi tay Trương Dương, nhưng ở đây là trên nóc xe lửa, so với Trương Dương, cô ta có nhiều lợi thế hơn, vừa chạy trốn vừa cầm điện thoại di động tựa hồ liên lạc cái gì đó. Khoảng cách của Trương Dương và cô ta ngày càng gần, lúc này tốc độ của xe lửa cũng đã giảm đi rất nhiều. Chỉ còn khoảng 60 cây số mà thôi, Đông Tú Tú chạy đến chỗ đầu xe, cô ta đã không còn đường chạy, bỗng nhiên xoay người lại, nói với Trương Dương, anh đứng lại. Trương Dương đứng lại tại chỗ, trong tay của Đông Tú Tú vung lên một xấp tiền, không phải chỉ là mấy trăm ngàn thôi sao? Anh có cần đau khổ đến như vậy sao? Trương Dương cười lạnh nói, ăn trộm đồ của người khác mà còn già mồm. Ném ba lô lại đây cho tôi. Đông Tú Tú gật đầu, cởi ba lô trên người xuống. Nhưng bỗng nhiên ném ra ngoài, sau đó từ trên nóc xe lửa nhảy ra ngoài. Lúc này Trương Dương mới ý thức được xe lửa đã chạy đến cầu vượt, Đông Tú Tú đáp chuẩn xác xuống phía sau của một chiếc xe tải. Cô ta dùng ba lô để làm bãi đáp xuống, nhặt ba lô trong thùng xe, phất phất tay với Trương Dương. Trong lòng Trương Dương cực kỳ tức giận, không ngờ nữ phi tặc này lại gian xảo như thế, ở chỗ này cũng có tiếp ứng chờ sẵn, nhìn chiếc xe tải đi xa, Trương Dương chỉ có thể lắc đầu. Trương Đại Quan Nhân một lần nữa trở về toa xe, xe lửa đã đến trạm An Viễn, hắn và Lôi Quốc Thao quyết định xuống tại chỗ này, bức tranh chữ của Kiều Lão đối với Trương Dương mà nói là vô cùng quan trọng, đồ của Lôi Quốc Thao cũng đã bị mất hết rồi, đương nhiên cũng không cách nào đi làm tiếp được. Ngược lại chỉ có Trần Bộ Giao là thấy ngượng ngùng, dù sao thì vụ trộm này cũng xảy ra trên xe lửa của hắn, tiến hai người xuống xe, còn hỗ trợ liên hệ với công an địa phương. Lôi Quốc Thao có nhân mạch không nhỏ tại Bình Hải. Trong hệ thống công an của An Viễn cũng quen biết vài người, gã liên hệ với Cục trưởng Cục Công an thành phố An Viễn Tùy Quang Lược, Trương Dương trong quá trình truy đuổi nữ phi tặc Đông Tú Tú đã ghi nhớ lại bảng số xe của chiếc xe tải kia, cái này cũng là một đầu mối có lợi giúp cho cơ quan điều tra. Chương 475, mất trộm 4. Hiệu suất phá án của Cục Công an thành phố An Viễn cũng không tồi, chỉ sau 2 giờ đã tìm được chiếc xe tải kia.
đã bắt được tên tài xế tên là Lý Hưng Vĩ, dưới sự thẩm vấn của công an không được bao lâu thì đã khai sạch sẽ mọi chuyện ra, hắn chỉ là được người thuê, tối nay được một người thuê xe của hắn, kêu hắn chờ ở gần cầu vượt, cái gì cũng không biết. Cô gái nhảy từ trên cầu vượt xuống đã cùng với người kia đi đến bến xe đường dài, hắn chỉ đưa hai người đến chỗ rồi lấy tiền đi về phần bọn họ đi đâu thì hắn cũng không biết. Vụ án như vậy vào thời điểm này cũng không cách nào tiếp tục điều tra được nữa, Trương Dương và Lôi Quốc Thao vô cùng thất vọng, lúc đi ra khỏi cục công an đã là 10 giờ tối rồi, Lôi Quốc Thao uể oải thở dài một tiếng, nói, được rồi, chuyện này trước tiên cứ để như vậy, chúng ta đường ai nấy đi. Trương Dương gật đầu nói, được rồi, anh quay về Đông Giang của anh, tôi quay về Giang Thành của tôi. Lôi Quốc Thao cười khổ nói, vừa mới ra cửa đã gặp phải chuyện, con mẹ nó thật là không may. Theo gã thấy thì mình không may nhiều hơn Trương Dương, tổn thất thảm hại. Chỉ là hắn không biết rằng Trương Dương có khổ mà không nói nên lời, bức tranh chữ mà Kiều Lão tặng cho Trương Dương gã không cách nào có thể dùng tiền tài so sánh được. Hai người chia tay nhau trước cửa đồn công an, toàn bộ tiền của Lôi Quốc Thao đã mất, nên Trương Dương cho gã mượn 200 đồng làm tiền xe về. Trương Dương đã bỏ đi ý niệm từ An Viễn trở về Giang Thành, dù sao thì cũng đã là hơn 10 giờ đêm rồi, bây giờ có đón xe lửa về, thì cũng đã là hừng đông, không bằng cứ ngủ ngon một đêm, sáng mai rồi trở về cũng được. Trương Dương tìm một khách sạn gần đó mướn phòng, vừa vào trong phòng, điện thoại di động liền vang lên. Trương Dương vừa bắt máy, bên trong truyền ra một giọng nữ dễ nghe, Phó Thị trưởng Trương, đã ngủ chưa? Trương Dương lập tức nhận ra đây là giọng của Đông Tú Tú, hắn cười nói, vẫn chưa, bị cô chọc tức đến nổi không ngủ được. Đông Tú Tú cười hì hì nói, không phải chỉ là đánh mất vài bộ quần áo rách nát thôi sao? Có cần phải xót của như vậy không? Trương Dương nói, giả bộ đáng thương để được đồng tình, tôi nói này, cô còn trẻ mà không lo đi học, cha mẹ của cô bình thường dạy dỗ cô thế nào vậy? Cha mẹ tôi đã chết sớm rồi, từ nhỏ tôi đã học hư, không đổi được. Trương Dương nói, quay đầu lại cũng vô cùng quý giá, cho cô một cơ hội, quay đầu lại đi, câu này cũng đúng là đủ tổn hại, tuy rằng chỉ sai một chữ so với lời Phật dạy, nhưng mà ý nghĩa đại biểu hiển nhiên là không giống nhau rồi. Đông Tú Tú nói, cái miệng của anh cũng thật là thiếu đạo đức, bức tranh chữ này cũng thật không tồi, là bút tích của Kiều Lão. Trương Dương nói, cô cũng biết coi hàng đấy. Hắn đã mơ hồ đoán được mục đích mà Đông Tú Tú gọi điện thoại đến cho mình, cô ta hiển nhiên là sợ, trộm đồ xong bỏ trốn thì có thể tránh thoát được việc tìm kiếm, nhưng mà bức tranh chữ này là bút tích của Kiều Lão, cô ta trộm bức tranh này, thì lại có một ý nghĩa khác hẳn. Đông Tú Tú nói, anh rất có bản lĩnh. Trương Dương nói, chữ của Kiều Lão đối với cô mà nói thì không có tác dụng, nhưng ý nghĩa lại khác, cô có tin không, bởi vì chuyện này tôi có thể chụp cho cô một cái mũ tội phạm chính trị, cho cô trở thành tội phạm bị truy nã toàn quốc, cho cô từ giờ trở đi không có một ngày lành nào để sống cả. Đông Tú Tú không nói gì cả, lời nói của Trương Dương tuyệt đối không hề có bất luận ý tứ khuếch đại nào hết, Kiều Lão là nhân vật nào, mình trộm chữ của ông ta, đã không còn là tội trộm cướp bình thường rồi. Cô cũng chỉ là vừa phát hiện ra trong ba lô của Trương Dương có bức tranh chữ, thấy được bên dưới có chữ ký của Kiều Lão, cô mới cảm thấy chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng, thất phu vô tội hoài bích có tội, đó là chỉ một người không phạm tội gì, chỉ vì trộm cướp, mà gặp phải tội lớn. Trương Dương từ trong sự im lặng của Đông Tú Tú đã nhận ra được cô ta bắt đầu sợ, thấp giọng nói, trả đồ lại đây cho tôi bảo đảm sẽ không truy cứu. Bây giờ cái mà Trương Dương muốn nhất chính là bức tranh chữ của Kiều Lão. Những chuyện khác hắn cũng không muốn quản. Đông Tú Tú nói, tôi làm sao có thể tin tưởng anh. Trương Dương nói, cô có thể đi hỏi một chút về thái độ làm người của tôi, Trương Dương có tôi có phải là người qua cầu rút vàn không? Đông Tú Tú nói, tốt, tôi sẽ hỏi thăm một chút. Trương Dương nhắc nhở, tôi cho cô thời gian một ngày, nếu như giờ này ngày mai, tôi còn chưa thấy đồ xuất hiện, thì đừng trách tôi không khách khí. Đông Tú Tú nói, cái tôi không sợ nhất chính là người khác uy hiếp tôi, có bản lĩnh thì anh đến bắt tôi đi. Nói xong cô liền cúp điện thoại. Trương Dương nhìn dãy số điện thoại, là một số bản địa của An Viễn, hẳn là từ một buồng điện thoại công cộng nào đó gọi đến. Hắn cũng không đem tình huống này phản ánh với công an địa phương, tối hôm đó ngủ ngon một giấc tại An Viễn, sáng ngày hôm sau đã lên xe đường dài chạy về Giang Thành. Trong mấy ngày mà Trương Dương đi, phương diện sân bay mới cũng rất bình tĩnh. Tất cả đều được tiến hành một cách thuận lợi, Trương Dương sau khi trở về Giang Thành xong cũng không có nghỉ ngơi, vừa mới về liền lao đầu vào làm việc. Buổi sáng Trương Dương triệu tập những nhân vật nòng cốt trong ban chỉ huy để tìm hiểu tình huống một chút,
Trương Duệ Dung đã chính thức điều đến công trường sân bay để làm việc, cô chủ yếu phụ trách công tác tài vụ, Thường Lăng Phong đem công tác gần đây làm thành một bản tổng hợp rồi báo cáo. Trương Dương nghe xong, liền nói với Triệu Dương Lâm, chủ nhiệm Triệu, gần đây khổ cực cho ông. Triệu Dương Lâm cười nói, có gì mà khổ cực chứ? Công tác đều được định sẵn rồi, tôi chỉ là đứng nhìn hỗ trợ mọi người thôi. Thường Lăng Phong nói, chủ nhiệm Triệu, thị trưởng Trương, tòa nhà gọi thầu hẳn là có thể bắt đầu rồi. Trương Dương nói, chuyện này anh phụ trách cụ thể đi, có anh và tiến sĩ Quy cùng nhau làm, chúng tôi yên tâm. Triệu Dương Lâm mỉm cười nói, yên tâm lớn mật đi làm đi, chúng tôi đều rất tin tưởng năng lực công tác của các người. Mọi người đang nói chuyện, thì thư ký của Trương Dương Phó Trường Trinh đi vào báo cáo, ngoài cửa có người nói là muốn gặp Trương Dương. Trương Dương có chút hờn giận nói, không thấy tôi đang bận sao. Phó Trường Trinh nói, cô ta nói nếu như anh không ra, thì đừng có lấy đồ. Trong lòng Trương Dương cả kinh, chẳng lẽ là Đông Tú Tú? Hắn thật sự không thể tin lá gan của Đông Tú Tú tự nhiên lại lớn đến mức như vậy, tìm đến tận cửa của mình. Trương Dương đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, quả nhiên thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc quần jean áo thun đứng đằng kia, ngửa đầu nhìn xung quanh một chút, một tay che lên trán tránh ánh mặt trời, đây không phải Đông Tú Tú thì còn là ai chứ? Thấy Trương Dương, cô ta cười cười, cất cao giọng nói, Phó Thị trưởng Trương, đồ tôi mang đến cho anh rốt cục có lấy hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 475.